Vâng, cảm ơn thầy. Nghe được mà nhé. Vâng. Thì trước khi mà nói sang cái phần chính thức của tập huấn thì tôi sẽ giới thiệu qua về cái phần mềm mà có tên là STKB 1.0. Đấy. Một số bạn cũng thắc mắc là vì sao cái bản phần mềm của chúng tôi ngày xưa nó đặt tên là TKB đúng không? Và nó đã phát triển đến tận phiên bản 11 rồi. Tự nhiên bây giờ lại đổi thành cái tên là STKB. Và vừa rồi một số bạn có nhận được một cái thông tin đúng không? Một cái thông tin là cần muốn dùng thì phải nộp tiền đúng không? Vâng ạ. Đấy thì tôi giải thích nhanh cho tất cả lớp mình cùng nghe nhé. Tức là tôi là cái người mà lập ra cái công ty gọi là công ty Schoolnet đấy đầu tiên. Và tôi cũng là cái người mà thiết kế cái phần mềm TKB đầu tiên từ năm 1989. Như vậy là cái phần mềm TKB là nó đã có cái sự phát triển liên tục cho giờ phút này là hơn 30 năm rồi. Nhưng đến năm ngoái thì có một cái trục trặc xảy ra, thế là Việt Nam cái thương trường nó phức tạp lắm, mà tôi có một trục trặc đối với tôi vì tôi là bản thân tôi là tôi muốn nghỉ, cho nên là tôi muốn chuyển giao công ty cho các lớp trẻ hơn ấy. Nhưng có trong quá trình mà định làm chuyện đó thì nó trục trặc về mặt này, nói chung là nó có chuyện dài lắm, nhưng mà nôm na là tôi đã bị mất cái thương hiệu Schoolnet vào tay một cái người khác. Cho nên là toàn bộ các cái phần mềm TKB cũ ấy, hiện nay là hệ tên công ty Schoolnet ấy, là nó thuộc về một cái người khác. Nhưng cái người này họ lại không biết làm cái gì cả, cho nên là họ không hề hỗ trợ được, không phát triển được phần mềm. Và chính vừa rồi vì vậy và tất cả những trường nào mà đã mua cái bản TKB phiên bản cũ, tất cả những người mà các trường đã mua cái bản TKB cũ ấy, phiên bản 11 trở về trước ấy, thì vừa rồi nó có cái hiện tượng là cái công ty cũ đó, công ty Schoolnet mà tôi là mất thương hiệu ấy, thì nó đã gửi một cái thông tin đến các bạn là phải muốn dùng tiếp các bạn phải đóng tiền. Thì đó là một cái theo tôi nó là cái hiện tượng đó là phạm luật, vì cái bản thân phần mềm này khi mua ấy là có một giá thôi, và mua vĩnh viễn, không có chuyện là một năm phải đóng thêm tiền. Đấy thì đây là câu chuyện của phần mềm TKB cũ nhé. Thì khi mà bị mất cái thương hiệu thì tôi vì các nhà trường yêu cầu là vẫn phải làm tiếp tục, cho nên tôi đã lập một công ty mới. Bởi theo tôi đấy là công ty mới có tên là công ty tin học của nhà trường, các bạn thấy ở phía dưới này không? Thì tên của nó hơi giống cái công ty cũ nhé. Công ty cũ cũng có tên là công ty Schoolnet hay là công ty công nghệ tin học nhà trường, thì công ty mới là công ty tin học của nhà trường. Và nó và tôi đã phát triển tiếp tục cái phần mềm TKB này, nhưng mà là vì cái thương hiệu bị mất, cho nên tôi phải đặt đổi tên thành là STKB. Đấy, như vậy cái phần mềm mới có tên là nôm na cái chữ S đây là nghĩa là school đấy, là thầy cô biểu cho nhà trường phổ thông, và là mới cho nên là đặt lại cái version là 1.0. nhưng bản chất cái phần mềm STKB 1.0 này nó chính là tương đương với bản là TKB 12 nhé, bản phát triển tiếp theo của bản TKB 11 kia. Và như vậy là phần mềm này là phần mềm vẫn là cái phần mềm mà phát triển tiếp tục của cái phần mềm TKB cũ đấy. Cho đến giờ phút này là được 31 năm rồi, nên cho các bạn chú ý nhé. Và công ty mới này thì cái vẫn là cái cô Hường từ công ty cũ đã chuyển sang bên này. Và các bạn hiện nay cũng có một cô Hường thôi, là cô là phụ trách toàn bộ phần hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ khách hàng để các trường có thể nâng cấp được cái bản cũ sang cái bản mới nhé. Thì nếu mà trường nào mà các bạn đang dùng cái bản TKB 11 ấy, muốn chuyển sang cái bản này thì các bạn hãy hệ với cô Hường, và công ty mới của chúng tôi sẽ cho các bạn cái điều kiện như là mua mới phần mềm STKB, nhưng mà tương đương là nâng cấp, cái giá nâng cấp từ bản cũ đến bản lên bản mới nó rất là rẻ tiền. Và đã mua phần mềm của công ty chúng tôi là mua một lần và dùng vĩnh viễn đó, thì các bạn có thể tải cái từ cái trang là trang tin học nhà trường.vn đấy, và có cho chỗ là kho phần mềm thì nó có hai cái link. Một cái link là bản chính thức là cái bản mà nếu các bạn đã mua đấy chính thức ấy, thì các bạn tải bản chính thức, thì khi cài bản chính thức ấy, thì nó yêu cầu các bạn là phải nhập cái serial number, các bạn sẽ gửi cái CD key cho cô Hường sẽ cấp cho CD key nhé. Thì mỗi trường sẽ được cấp là từ 1, 2 đến 3 cái key.
đề phòng các bạn có thể cài phần mềm ở nhà này, ở trường và trên một cái laptop, có thể đi đâu đó có thể vẫn có thể là xếp được các biểu được. Còn nếu mà trường nào mà chưa mua, mà chưa muốn mua, mà cô đang đang suy nghĩ, thì các bạn tải về cái bản demo và dùng thử đấy. Thì bản dùng thử như sau, bản dùng thử là không cần cài key, và các bạn khi mà dùng bản bản demo thì nó có chức năng là giống hệt bản chính thức, chỉ có một điểm khác là bản demo này chỉ cho phép chúng ta mở một tệp thời quang biểu ra và ghi lại là 15 lần đó. Thì cái điểm khác biệt giữa cái bản demo và chính thức chỉ như vậy thôi. Cái bản demo là cái bản chúng ta giới hạn cái số lần chúng ta mở một cái tệp thời quang biểu ra và ghi lại, chứ không phải là chỉ được phép là mở ra, mở phần mềm 15 lần. Được phép mở phần mềm là vô hạn lần, nhưng mà mỗi với một cái file thời quang biểu ấy, một cái tệp thời quang biểu nhà trường ấy, thì chúng ta chỉ được phép là mở ra và ghi vào 15 lần nhé. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đó là cái tôi đánh nhanh về cái phần mềm STKB. Thì đây tôi cho các bạn xem cái hình, các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Mới nhìn rõ đúng không? Đây là cái trang tin học nhà trường nhé. Đây là trang nó mới, tôi làm một cái nó mới thì cũng làm nó đơn giản thôi. Thì các bạn vào đây và các bạn vào cái kho phần mềm đây. Phần mềm thì là vào đây, ta download đây. Phần mềm một chút tôi có biểu đây, STKB 1.0 bản chính thức đây. Còn đây là bản dùng thử đây. Bạn tải về nhé. Đây là những phần mềm khác. Thế này tôi mới lập cái mới lập lại cái phần cái công ty mới này, và hiện nay mới chỉ ít thời gian, cho nên mới chỉ phát triển được cái bộ phần mềm STKB cũ này thành là STKB này, và cái phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi cũ có tên là IQB, cái sau này sẽ đổi tên thành là SQB. Thế chỉ vẫn là thế thôi, nhưng mà tôi phát triển mới cái này nhé. Thì vì vì các cái tên cũ là bị đi theo cái phần mềm của SchoolNet, mà tôi bị mất cái thương hiệu SchoolNet, tôi mất hết tất cả các cái phần mềm, cái thương hiệu là cái tên ngoại của nó thôi. Còn phần mềm thì vẫn là tôi là người thiết kế, là người chỉ huy lập trình, nó vẫn là hoàn toàn thuộc về bản thân tôi. Và những phần mềm này đều được đăng ký bản quyền hết rồi nhé, chú ý nhé. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mời về bắt đầu vào thực hành và phần tôi nó qua nhé. Như vậy là chúng ta sẽ làm quen với phần mềm mới. Thì cái phần mềm mới này thực ra nó vẫn là phần mềm cũ, nhưng mà do chúng tôi làm lại cái giao diện một chút, cho nên là chỉ thay đổi một chút cái giao diện ở ngoài cùng là thôi. Còn bên trong cái ruột bên trong của nó là hoàn toàn giống hệt cái bản TGB, không khác một chút đâu cả về mặt các lệnh bên trong. Tất nhiên chúng tôi mở rộng ra thêm một vài tính năng mới nữa, và sẽ còn mở rộng nữa trong trong tương lai. Còn cái giao diện của chúng ấy thì là có một chút thay đổi như sau, thấy không? Tức là cái phiên bản cũ TKB ấy, thì chúng tôi thiết kế cái hệ thống thực đơn ấy, theo mô hình cũ là mỗi một cái lệnh ở đây này thì nó sẽ trải xuống một cái pop-up menu thẳng xuống phía dưới. Còn cái phiên bản này bạn thấy không, là cái khi chúng ta bấm vào cái một 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 cái lệnh chức năng chính này, lệnh chính này, thì là các lệnh con bên trong là nó không phải một cái menu xuống, mà nó một cái giải ngang, gọi là các cái ribbon đúng không, làm hay nó gọi là một cái giải lệnh. Giải lệnh này là nó không phải là nó nhỏ mà nó có chữ rất to, cái hình ảnh cái icon nó to mà chữ rất to. Thì cái này là cái style của Microsoft thôi. Các bạn dùng nhiều cái bộ phần mềm Office thì các bạn thấy là đây là cái kiểu mới. Hiện nay là hầu hết những phần mềm mới bây giờ đều được thiết kế theo cái style này. Thì ở trên cái ở chỗ này là nó gồm những lệnh mà hay dùng nhất được hiển thị ở đây, thấy chưa? Rồi thế bây giờ tôi nói qua, tôi cho các bạn xem bên trong một tí nhé. Mình tôi mở, nó có cái lệnh, thấy nó có lệnh chính này, lệnh tạo mới một tập thì có biểu này, lệnh mở tệp này và đóng tệp này, có ba lệnh nhé. Lệnh tạo mới là tạo ra một cái file dữ liệu thì có biểu mới, thì cái file thì có biểu cũ có đuôi là phần mở rộng là TKB, còn cái file mới này có đuôi là STKB. Khi các bạn tạo mua cái phần mềm này về hay là phần mềm mới này về là tên là STKB nhé, thì các bạn có thể là mở cái tệp cũ, mở cái tệp là đuôi TKB cũ ra,
và khi mở ra tự động nó sẽ nâng cấp lên và nó chuyển sang cái đuôi là STKB, tự động hết hoàn toàn nhé, và toàn bộ dữ liệu cũ được chuyển sang bên này, được chưa? Để các bạn chú ý nhé. Nhắc lại một lần nữa là chúng tôi là hiện nay công ty của tôi là hoàn toàn không liên quan gì đến cái phần mềm cũ nhé, không liên quan gì đến cái từ SchoolNet nữa, nên mà ai đó mà alo cho các bạn mà nói là vẫn muốn là cấp kỳ hay là bán phần mềm TKB cũ thì đó là không phải tôi nhé. Mặc dù là cái người mà công ty này mà tôi mất thương hiệu thì họ vẫn luôn nói là người của thầy Hà, nhưng không phải, không phải là người của tôi nhé. Đó thì bây giờ tôi sẽ tạo cái cho bạn, tôi thử mở tìm cho các bạn xem nhé. Đây, như vậy là cái tệp mới này có đuôi là STKB, mỗi một cái file này, mỗi một trường là một cái file STKB. Nhà trường mình khi mà chúng ta mua phần mềm về, chúng ta sẽ tạo ra một file mới STKB. Nếu trường chúng ta mà nâng cấp thì các bạn chỉ việc mở cái file cũ ra, và mỗi trường như vậy chỉ dùng có đúng một file thôi. Một cái file này chúng ta dùng mãi mãi, dùng vĩnh viễn. Phần mềm của chúng tôi cũng vậy, các bạn mua các bạn dùng vĩnh viễn. Tất nhiên là khi mà chúng tôi nâng cấp lên thì các bạn muốn mua các bạn nâng cấp thì các bạn sẽ phải bỏ một ít tiền ra để nâng cấp lên, còn nếu không các bạn cứ dùng bằng cũ vẫn được nhé. Rồi, tôi xem qua nhé, đây này, thì chúng ta có là về mặt tôi nói sơ qua về những cái lệnh chính nhé, về cái hệ thống thực đơn chính của phần mềm thì như sau này. Đây nó có lệnh chính, còn có hệ thống này, dữ liệu này, lệnh chính này, khung nhìn này, công cụ và trợ giúp. Đó là cái hệ thống có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lệnh, 6 cái menu chính của phần mềm mới. Khi ta bấm vào hệ thống, đây, thì đây là những lệnh mà liên quan hệ thống, gồm những lệnh như là tạo mới, mở, đóng tệp, đúng không? Rồi những cái lệnh như là ghi, xếp, ghi dữ liệu, rồi ghi ra với tên khác, ghi ra HTML, ghi ra Excel, chuyển dữ liệu sang Excel, rồi những thông tin khác như là đặt ngày tác dụng, thay đổi cấu hình in, nhập ngày nghỉ và các lệnh in nhé, lệnh in ở đây đó. Thì đây là những lệnh hệ thống của cơ thể có biểu. Ở cái thực đơn thứ hai, menu thứ hai là dữ liệu, là gồm tất cả những lệnh chúng ta đã nhập dữ liệu. Cái phần này là cái thực đơn này là rất quan trọng, nữa chúng ta sẽ học những cái lệnh đó. Ví dụ như là chúng ta nhập các thông tin gốc như là nhập lớp, nhập giáo viên, nhập nhóm giáo viên, nhập môn học, nhập tính chất sư phạm môn học, nhập yêu cầu của giáo viên và nhóm giáo viên, đúng không? Nhập phòng học, rồi là nhập phân công chuyên môn, đó, phân công giảng dạy. Cái lệnh này là nhập phân công chuyên môn cho sáng riêng, chiều riêng, còn lệnh này là nhập chung cho cả sáng chiều nếu chúng ta muốn. Còn đây là những lệnh là nhập các cái thay đổi các thuộc tính của trường học, thuộc tính hệ thống trường học. Và đây là nhập số tiết chuẩn nhé. Nên tôi sẽ nói vào cái này. Rồi, tiếp theo là sang cái những cái lệnh đặt tên là lệnh chính. Thì đây là những lệnh mà mang tính chất rất là cơ bản, rất cơ bản và quan trọng đối với toàn bộ hệ thống của phần mềm. Thì trong cái này thì ở trong lệnh này thì tôi thấy chỉ có hay dùng nhất là lệnh sau đây này. Hay dùng nhất là lệnh 1, là lệnh là xếp tự động 100% để các bạn sẽ được học. Đây là một trong những lệnh key, lệnh quan trọng nhất của phần mềm của chúng tôi. Là cái lệnh mà khi mà chúng ta đã nhập thông tin ban đầu mà chuẩn xác rồi ấy, thì bấm một nút thôi là phần mềm tự động phân tích và xếp 100% theo biểu cho toàn trường. Chỉ trong một vài phút, thậm chí là chỉ một phút. Nhé, đó. Quan trọng. Lệnh nữa quan trọng là cái lệnh là xếp trước môn học. Đây là cái lệnh là dùng để chuẩn bị cho cái lệnh 100% này. Lệnh này ta sẽ học phần rất quan trọng. Tiếp theo là cái lệnh là kiểm tra logic dữ liệu. Cái này là cái rất quan trọng này. Hiện nay là trong quá trình chúng tôi nâng cấp lên từ nay đến sang năm sẽ là những phần nâng cấp quan trọng nhất. Thì chúng tôi luôn có lệnh này. Có từ xưa rồi nhưng mà kỳ này là rất quan trọng, bởi vì là lệnh là gì? Lệnh là phần mềm sẽ tự động kiểm tra bên trong lòng của phần mềm TKB có những lỗi logic của dữ liệu, thì phần mềm sẽ tự động sửa và xóa hết các lỗi logic đi. Thì chúng ta khi bất cứ khi nào mà chúng ta làm việc gì đó mà cho theo con thấy nghi ngờ phần mềm có thể là nó bị lỗi hay là nó báo là bị lỗi logic, thì chúng ta vào đây
Thì vào đây thì phần mềm nó sẽ thông báo và nó sẽ sửa lỗi logic nếu có nhé. Cái này rất quan trọng đấy. Mà cái này là đối với các bạn ấy thì là nó là cái hộp đen, chúng ta không có tâm đâu, chúng ta cứ vào và sửa, vào và sửa. Còn chúng ta không cần ai mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cũng có thể tìm hiểu kỹ hơn, nhưng mà nói chung nó là một hộp đen đen mà chúng ta chỉ bấm vào là sửa lỗi logic, bấm vào là sửa nhé. Thì lệnh này là lệnh từ nay đến sang năm, chắc tôi nghĩ là nó sẽ còn nhiều lỗi logic nữa, bởi vì là khi chúng tôi vẫn nâng cấp lên thì chúng tôi đề phòng lệnh này. Là cái lệnh mà sinh ra trong quá trình chúng tôi lập trình là nó bị không kiểm soát hết được mọi tình huống có thể nó sinh ra lỗi, thì nó tạo ra cái này. Vì các bạn biết là sang năm nhé, năm nay là bộ là thay đổi chương trình đào tạo gốc, thay đổi toàn bộ chương trình giáo dục, nhưng mà năm nay mới học lớp 1 thôi, thay đổi thì chữ thì cả sang năm là lớp 2, lớp 6, sang năm nữa là lớp 3, 7, 10, sau đó là 3 năm sau thì là hoàn thiện. Đến năm 2024 thì toàn bộ hệ thống thay đổi. Và khi thay đổi đó thì các bạn biết rằng là nó thay đổi hết tất cả, đặc biệt là cái lớp mà cái cấp cấp 3, học sinh sẽ phải lựa chọn, học sinh sẽ được học được phải lựa chọn học bắt buộc. Học bắt buộc là 3 môn và học bắt buộc tự chọn là 5 môn. 5 môn đó là nằm trong 3 khối khác nhau: khối khoa học tự nhiên, khối khoa học xã hội và khối công nghệ. Cho nên là cái việc mà tạo thầy cô biểu cho cấp 3 trong tương lai là vô vô cùng phức tạp. Và hiện nay chúng tôi đang xây dựng, đang thiết kế cái module đó để có thể nâng cấp cái phần mềm lên, để đến năm 2022, 2022 năm 2022 thì bắt đầu áp dụng cho lớp 10, thì bắt đầu phải dùng cái bản mới này. Đến 2024 thì hoàn thiện hết đến lớp 1 đến lớp 12. Thì đến năm 2022 các bạn sẽ thấy là đối với lớp 3 là xếp cái biểu sẽ vô vô cùng phức tạp. Lúc đó thì lớp 10 là học chương trình mới, lớp 1, 12 là học chương trình cũ. Và cái việc chia lớp của lớp 10 tôi cũng hình dung là nó sẽ như thế nào, nó rất là phức tạp. Thì chúng tôi đang nâng cấp chuyện đó nhé. Và một lần nữa là lệnh là các lựa chọn, các tùy chọn này cũng rất là quan trọng, tôi sẽ nói. Rồi. Tiếp theo là cái phần khung nhìn. Khung nhìn cũng là một lệnh vô cùng quan trọng, thậm chí đây là cái là những lệnh quan trọng nhất của phần mềm luôn. Đây là nhóm các cái lệnh mà tạo ra các cái khung nhìn để chúng ta quan sát được thầy cô biểu, quan sát và chỉnh sửa và cái tư duy chỉnh sửa ngay trên phần mềm. Ví dụ đây, đây là một cái màn hình rất điển hình là main loop, là cái màn hình mà chúng ta được quan sát là một lớp và một giáo viên ở phía dưới. Chúng ta có thể thay đổi lớp đây. Là quan sát để tôi quan sát một lớp, quan sát một cái lớp và một cái giáo viên ở dưới. Đợi tôi một chút nhé. Alo. Không 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 không. Rồi. Nha. Thì tôi giả sử tôi đây. Đây tôi xếp lại nhanh như vậy là đây, đây ta có thể quan sát là một lớp này và một giáo viên này, thấy không nào? Đó, chúng ta thấy là quan sát một lớp và một giáo viên. Đấy. Và chúng ta thao tác với nó, bấm chuột chuột trái, chuột phải này, kích đúp này, đó, kích đúp này, đó. Thì đó là những cái lệnh mà chúng ta sẽ phải làm quen. Thì đây là cái giao diện gọi là main loop. Thì khi mà tôi bấm vào main loop thì hiện ra cái main loop ở đây, và đây là những cái lệnh bên trong giao diện main loop giống như ngày xưa thôi. Ngày xưa là nó kéo dài xuống, bây giờ là nó ngang như này thôi, đúng không ạ? Đó, thì đây là khi ta làm việc xong cái menu này rồi thì chúng ta đóng lại, đóng đây, đóng lại. Đấy. Và bây giờ chúng ta vào khung nhìn khác, khung nhìn show on chẳng hạn, thì nó nhìn toàn bộ nhà trường theo 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 từng trường, theo từng lớp một như thế này. Đấy. Đây là những lệnh của khung nhìn show on, đóng lại. Ta là vào cái khung nhìn khác, như là khung nhìn là Bro Teacher, là không nhìn là nhìn tất cả giáo viên theo cái hàng ngang như thế này đó, được không? Đấy. Chỗ đây là lệnh trong cái khung nhìn là xem giáo viên. Ta làm việc xong ta đóng lại đó. Thì có rất nhiều các cái lệnh khung nhìn khác nhau nhé, ở đây nhé đó. Và cả lệnh xem nhanh nữa, xem nhanh lớp này, xem nhanh lớp đây, xem nhanh lớp đây, xem nhanh giáo viên này. Đấy. Xem nhanh giáo viên. Xem nhanh phòng nữa, nếu nếu có phòng thì chúng ta đây, phòng đây. Đấy. Chúng ta xem nhanh các cái lớp, các cái phòng của các giáo viên. Đấy. Có thể xem nhanh như thế này đó nhé. Đó là cái lệnh là xem khung nhìn.
ngoài đào ta ngoài ra thì sang lại tiếp theo là lệnh công cụ, là cái lệnh liên quan đến các công cụ khác nhau của phần mềm như thống kê tải dạy hay là đổi phân công chuyên môn, đổi thì có biểu, rồi là gửi thì có biểu qua email, rồi ta ghi các phương án khôi phục phương án vân vân đấy. Phần mềm cho phép chúng ta là lưu không phải là một bản dữ liệu thì có biểu, mà ta có thể lưu là 5 bản dữ liệu thì có biểu phòng hờ và một bản hiện thời. Như vậy phần mềm cho phép lưu là cùng lúc là 6 bản thì có biểu. Chúng ta có thể là ví dụ chúng ta tạo ra nhiều bản khác nhau, cái bản thì có biểu đồng đang dùng thì một số anh là tốt, một số anh là xấu, ta làm bản thứ biểu số 2 là một số anh xấu là thành tốt, anh tốt thành xấu. Thì chúng ta cái phiên ra dùng tôi ví dụ là một tháng đầu là dùng bản 1, tháng thứ hai là dùng phiên bản hạ dùng cái bản bản 2, tháng 3 dùng bản 3. Phần mềm lưu trữ là 5 bản phòng hờ và một bản hiện thời nhé. Thì đây là cái lệnh là ghi ghi trên máy tính thì đang chỉ lưu một bản hiện thời, và chúng ta có thể có vấn đề chúng ta lưu vào các phương án khác nhau nhé. Lưu rồi chúng ta có thể khôi phục copy từ phương án ra ra cái bản hiện thời. Đây là lệnh là xóa là in nhé. Đó, thì đây là những cái tôi nói qua về cái gì? Nói qua về cái giao diện mới của phần mềm. Rồi, thì bây chúng ta vào đây nhé. Rồi, Thầy thì bữa nay ơi, cho em ý kiến tí ạ. sao? Thầy có thể là chia sẻ cái màn hình của thầy to hơn được không ạ? Để bọn em nhìn rõ. Mình nào cơ? Vào cái chế độ chia sẻ màn hình full ạ, full ạ, full À thế màn à? hình cái. Vâng ạ, thầy để đang để cái camera của thầy to nhất ạ. À, Thì bọn em khó nhìn ạ. đợi 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 mình tí, ở chỗ nào chia sẻ full chỗ nào mình đang từ từ mình. Chia chỗ thầy bấm vào trên góc phải của cái màn hình thầy chia sẻ ạ, nó có cái mà to to ra đấy ạ, Để cái mình zoom tìm. to nhất đấy ạ. Tại Tức vì là là em bây nói là giờ cái màn hình của thầy có biểu hay màn hình của PowerPoint à, hay màn hình của thầy khóa biểu ạ, thầy cho to ra ạ. Hiện tại thì thầy đang để camera hình ảnh thầy to nhất ạ. không, không hiểu câu hỏi của em. Đây là mình thay đổi đây này. Đang to nhất thì Không, ở không. bên bên mình vẫn xem được mà. Có thể là bên của chị do chế độ máy Là của có hai chị cái hay khác sao nhau chứ nhá. máy. Hiện nay là tôi đang hiện nay đang chia Bên sẻ này chia là sẻ màn hình. do của chị đó, À do chị đó chứ không à phải thế là đấy, do thầy ơi em được rồi thầy ạ, à. Em cảm ơn thầy ạ, à. Cảm ơn các đang bạn. đang không hiểu mà hỏi gì. Vâng ạ, vâng ạ. Hiện nay có hai cái, hiện nay tôi đang chia sẻ bằng Zoom đúng không? Zoom thì chia sẻ toàn bộ màn hình đúng không? Thì nó sẽ nhìn toàn bộ màn hình, nhìn đi tôi nhìn thấy thì không hiểu rồi, nhìn thấy cái bản PowerPoint này đúng không? Đó. Nhìn, nhìn 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 rõ chưa? Rồi. Bây giờ ta sang cái phần chính của buổi hôm nay nhá. Này, bây giờ ta sang phần chính nhất của buổi hôm nay. Đây. Thì hôm nay tôi sẽ cái phần chính, mà cái phần này hầu chung cái buổi tập huấn nào tôi cũng nói là để cho chúng ta có thể có cái nhìn tổng thể tổng quát của khi mà chúng ta bắt đầu mua phần mềm về và nhập thầy có biểu và xếp xong hoàn toàn thầy có biểu, thì tôi đã đưa ra một quy trình rất đơn giản nhất thôi là 7 bước. Còn khi các bạn đã thạo rồi ấy, làm quen nhiều rồi thì chúng ta có thể thành nhiều bước hơn và chi tiết hơn, nhưng mà tôi đã tổng kết lại và đưa ra được 7 cái quy trình như thế này, 7 bước này, là mà cái 7 bước mà tôi đã là tập huấn rất nhiều cho các nhà trường rồi, là thấy cái 7 bước này là rất hợp lý, thì các bạn chú ý nhé. Thì phần này là tôi phần tôi nói tôi thao tác ngay trên màn hình, thì các bạn có thể tranh thủ ghi chép và tranh thủ làm gì đó tùy các bạn, có thể ghi nhanh vào tay này. Còn cái file này, cái slide này thì tôi gửi lên file lên lên lên, lên Facebook, các bạn có thể là chia sẻ, các bạn có thể tải về nhé. Rồi tôi sẽ trình bày cho các bạn là tương đối kỹ 7 cái bước này mà chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ hiểu. Nhanh 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 này. Bước 1 là khi nhà trường ta mua về thì ta khởi tạo một cái tệp thầy có biểu mới và nhập dữ liệu gốc của thầy có biểu. Bước 1 này chúng ta chỉ làm đúng một lần. Đúng một lần nhé. Và cái tệp thầy có biểu đó chúng ta tạo ra và dùng vĩnh viễn, không bao giờ xóa đi. Không bao giờ xóa đi. Cái tệp thầy có biểu đó là rất quan trọng cho chúng ta, phải lưu vào nhiều nơi. Chẳng may bị mất, bị virus thì khỏi phải nhập lại. Đấy, chúng ta tưởng tượng là cái file thầy có biểu giống như một cái file đắp. Chúng ta một cái file bài giảng quan trọng của chúng ta phải lưu ở ở nhiều nơi. Chúng ta làm cái bài giảng rất là hay rồi chẳng may bị xóa mất thôi, phải làm lại cái bài giảng đó. Thế đấy cũng vậy, cái file thì có biểu là rất quan trọng, nó lưu trữ toàn bộ
thông điệp của trường mình và dùng vĩnh viễn cho các năm, cho nên chúng ta phải lưu ở nhiều nơi. Rồi, như cái bước 1 chỉ dành cho những trường nào mà mua mới tinh thôi, còn là ai mà đã có rồi thì thôi, chúng ta coi như chúng ta bỏ qua bước 1 có rồi mà. Thì bước số 2 là bước là nhập cái thuộc tính sư phạm môn học và cái các cái ràng buộc của giáo viên, ràng buộc yêu cầu của giáo viên, thì cái bước số 2 này cũng gần như không thay đổi theo các năm. Mỗi năm chúng ta có thể chỉ nhập thêm một vài ràng buộc, đặc biệt nhất thay đổi cái lịch học của các cái giáo viên thôi, còn nói chung là cái thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên cũng hầu như là nhập một lần, hầu như không thay đổi qua các năm. Đấy, cho nên cái bước số 2 này cũng cần phải biết, phải nhớ, nhưng mà cũng không phải làm gì nhiều trong các cái lần thầy có biểu tiếp theo. Rồi, bước số 3 là bước quan trọng nhất, phải làm thường xuyên, mỗi lần làm thầy có biểu là phải làm một lần, là nhập bảng phân công chuyên môn cho thầy có biểu. Tức là ta phải nhập chi tiết là cái lớp này, lớp 7A này, cái môn toán là ai dạy, trong một tuần là bao nhiêu tiết. Đấy, phân công chuyên môn là cái đầu vào của cái bài toán thầy có biểu, được chưa ạ? Thì cái bảng phân công chuyên môn này là thường là dài nhất mà dễ nhầm lẫn nhất, vì chỉ trong cái bảng mà phân chuyên môn mà hiệu trưởng đưa cho các bạn ấy, nó rất là tỉ mỉ, rất là chi li tỉ mỉ từng người ấy, mà chúng ta chỉ nhầm như là lớp chúng ta có hai An nhé, lớp 7A là môn văn là cho bên An dạy, không rõ là An nào thì cho lại bấm nhầm đấy nhé, cô Nguyễn Thu An lại nhầm là Nguyễn Thị Thu An chẳng hạn, thì rất dễ nhầm lẫn cô này sang cô kia. Thì như vậy nhập bảng phân chuyên môn mà nhìn nhầm thôi là sau này khi xếp rồi là phải xóa đi xếp lại. Các bạn đã hiểu chưa? Cho nên là rất là cẩn thận cái việc cái số 3 này, cái phần mà cái bước 3 này là cái bước mà là mất thời gian nhất đấy. Mất thời gian nhất ở trong khi mà ta làm thầy có biểu. Rồi, khi bước 3 chúng ta nhập xong rồi, kiểm tra cẩn thận xong rồi thì chúng ta sẽ làm vào bước thứ 4 là cái bước đệm, bước chuẩn bị cho bước 5. Bước 5 nó trước đây, bước 5 là bước là bấm một nút và xếp xong thầy có biểu. Bước 5. Nhưng mà trước khi mà bấm nút xếp xong, chúng ta phải qua bước 4 là bước là chuẩn bị cho bước 5. Thì bước 4 là cái bước mà rất quan trọng luôn, bước 4 là cái bước mà rất nhiều giáo viên là chúng ta là cũng chưa hiểu hết, chưa hiểu rõ, cho nên là hay lung túng trong bước 4 này. Thì lát nữa sẽ bước 4 thì các bạn sẽ chú ý nghe tôi nói trình bày nhé. Là làm công việc gì, chuẩn bị cái gì để có thể là làm xong xếp xong thầy có biểu. Thì khi bước 4 mà làm chuẩn xác rồi, bước 3 là nhập chính xác này, bước 4 chuẩn xác rồi, thì bước 5 chỉ bấm một nút sau một vài phút là xong thầy có biểu. Nhưng mà sau bước 5 là chúng ta có thể yên tâm in ra và cho nhà trường dùng luôn rồi, ra một thầy biểu hoàn chỉnh là không trùng giờ trùng tiết chuẩn rồi. Như vậy về lý thuyết sau bước 5 là xong. Nhưng mà tuy nhiên sau bước 5 thì bao giờ chúng ta cũng phải làm thêm bước 6 nữa. Thực ra cái bước 6 là cái bước mà nó rất nhiều lệnh phức tạp, chúng ta vừa rồi xem rồi, nó có hàng trăm lệnh để mà chúng ta có thể tinh chỉnh quan sát, ta cho nó đẹp hơn một chút, tối ưu hơn một chút. Vì các bạn biết rồi là khi mà xếp xong rồi thì những thầy giáo nào mà có thể có biểu đẹp ấy, họ không bao giờ khen, họ im lặng, họ cất và mang về. Còn những thầy giáo nào mà cô giáo nào mà thực biểu xấu, họ sẽ kêu lên, và chỉ nhà trường chỉ hiệu trưởng chỉ nghe thấy tiếng kêu thôi, không nghe tiếng khen, cho nên là cảm giác là thực biểu cứ đưa ra là bị chê, bao giờ bị chê. Thì chúng ta cái bước 6 là chúng ta cố gắng tinh chỉnh sao cho là cái tiếng chê nó giảm đi nhiều nhất. Tất nhiên không bao giờ tối ưu cả, bao giờ phải có một số lượng người nhất định là bị xấu đó, thì chúng ta sẽ phải linh hoạt để chúng ta làm cái bước 6 này. Thì thật ra cái bước 6 là bước mà phần mềm của chúng tôi là có nhiều công cụ nhất đấy, các cái toàn bộ những cái tính năng mạnh nhất của phần mềm là nằm ở cái bước 6. Thì bước 6 chúng ta không thể học mà chúng ta không thể làm học ngay ở đâu, chúng ta phải tập mà xếp mà qua một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, sau khoảng 4 5 lần hoặc là 10 lần thì chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta sẽ hiểu biết được toàn bộ các lệnh tinh chỉnh của phần mềm. Lúc bây giờ chúng ta mới thành một cái chuyên gia trên phần mềm. Thì chú ý thêm mà chú ý về bước 6 nhá. Rất nhiều người là không thạo cái bước 6 này. Không thạo. Cho nên là sau khi mà xếp xong bước 5 đấy, là bước xếp xong rồi, thì khi các giáo viên là kêu thì chúng ta lại in ra giấy, chúng ta lại tinh chỉnh ở trên giấy cho đẹp hơn, thì cái cách làm đó là hoàn toàn sai. Chúng ta bắt buộc phải học cách làm tinh chỉnh ngay trên màn hình, phải tập cái tư duy
gọi là tư duy máy tính. Tư duy máy tính. Tôi thêm một chút cái từ tư duy máy tính nhé. Trong cái môn các bạn biết là từ chương trình tin học và chương trình giáo dục mới của Bộ đấy, thì môn tin học trở thành một cái môn chính thức và học sinh sẽ được từ năm 2024 trở đi, học sinh sẽ được chọn môn tin học là môn thi đại học như bình thường các môn khác. Thì trong tin học có một tư duy, có một tư duy rất quan trọng là tư duy máy tính. Môn tin học được chọn là môn thi đại học. Sao? Ai hỏi gì đấy? Tức là trong trường tin học mới là tin học là môn bắt buộc, cho nên là tin học nằm trong cái nhóm thứ ba là nhóm công nghệ và nghệ thuật, thì học sinh sẽ quyền chọn tin học là một môn thi đại học nhé, từ năm 2024 trở đi. Thì trong tin học thì cái tư duy quan trọng nhất dạy cho học sinh là tư duy máy tính, tức là ta phải dựa trên cái tư duy lệnh của máy tính để sao cho nó giúp cho mình làm việc cho mình. Thì đối với bài toán cơ biểu là một cái bài toán điển hình của tư duy máy tính, tức là chúng ta không thể nào chúng ta lại xếp xong 100%, chúng ta lại in ra giấy, chúng ta tinh chỉnh trên giấy, thì đó không phải tư duy máy tính. Chúng ta phải bước 6 là bước chúng ta sẽ phải tinh chỉnh dữ liệu bằng công cụ của phần mềm để ta làm được bài toán của chúng ta, thì cái đó nó gọi là tư duy máy tính nhé. Còn nó thêm một chút thôi. Rồi và xong khi bước 6 xong rồi, ra sang bước 7 là bước ta in bấn báo cáo thôi. Thì cái này là phần này là dễ, không có gì cả. Rồi, thì bây giờ tôi bắt đầu sang luôn nhé. Sang luôn mô tả mà tôi sẽ làm ngay ở trên màn hình. Tôi sẽ mô tả từ bước 1 nhé. Bước 1 là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc cho kho biểu, tôi nhanh nhé. Thì chúng ta khởi tạo một cái tệp theo kho biểu. Ở đây không phải đuôi, không phải là, mà phải là SPKB. Nhưng cái mới là nó là cái phần mở rộng là STKB. Chúng ta khởi tạo cái tệp STKB trên máy tính này. Sau đó chúng ta sẽ nhập các cái thông tin hệ thống này. Thông tin hệ thống này. Sau đó chúng ta nhập thông tin gốc này. Cùng có là môn học, giáo viên, lớp học vân vân này. Đó, thì ba cái này là ba cái mà liên quan đến cái bước 1. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái màn hình tôi thao tác cho các bạn xem nhé. Đợi tôi một chút. Alo. Alo, ai đấy? Không. Rồi nhá, đây. Thì đây chúng ta đang mở cái tập mô tính này. Chúng ta đang tạo ra một cái phần tập mở cái phần mềm thối biểu nhé. Rồi, thì cái lệnh tạo mới là lệnh này này. Thì tôi cho các bạn xem cái lệnh tạo mới một tập STKB nhé. Còn nếu mà chúng ta có tập rồi, chúng ta mở tập vào lệnh này thôi. Để tạo mới đi nhé. Đó. Đây, thì chúng ta sẽ trải qua, tôi viết nó nhanh thôi. Rất đơn giản. Thì cái lệnh này nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra, nó trải qua là 4 bước của nó. Đích của nó là tạo ra một cái tệp mới dựa trên kho biểu của chúng ta. Nhưng ví dụ như tôi đặt một cái khi tôi tạo ra thì cũng có bước 1/4 là chúng ta nhập mã trường và tên trường. Cái mã trường là cái ký hiệu của tên trường, và đây cũng là cái mã trường, chính là cái tên file trên đĩa. Ví dụ trường của chúng tôi là trường Lê Quý Đôn chẳng hạn, chúng ta tên là Lê Quy Dê chẳng hạn, là cái mã trường. Còn cái tên của trường thì tôi đặt, lấy ví dụ như là Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, lấy ví dụ đấy nhé. Các bạn đây, các bạn ghi đầy đủ tiếng Việt nhé. Ở bước này chúng ta nhập cái thành phố mà của chúng ta, của đường liên khóa học kỳ là phần mềm tự chọn, nhưng chúng ta có thể chọn được tùy ý. Và cái thông tin này là thông tin mà chúng ta có thể thay đổi sau này. Đó, chính vì cái thay đổi này mà chúng ta không phải xóa cái tên này đi. Bây giờ chúng ta đang là năm 2021 nhé, và học kỳ 1, thì đến học kỳ 2 chúng ta mở cái tên này ra, chúng ta đổi thông tin này, học kỳ 2 thế là xong, đã dùng lại cho học kỳ 2 sang học kỳ 2. Sang năm chúng ta lại đổi lại tên này, đổi lại cái này thành năm 2021, 2022, mà dùng mãi mãi về sau này nhé. Đấy. Rồi, nhưng mà đây là cái bước 1/4 nhé. Bấm nút tiếp tục sang bước số 2. Ở đây thì yêu cầu là nhập cái tên tệp dữ liệu, thì mặc định của nó là cái mã trường, và phần mềm tự động tạo cái đuôi là STKB. Còn ở đây là gì? Đây là cái thư mục để lưu cái tệp đó, các bạn chú ý nhé, thư là thư mục của chúng ta. Để vì tôi bấm đây, tôi chọn cái thư mục của tôi nhé. Mỗi người có một câu, nó có một cái thư mục riêng và để lưu cái tệp theo các biểu này nhé. Đây, chúng ta chú ý đây, không cần lưu ở trong cái tôi đang làm ở trong cái chỗ này, tôi lưu ở đây nhé.
Hôm nay chúng ta tập huấn đào tạo đấy. Rồi sang đây, nhưng mà đây là cái thư mục mà lưu trữ cái tệp thử biểu của tôi nhé. Đấy. Đây là cái tên tệp dữ liệu mà chú ý nhé, là bước 2.4 này. Sang em thưa thầy. Ôi. Em thưa thầy chiếu lại em một vài bước với chỗ đấy mạng của em nó bị yếu thì em chưa nghe được. Một vài bước mà cái tạo cái tên thư mục của thời khóa biểu ạ. Em cảm ơn thầy. Ở đây à. Thầy quay lại em vài cái bước trước đi ạ. Có một bước thì vài bước. Đây là 2.4 mà. Em nhập đây tên rồi ạ. Em nhập mã trường nhá. Tên đến em nhập tên dữ liệu ạ. Tên gì? Đây đến bắt đầu từ bước đấy ạ, thầy giúp em ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Nhập mã trường rồi đúng không? Vâng ạ. Nhập tên trường đầy đủ nhá. Vâng ạ. Ở chỗ này là chọn thành phố là rồi nhá. Đâu có đơn giản mà. Đây là quá đơn giản đúng không? Vâng ạ. Ở chỗ này là mặc định phần mềm sẽ chọn cho mình là nên khóa vào. Vâng. Vâng ạ. Đến bước đấy ạ. Xong rồi nhá. Sang vâng ạ. Tiếp tục nhá. Vâng ạ. Xong bước này chúng ta chỉ chọn thư mục ở đây thôi. Ở chỗ là tên đẹp chúng ta giữ nguyên này đúng không? À vâng, vâng ạ. Ở đây là ta chọn cái thư mục để lưu trữ cái đẹp TKB. Tập đẹp vâng. STKB thì ta bấm vào đây để chọn thư mục thế thôi. Vâng ạ. Để hiểu mà cái này là vâng ạ. Làm uộc mãi thì các bạn hiểu chứ đúng không? Làm vâng, trường em mấy lần đầu tiên làm thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Chỗ này ta bỏ qua cái này nhá. Đây là bước 2 này, bước 2 nhé. Sang bước số 3. Ở đây chúng ta chọn kiểu trường này. Bản chất là chọn cái này là để phần mềm hiện ra cái này này, khối này, khối hệ thống này nhé. Như chung tiểu học thì nó chọn ra là khối 1 cho đến khối 5 và khối sáng chiều và khối toàn trường. Đây là những khối lớp hệ thống nhé. Hệ thống để mà có nghĩa ý nghĩa sau này. Trung học cơ sở thì là 6 đến 9, đúng không nào? Trung học phổ thông là từ 10 đến 12. Tiểu học, trung học cơ sở là từ 1 đến 9. Trung học phổ thông, trung học và cơ sở là từ 10, từ 9 đến từ 6 đến 10, vân vân đấy. Nhé. Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể điều chỉnh sau được nhé, không ảnh hưởng gì cả nhé. Ví dụ năm nay chúng ta là, năm nay là trung học cơ sở, được chưa? Sang năm chúng ta lại mở rộng thêm. Lại chiêu sinh thêm lớp 1, không sao cả. Chúng ta lại mở rộng thêm khối 1, không sao cả nhé. Thay đổi được thoải mái. Rồi, chúng ta hiểu chưa? Đơn giản nhé. Rồi sang bước tiếp tục, sang bước thứ 4. Thì ở đây thì máy tính hiện ra là chọn các môn học mà cơ bản và phụ. Chúng ta bấm cả hai đi. Đấy, thì máy nó hiện ra tất cả các môn học mà nó vừa đưa sẵn vào đây rồi. Chúng ta chọn hết đi. Và để lát nữa chúng ta có thể xóa bớt đi một số môn thừa. Nhé. Thì chỗ này là cái chỗ mà chúng ta chú ý, là cái chỗ mà đây chỉ là phần chọn mặc định thôi. Còn khi lát nữa khi vào trong chương trình chúng ta khi vào nhập môn học chúng ta được quyền sửa chữa thay đổi. Rồi, sau bước này là kết thúc rồi, chúng ta bấm nút kết thúc. Lập tức là phần mềm là tạo ra cái file mới có tên là leqd.stkb và mở luôn này. Thế nó mở luôn ra đây này. Đây là khi mà chúng ta thấy là cái nút là mở, nó mở đây này, là đang mở rồi này, đang mở. Khi đang mở rồi thì nút mở tiệp nó sẽ mở đi, nút tạo mới nó mở đi và nút đóng tiệp là nó hiện ra. Được chưa? Đó. Thì đây là chưa đang mở rồi nhá, đang mở rồi. Mọi người đã hiểu chưa? Đang mở rồi. Có ai muốn hỏi gì? Rồi. Nhá. Là như vậy là xong cái bước, xong cái phần đầu tiên là ta mở ra. Bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo của cái bước số 1 này là chúng ta sẽ vào xem và nhập thay đổi một số thông tin cơ bản nhất. Thì ở cái bước nhỏ này thì có thể bỏ qua được, mà tôi vẫn giới thiệu lại là chúng ta vào dữ liệu nhé. Và ở đây nó có hai lệnh. Một lệnh là thuộc tính trường học, hai là số tiết chuẩn. Đây thì tôi trước về số tiết chuẩn nhé. Thì một số giáo viên là do không hiểu, cho nên là nghĩ rằng đây là lệnh rất quan trọng. Rất quan trọng, cho nên là cứ bảo vì sao lại sửa số tiết chuẩn mà lại có ảnh hưởng gì đó, có ảnh hưởng khi ta nhập vào câu thi môn. Tôi nói luôn, số tiết chuẩn này không có ý nghĩa gì ở trong cái ta xếp
không chuyên môn cả. Nó chỉ có ý nghĩa là xét mặc định thôi, chúng ta vẫn thay đổi thoải mái được. Chứng lệnh này là lệnh không quan trọng, là nó chỉ nhập cái số tiết chuẩn cho từng khối, từng môn học. Thế thôi nhá. Thì ở đây, tôi chỉ nói thêm chỗ này là ở đây nó là 2, 3 không quan trọng, nhưng mà nó có một điều quan trọng này này. Các bạn chú ý trong bảng này nhé. Cái bảng này nó mô tả là gì? Là cái chương trình đào tạo. Đây là phần nó có trình đào tạo. Tôi nói sau nhé, có trình đào tạo. Là trong một cái nhà trường ấy, thì hiện nay đối với chúng ta, hiện nay nó chỉ có một chương trình thôi, là trình cơ bản thôi, cấp 2, cấp 3. Trong tương lai là nó có. Thì cái việc phân bổ này là phân bổ tiết chuẩn cho từng cái chương trình đào tạo một nhé. Thì các bạn chú ý ở chỗ này thôi, tức là ở đây nếu mà chỗ này nó bằng không thế này thì là gì, nó bằng không thế này thì là khi mà chúng ta vào cái bảng không chuyên môn ấy là nó bị ẩn đi, không hiện ra. Cho nên chúng ta nên gõ làm số hiện đây là 2. Vật lý lớp 6 có học rồi đúng không nào, là 2. Hóa là không đúng, hóa như vậy là hóa là khối 6 không có. Ở đây khối 7 thì cũng không là lần sai đúng không? 7 là có hóa không nhỉ? 7 không có hóa đúng không? 8 có hóa. Như vậy nếu mà ở đây mà là không ấy là thì ở trong bảng không chuyên môn ấy lát nữa đấy, nó sẽ học ở cái bước số 3 nó không hiện lên. Chúng ta sửa một chút ở đây thôi nhé. Như vậy ở đây chúng ta cái bảng này là cái bảng không quan trọng lắm. Chúng ta có thể vào sửa xem một chút. Rồi. Cái phần này nếu mà sau này các bạn có câu hỏi thì hỏi khỏi bên sau nhé. Rồi, ta bấm kết thúc ở đây đi. Là cái lệnh mà nhập số tiết chuẩn của các môn học, cái lệnh này không quan trọng, nhưng lại một nữa chứ không quan trọng. Rồi, chúng ta sang cái phần này. Thay đổi thuộc tính trường học. Cái phần này là cái phần mà cũng không phải là quá quan trọng, mà tôi nói thêm. Phần này là cho phép chúng ta là gì? Cho phép chúng ta là thay đổi tên trường, đấy, vô tư nhá. Thay đổi mã trường là vô tư này, thay đổi niên khóa này, thay đổi học kỳ này, thay đổi tỉnh thành phố thoải mái này. Và chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ là nhập địa điểm, tôi nói thêm một chút địa điểm nhé. Địa điểm thì phần mềm luôn tạo ra là 10 địa điểm, như là một nhà trường của chúng ta được phép là hiện nay phần mềm cho phép là mặc định là mỗi nhà trường được phép là có các cái nhà trường của mình nằm trên các địa bàn xa xôi là có 10 nơi, và lệnh này cho phép là đặt tên cho các địa điểm. Ví dụ địa điểm 1, trường tôi là chị một đặt ở quận Hoàn Kiếm đúng không. Địa điểm số 2 là ở Hà Đông chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Nên chỉ ghi vào để biết thôi, cũng không phải là quan trọng nhé. Thì điểm này là ý nghĩa là gì này? Là mỗi một lớp khi mà chúng ta tạo ra nó sẽ nằm trong một địa điểm. Như vậy là chúng ta có thể đặt ví dụ chúng ta có hai nơi, và khối 6 là học địa điểm 1, 7 học địa điểm 2 chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì chúng ta có thể đặt cái tham số địa điểm. Thì địa điểm nó có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa như này này, có ý nghĩa như sau này, là trong cái việc mà chúng ta tạo ra các cái ràng buộc của giáo viên, nó có một cái ràng buộc cứng rất quan trọng, là mỗi giáo viên ràng buộc nhé, là một buổi học chỉ được phép dạy một địa điểm. Phần mềm sẽ không thể tự động xếp là tiết 1 dạy ở địa điểm 1 ở Hoàn Kiếm, tiết 2 lại sang Hà Đông không được. Đã tiết 1 ở Hoàn Kiếm thì học thì tiết 2 3 4 5 vẫn ở địa điểm 1, sang buổi chiều thì mới là sang Hà Đông, đi sang địa điểm 2. Thì đây là một cái ràng buộc cứng nhé, ràng buộc cứng. Lát nữa tôi sẽ nói định nghĩa cho các bạn biết thế nào là ràng buộc cứng, thế là ràng buộc mềm, mà đây là ràng buộc cứng. Như vậy cái lệnh này là cái lệnh mà này nhập tên địa điểm thôi, không có gì cả. Rồi tiếp theo là cái lệnh là lệnh này thôi bỏ qua đi, là lệnh là nhập các chương trình đào tạo. Thì lệnh này có lẽ là hiện nay chúng ta không quan tâm. Đến năm 2022 thì khi đó thì chắc chắn khi đó thì phần mềm đã được nâng cấp rồi, thì tôi sẽ trình bày thêm đối với trường cấp 3. Các trường cấp 3 là chắc phần này là phần rất là phức tạp của cái phần mềm theo cái biểu mới của năm 2022 khi chúng ta áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới vào cho cấp 3. Khi áp dụng trình phần mới của cấp 3 thì cấp 1, cấp 2 là không có gì, cấp 1, cấp 2 là có một chương trình thôi, chương trình khung 2018 của bộ. Còn riêng cấp 3 thì nó chia rất là phức tạp, cho nên là chúng ta sẽ phải chú ý chỗ này. Với bạn nào mà giáo viên cấp 3 chúng ta chú ý. Rồi tiếp theo là khối lớp hệ thống, đây là lệnh mà tôi nói lúc nãy đấy.
là chúng ta năm nay của chúng ta năm nay là chúng ta đang học là khối là tuyển sinh khối 6 là trường cấp 2 mà 6 7 8 9. Nhưng sang năm chúng ta là tuyển sinh lớp 1. Thì chúng ta bấm vào đây khối 1 và đưa nó vào. Đó, thay đổi mà sang năm sắp tới chúng ta sẽ có thêm khối 1 nữa. Như vậy chúng ta có thể định thêm khối lớp 1 nhá. Thì đây là cái lệnh để thay đổi của lớp hệ thống và rất là dễ, rất đơn giản. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ họ xóa đi. Nhưng mà chúng ta đang có khối 1, sẽ làm là không học nữa, bấm vào đây là xóa đi, bấm đây là chuyển sang mọi người. Nhá. 49 chưa nhỉ? 49 chưa? Được chưa? Đấy. Thì đó là cái lệnh mà liên quan đến nhập cái thông tin hệ thống không quan trọng lắm. Nhưng lại bây giờ chúng ta sang quan trọng nhất đây của bước 1 là nhập các thông tin gốc. Thông tin gốc đây chỉ nhập đúng một lần và hầu như không nhập lại. Đó là nhập lớp, nhập giáo viên, nhập môn học, nhập nhóm giáo viên. Các bạn chú ý cùng chúng tôi làm nhé. Phần này là phần rất quan trọng đây. Theo tôi là quan trọng. Rồi. Bây giờ chúng ta vào lệnh đây, lệnh nhập dữ liệu là lệnh nhập đây, chúng ta vào cái phần tiếp theo của bước 1 là nhập dữ liệu gốc. Nhập môn học, giáo viên, lớp học, phòng học, nhóm giáo viên nhé. Dữ liệu gốc TB là những dữ liệu ít hoặc hầu như không thay đổi theo thời gian nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhập một lần thôi. Nhé, chúng ta vào dữ liệu đây. Rồi, bây giờ tôi mô tả nhé, lệnh nhập lớp này, ta vào đây nhập lớp này. Rồi. Thì tôi nói luôn nhé, ở trong phần mềm của chúng ta ấy, là nó sẽ lưu trong máy tính nó sẽ lưu ba danh sách lớp. Tôi nói thêm một chút. Trong đó có một danh sách là đây là cái lớp sáng, học chỉ học sáng nhé. Cái lớp học buổi sáng, cái lớp học buổi chiều. Và trong máy có một cái danh sách ẩn mà khuyên ra ở đây là lưu tất cả các lớp mà chung cả sáng cả chiều mà không cần hiện ra ở đây. Nhưng mà tôi nói luôn là nhưng mà trong máy tính nó có 3 danh sách lớp rồi. Nhưng mà đây hiện ra là có hai lớp sáng và lớp chiều. Rồi thế tôi mô tả nhé. Ví dụ chúng ta tạo ra ví dụ như là lớp 9 thì ví dụ nhé, lớp 6 học sáng, lớp 7 học chiều, lớp 8 9 học cả ngày. Ví dụ như vậy thôi, ví dụ làm như sau nhé. Chúng ta sẽ nhập theo từng theo tôi nhập theo từng khối lớp 1 hoặc từng lớp 1. Thì mỗi lớp có một tên lớp riêng này. Các tên lớp là phải là khác nhau. Vì tên lớp là ngắn, chúng ta có thể nhập nhiều tên lớp trên một dòng cũng được. Nhập một cũng được nhé. Nhập này, như là 6A này, 6B này, 6C này, 6D này, thoải mái nhé, bao nhiêu cũng được. Là 6A1, 6A2, các lớp khác nhau bởi dấu cách. Rồi, chúng ta chọn ca học là buổi sáng, đúng không? Địa điểm đây, một dãy này là phải trên cùng một địa điểm. Là vị trí lớp đây là một đây nhé. Rồi. Còn chúng ta có thể bỏ qua. Rồi chúng ta bấm nút thêm. Máy nó sẽ đưa vào đây này là chỉ học sáng không học chiều, hiểu không nào? Thì tôi nhập thêm lớp buổi chiều này. Tôi sẽ gõ việc lớp 7 học buổi chiều, tôi gọi là 7A, 7B, 7C. Chúng ta có thể là nhập thêm hoặc chỉnh sửa nhé. 7D, 7C này, 7D này và 7E nhé. Khi chúng ta gõ là số 7 đầu tiên thì máy tự động đưa vào khối 7. Tự động chúng ta không cần phải bấm vào đây. Rồi, bây giờ đây là buổi chiều chúng ta học, chọn đây nhé. Chọn đây là ca chiều, buổi là buổi chiều. Ở đây ca học một lớp, ở đây có thể có 3 lựa chọn là học sáng, học chiều, học cả ngày. Học chiều nhé, buổi chiều. Đó, buổi chiều. Được chưa? Rồi, bấm nút thêm. Đây có thể chọn là buổi chiều là ở Hà Đông. Ví dụ như vậy nhé, Hà Đông. Rồi, bấm nút thêm này. Đấy, như vậy đây là buổi chiều là Hà Đông nhé. Đó, buổi sáng là Hoàn Kiếm này, 6 sáng nhé. Buổi chiều Hà Đông. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tạo thêm lớp học lớp 8 nhé. 8A, 8B, 8C, khối 8. Nên nhập vào từ khối 1 để máy nó đưa vào trong một cùng khối nhé. Và khối 8 là chọn là khối là học cả ngày. Thì sao nhỉ? Thì phần mềm sẽ tạo ra là hai cái dãy. Là sáng riêng, chiều riêng, đúng không đây nhá. Đó, 8A này, 8B này. Đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là cái dãy buổi sáng. Bực là bên trái, bên phải là dãy buổi chiều. Và trong cái tính nó ẩn với dãy sách là cả sáng cả chiều và một dãy sách nữa. Nhưng mà là ở đây. Thì tôi làm thêm nhé, khối 9 này, 9A này, 9B này, 9C này, 9D này và 9E nhá. Là học mà cả ngày
được chưa, cả ngày, và chúng ta bấm nút thêm. Được, cẩn thận nhé, không bị sai. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, có thể sửa chữa, có thể tùy ý nhé, không có. Ví dụ như ta xóa lớp 9E từ buổi sáng đi, bấm vào đây và xóa, được chưa? Thì là đây nó xóa cả hai luôn này, sáng cả chiều luôn này. Đó, nhé. Chúng ta có thể xóa từng lớp một, chúng ta có thể thay đổi thứ tự các lớp trong danh sách sáng và danh sách chiều, được chưa? Đó, rồi. Vậy phải ghi tên lớp sáng và chiều này vào. À, chúng ta chú ý nhé, chúng ta nhớ hơn, đây nhìn thấy rõ đây. Chúng ta có thể chuyển một lớp từ sáng sang chiều, từ chiều sang sáng được nhé. Ví dụ dưới lớp 7A này này, tôi có thể chuyển sang ca sáng. À, chuyển sang ca sáng lớp 7A nhé. Bấm nút cập nhật. Mà chưa nhỉ? À. Em thầy, cho em hỏi một chút, ví dụ như là ở trường em cả hai khối cùng học cả sáng cả chiều thì em sẽ làm thế nào ạ? Cả hai khối ạ? Sẽ là hai khối, chúng ta nhập như này này, lên khu 8 này. À, cả trường học cả sáng cả chiều ạ. Ừ, thế ta đi hết tất cả ngày hết nhé. Vâng ạ. Anh nhường gì cả, chả anh nhường gì cả nhé. Vâng, em cảm ơn thầy ạ, vâng ạ. Rồi, ta làm xong ta bấm đóng lại nhé, để kết thúc cái lệnh nhập lớp. Tiếp theo là chúng ta nhập môn học. Nhập lớp trước này, môn học sau, xong giáo viên nhập sau cùng nhé, môn học. Rồi, môn học thì lúc nãy chúng ta đã có sẵn cái môn học phần mềm nó tạo sẵn rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ phải xóa đi thôi, hoặc sửa. Như ví dụ chúng ta lớp 7 cái cấp 2 cái nghề ta xóa đi. Ví dụ nghề, chọn nghề ta xóa đi, xóa cái môn nghề đi. Ta xóa cái môn là môn đây, ví dụ như ta xóa cái môn gì? Xóa môn là nghệ thuật đi. Ví dụ tôi lấy ví dụ tính xóa. Xóa môn kỹ thuật đi. Tôi có nhỉ, tôi để lại đúng không? Xóa môn giáo dục, xóa môn âm nhạc. Từ lấy trường chúng ta, trường nông thôn không có môn âm nhạc. Thể dục có, ngoại ngữ có, công dân có, kỹ thuật có đúng không? Đó. Đấy. Thì kỹ thuật nhá. Đây này. Vì kỹ thuật là tôi được môn tôi sửa cái kỹ thuật nhá. Để hai chữ thôi, cập nhật. Thì phần mềm như sau này, phần mềm thì sẽ quy định là cũng có tên môn và mã môn. Tên môn thì quy định ta có thể thoải mái viết tiếng Việt vô tư, như mã môn thì khuyên nhà trường là nên dùng chữ in hoa để phân biệt, không có hai cái môn nào là trùng nhau nhé, trùng mã môn đó. Tiếp theo chúng ta có thể lựa chọn các thông tin như là thuộc tính của môn, như là nó là môn tự nhiên hay là môn xã hội đó, chọn đây nhé, và môn chính hay là môn phụ ở đây. Thì cái chức năng mà phần mềm sẽ sau này sẽ có những cái tiêu chí đánh giá cái thể công điểm của chúng ta là đẹp hay là xấu. Ví dụ như là trong một buổi học mà là có năm, một buổi sáng có 5 môn, 5 tiết học mà toàn bộ là tự nhiên cả thì là xấu. Nó phải là xen kẽ với tự nhiên xã hội thì nó mới là không xấu. Hay là môn chính. Một giáo viên mà dạy một buổi học mà toàn môn chính cả thì là xấu, học rất nặng rồi nhé. Đấy, vì chúng ta đây phần mềm tự động cho là môn toán và môn văn là môn chính. Là buổi sáng là học là toán văn như vậy, là cái buổi như vậy, buổi học như vậy là xấu, thì phần mềm nó sẽ dùng cái này để nó đánh giá cái thể công biểu. Rồi tiếp theo nữa, cái này quan trọng nhất đây này, các bạn có thể lấy bút ra ghi chép bên này, là môn học nó có một cái tham số rất quan trọng là tham số là số phòng học của môn học. Đây là cái tham số mà rất quan trọng. Có ý nghĩa là như này nhé, có ý nghĩa là đây là cái giới hạn cho phép mà phần mềm sẽ xếp tại một cái tiết của thể có biểu xuyên suốt, là cái số tiết maximum được phép xếp cho cái môn học đó, là số phòng học của môn học. Thì mặc định nó là trong 50 thì nó quá lớn thì nó không, chúng ta không bỏ qua, không thành vấn đề. Và nhưng mà đối với một số môn quan trọng chúng ta cần phải hạn chế lại, thì đây là môn, đây là cái phần quan trọng. Để lấy ví dụ nhé, môn tin học ở trường chúng ta chỉ có đúng là 3 phòng tin thôi, có 3 phòng máy tin thôi. Mà chúng ta muốn là các giáo viên là được đăng ký thực hành thoải mái. Được chưa? Thì nếu mà ví dụ trường chúng ta là có 7 giáo viên tin học. Nhưng mà chỉ có 3 phòng tin thôi nhá. Thì nếu mà để mặc định là đây là 150 này, thì phần mềm sẽ xếp vô tư và có thể tại thời điểm có 7 lớp học
cùng 7 lớp cùng học tin cả, hay là 6 lớp cùng học tin. Thì như vậy là cả 6 lớp này mà cùng đăng ký, cùng đăng ký vào phòng tin thì không đủ chỗ, vì trong phòng tin chỉ có 3 phòng thôi. Như vậy là có 4 lớp cùng đăng ký và phòng tin học thì là phải chịu. Cái người mà phòng máy tính không thể xếp, tụ xếp được. Thì làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ đăng ký lại chỗ này là số 3. Nhá, số 3 thì với ý nghĩa là gì? Với ý nghĩa là số học của môn học này chỉ là 3, như là tại một thời điểm chỉ có cùng lắm là 3 tiết tin học đang học trong nhà trường. Thì như vậy là chúng ta sẽ, các lớp học sẽ vô tư lựa chọn cái gì, lựa chọn cái phòng thực hành thoải mái, lúc nào cũng được, không bị hiện tượng là thiếu phòng thực hành. Các bạn đã hiểu chưa? Tương tự như vậy với môn lý, môn hóa, môn sinh, là những môn mà nó có cái phòng thực hành lý, phòng thực hành hóa, thực hành sinh, được chưa? Hay là môn thể dục nhé, cũng vậy. Thể dục thường là sao giáo viên lại ít thôi, nên nó không bị ảnh hưởng. Nhưng mà thể dục mà nếu mà trường chúng ta như là có 3 giáo viên thể dục, nhưng mà là chỉ có là một chỉ có là 2 phòng tập thể hình thôi, tập gym thôi, thì chúng ta sẽ lựa chọn là số học của môn thể dục là 2 thôi, để cho phép là cùng lúc chỉ có 2 lớp có thể vào phòng học, phòng tập thể dục, ví dụ như vậy. Rồi hay là một ứng dụng khác của cái môn này, của cái lệnh này, là ví dụ tôi lấy ví dụ là môn sử, trường chúng ta là có 4 cô, có 4 cô sử, bình thường là vấn đề bình thường, nhưng năm nay có một cô lại ốm đau hay là bụng chửa hay ốm đau, thế thì mà nếu mà để mặc định cho phần mềm xếp ấy, thì nó sẽ xếp có thể cùng lúc cả 4 cô cùng dạy buổi sáng thứ năm tiết 1 chẳng hạn, tất cả 4 cô cùng dạy hết, chẳng may có một cô bị ốm thì không ai thay thế được, mà cái lớp cô sửa năm nay lại rất hay ốm yếu, thế thì chúng ta đặt lại chỗ này là 3. Thì như vậy là tại một thời điểm chỉ có cùng lắm là 3 tiết sửa thôi, thì chẳng may mà cô bị ốm thì có thể bỏ thay, được chưa? Ví dụ thôi. Như vậy đây là trong những cái tham số về phòng học, đây là tham số là bắt buộc, đây là một ràng buộc bắt buộc. Chú ý nhé, chú ý cái chữ là bắt buộc. Ở phần mềm có rất nhiều cái loại ràng buộc khác nhau, nhưng mà chúng ta chia làm 2 loại, loại ràng buộc bắt buộc và 2 là ràng buộc không bắt buộc, hay là ràng buộc logic. Thì ràng buộc không bắt buộc đó thì khi xếp theo biểu phần mềm có thể là bỏ đi ràng buộc và ghi đề lên. Như là cái ràng buộc là giáo viên xin nghỉ ngày thứ 7, xin nghỉ ngày thứ 3, xin nghỉ tiết 1, xin là nghỉ tiết 5. Tất cả cái đó đều là ràng buộc không bắt buộc. Và phần mềm được phép là xóa bỏ cái ràng buộc đó và ghi đề lên. Nhưng riêng cái ràng buộc về số phòng học môn này, đây là ràng buộc bắt buộc, không bao giờ cho phép là được khóa như này. Rất là yên tâm nhé. Các bạn chú ý nhé. Đó. Thế đây là cái lệnh là nhập mà môn học. Người đã hiểu chưa? Xong nhé. Bấm cập nhật và chúng ta đóng lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo nhập sang cái phần là nhập giáo viên. Đây, giáo viên thì chúng ta sẽ nhập, mỗi giáo viên nhập tên và mã giáo viên. Tên đầy đủ có thể trùng nhau, nhưng mã là không được trùng nhau. Nếu chúng ta có 2 người là cùng là Nguyễn Thu An cả, nhưng mà có 2 Nguyễn Thu An cả, thì chúng ta có đặt tên là An A, An B, hoặc là An 1, An 2, hoặc là An Văn, An Toán, như vậy để phân biệt. Thì cái người mà xếp theo các biểu họ luôn tư duy trên cái mã giáo viên, cho không tư duy trên cái tên của giáo viên. Họ luôn tư duy là như là An 1, An 2, Bình 1, Bình 2, Bình Toán, Bình Văn. Đấy. Thì họ, cái người xếp theo biểu họ tư duy trên cái mã. Thì chúng ta sẽ nhập tên và mã. Thì phần mềm cho phép chúng ta là nhập qua Excel. Mà thôi, tôi không, cái phần này là phần nâng cao, các bạn tìm hiểu sau. Còn tốt nhất các bạn nên nhập từng người một. Thế là nhập lần thôi mà, yên tâm nhập mà. Lần đầu tiên nhập thì hơi ngại, nhưng mà nhập lần thôi, cả đời nhập lần thôi thì cũng sao cả. Chúng ta cùng lắm 200 giáo viên là cùng đi, nhập một lúc là xong thôi mà nhé. Nhập như sau này, chúng ta nhập từng giáo viên một, ví dụ như là Bùi Thu An. Thì khi mà chúng ta nhập tên đầy đủ thì phần mềm lập tức là gì, là nhập cái tên giáo viên là chỉ là mã. Chúng ta có thể ghi lên là An 1 vào đây, đó, An 1 vào đây nhé. Nhập xong một người, bấm nút thêm. Rồi, người thứ hai là Nguyễn vẫn là Thu An, mà An này thì kiểu là An 2, chúng ta có 2 An nhá. Rồi, An 2 thêm. Người thứ ba viết ngắn đây là Bình, đúng không? Thì đây là Bình, Bình 1, đây là Bình 1 đây. Người thứ ba đơn giản. Một số trường các anh chị là không chấp, không nhập cái đầy đủ, nhập luôn tên luôn. Người thứ tư, Nguyễn.
Hoàng Vinh. Vinh. Đấy thì Vinh có thể chúng ta có hai Vinh, một Vinh là Vinh hói, ta viết là Vinh hói vào đây. Thế tôi lấy ví dụ thế nhé. Còn Vinh thứ hai là Vinh lùn, nó lại Vinh lùn như thế, cho mình lựa chọn nhé, bấm đây. Vinh hói. Rồi, như vậy là cái tên là Vinh con Vinh nhưng mà cái mã của nó là Vinh hói vào đây để phân biệt. Cái mã này là phải khác nhau từng đôi một nhá. Để tôi lấy biết, tôi lấy viết Hà 1 đi. Nhanh nhá. Tôi nghĩ là enter là vào luôn. Hà 2. Nhanh là rồi. Để tôi viết thêm một lần người nữa đi. Cho nó Vũ sử bệnh nhân Vũ Thị Hoa nhá. Hoa này là Hoa T là Hoa toán đúng không? Một người nữa thứ hai nữa cũng là Vũ Thị Hoa. Vũ Thị Hoa. Nhưng Hoa này là Hoa Lý. Đấy. Các thấy không? Như vậy là chúng ta nhập mà lúc nó xong thôi mà nhé. Nhập xong rồi là chúng ta đóng lại. Được chưa? Và bất cứ lúc nào chúng ta có thể vào chúng ta sửa xóa đúng không? Sửa đổi tên, thay đổi mã, thay đổi cái mã giáo viên rồi cập nhật vào đây nhé. Đó, hoặc là xóa. Nhé. Xong. Đó là cái lệnh tiếp theo. Bây giờ ta sẽ sang cái lệnh cuối cùng của cái phần nhập ở bước 1. Vẫn là bước 1 nhé. Là cái lệnh là nhập nhóm giáo viên. Lệnh này là vô cùng quan trọng này. Là chúng ta sẽ nhập mà các cái nhóm tổ chuyên môn giáo viên. Thì lát nữa các bạn sẽ hiểu vì sao lệnh này lại quan trọng. Được chưa? Thì chúng ta nên và theo tôi là bắt buộc là nhập các tổ chuyên môn giáo viên. Tổ văn, tổ toán, tổ lý, tổ hóa hay là tổ tự nhiên, tổ xã hội. Mỗi tổ đó là các tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn là phân công cụ thể các mỗi tổ như vậy là theo thường theo chuyên môn thôi. Cái tổ văn gồm chỉ giáo viên dạy văn, tổ lý chỉ giáo viên dạy lý. Thậm chí có một số trường cũng công chuyên môn hơn nữa là tổ văn 9 chỉ dạy những người dạy văn 9, tổ văn 8 chỉ những người dạy văn 8 nhé. Thì các tổ này có thể giao nhau, mình có thể nằm trong cả hai tổ nhé, thì không sao cả. Rồi, làm như sau nhé. Chúng ta sẽ nhập tên các nhóm này, chúng ta gán thành viên vào nhóm này và chúng ta gán cái nhập cái thông tin dạy của từng nhóm rất quan trọng. Rồi ta làm thử nhé, ta làm ta nhập vào đây. Nhập từ nhóm trước vào đây nhé. Chúng ta chỉ cần nhập gõ chữ văn, tổ văn, enter là nó vào luôn. Enter văn, nhập tổ toán, nhập tổ lý, nhập tổ hóa. Enter. À, tổ hóa ta phải sửa lại, hóa ta sửa chữ này thành hóa. Hóa. Nó không mà. Hóa. Rồi. Chắc đúng rồi, nó bị lỗi rồi đấy. Hóa. Hóa, cập nhật. Được chưa? Đấy, như thế nhé. Sử. Tắt đỏ. Rồi. Bước tiếp theo của cái việc của cái lệnh này là ta sẽ gán thành viên cho từng nhóm, từng tổ. Và đồng thời là đây, thành viên đây. Và gán cái môn học rất quan trọng ở đây nhé. Có thấy ý nghĩa của lệnh này nhé. Tổ văn này, bấm tổ văn nhé. Rồi, và chúng ta sẽ chuyển sang đây các người của thành viên tổ văn. Như là Bùi Thu An, tôi bấm vào đây là chuyển sang tổ văn này. Đó, tổ văn nhé. Đây. Vinh Hói là dạy văn này. Và Hà Một dạy văn. Đấy là có 3 người dạy văn. Thì với mỗi tổ như vậy, cái tổ này này, thì chúng ta gán là dạy như môn nào ở đây nhé. Gán thì môn văn đây và môn sinh hoạt. À, biết tôi quên nói lỗi, quên môn sinh hoạt nhé. Chơi vậy biết rồi. Các bạn chú ý này, nhớ lại này, sinh hoạt là một môn học nhé, không phải là một tiết văn vật. Sinh hoạt là một môn học mà trong môn học sinh hoạt là môn đứng đầu danh sách mà các bạn tuyệt đối là không được xóa môn sinh hoạt đi nhé. Đó, sinh hoạt là cái môn mà phần mềm hiện nay phần mềm chúng tôi là có một định nghĩa là người dạy môn sinh hoạt là người là chủ nhiệm. Hiện nay phần mềm đang định nghĩa là chủ nhiệm là người dạy môn sinh hoạt và sinh hoạt là môn học số 1 trong danh sách môn học, chúng ta không được phép xóa môn sinh hoạt đi nhé. Đấy, chú ý nhé. Như vậy chúng ta gán văn là sinh hoạt và văn đây, tổ văn nhé. Đấy, nhập xong rồi bấm nút cập nhật. Đó, xong cái môn văn. Văn chưa? Đấy, văn đây này nhé. Thế là toán này, bấm toán vào đây nhé. Và chọn này, An 2 là toán này, đúng không? À, Hà 2 là Hoa T là toán đây. Ba cái này là dạy toán. Ta nhập toán và bấm sinh hoạt vào đây. Chúng ta quan trọng nhất nhé, rất quan trọng, chúng ta chú ý nhé.
Cái này rất ý nghĩa luôn đấy, để lại cho tôi nói ý nghĩa của cái lệnh này nhé. Rồi bấm cập nhật, ta chọn lý, chọn lý, lý là Lê Hòa Lý đây, là Vinh Hói Lý đây, như hai người dạy lý nhé, là sinh hoạt này và vật lý đây, cập nhật. Nghĩa là phải ghi lại nhé, hóa đây, hóa là Bình đây, và Hà Hai đây. Ba người này dạy lý nhé, bấm sinh hoạt và bấm họa, hóa, hóa, bấm họa, hóa. Được chưa? Rồi, cập nhật. Bây giờ sử là đây, một hai cái này để sử cả, lấy ví dụ thế nhé. Và đây, để sử đây, bấm sinh hoạt và bấm sử nhé. Sử đâu rồi? Sử đâu rồi? Đây, sử đây nhé. Đó, cập nhật. Được chưa? Thì đây là cái lệnh rất quan trọng, quan chú ý nhé. Lệnh này quan trọng là gì? Chúng ta sẽ, sau này có gì biết, chúng ta sẽ được phép là xem thứ biểu, in thứ biểu theo từng nhóm giáo viên. Chúng ta có thể nhập các cái ràng buộc giáo viên theo từng nhóm, nhập lịch họp của từng nhóm, chúng ta có thể nhập không chuyên môn của từng nhóm một. Em thấy mic nhỏ quá mà em không nghe được ạ. Mic nhỏ à? Alo? Không nhỏ đâu. Thầy ạ. Mic của em bị nhỏ thôi. Em nghe bình thường mà. Em bạn to mic lên đi, chứ còn mic của mình là to hết cỡ rồi. Nhá. Yeah. Rồi, bây chúng ta nhập xong nhóm nhé, thì chúng ta đóng lại. Và như vậy tới bây giờ mới là kết thúc cái bước 1. Nhá. Kết thúc cái bước 1 là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thầy có biểu. Các bạn cái phần này. Cái này là chúng ta làm nó hơi lâu một tí nhưng mà chỉ nhập đúng một lần thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái bước số 2 là nhập các thuộc tính môn học và ràng buộc của giáo viên. Nhớ các bạn chú ý nhé. Nhắc lại là cái lệnh, cái bước 1 là chỉ nhập đúng một lần. Rồi chúng ta sang bước số 2. Bước số 2 là nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Thì có hai cái là nhập tính môn học riêng và ràng buộc giáo viên riêng. Cái này là cũng đơn giản. Cái này, cái phần này là phần rất đơn giản. Chúng đơn giản luôn nhé. Rồi, nó gồm có là cái lệnh đầu tiên là nhập tính môn học. Chúng ta vào dữ liệu vào lệnh đây. Bảo lệnh là tính chất môn học nhé. Đây là cái lệnh là nhập ràng buộc môn học. Các bạn nhớ nhá, hệ thống này, dữ liệu nhé, vào đây nhá. Đó, các bạn chú ý nhá. Thì vào đây này, thì phần mềm sẽ hiện ra các cái thuộc tính môn học hiện ra trên màn hình. Và trên màn hình là có là 17 thuộc tính. Và chúng ta sẽ chọn thuộc tính môn học. Sau đó là chọn môn, chọn lớp để gán cái thuộc tính này. Nhưng mà là 17 cái, nhưng mà thực tế chỉ dùng 1-2 cái thôi. Thực tế chỉ dùng là 1, có một cặp tiếp xếp liền. Thường đây là cái thuộc tính này là gán cho môn gì? Gán cho môn văn và môn toán, thông thường. Thuộc tính số 3, học một tiết cho một buổi học, cho một ngày đấy. Cho một, thôi là đưa một ngày, thì chính là một buổi học thôi. Là cái lệnh này thông thường gán cho tất cả các môn học còn lại. Thế thôi, còn một chỗ khác là ít khi dùng lắm. Có dùng là số 4. Không học tiết 5 dành cho cái môn thể dục. Tiết 1, tiết 2. Không học tiết 5 là dành cho cái môn thể dục của những vùng nóng và mùa hè, như là miền Trung chẳng hạn. Không học tiết 1 dùng cho môn thể dục ở những môn nào là cái ở vùng lạnh, ở miền núi, rất lạnh thì dùng. Còn lại là tất cả các chỗ còn lại này là hầu như không dùng. Cách thao tác là giống hệt nhau, được tôi mô tả luôn nhé. Ví dụ chúng ta sẽ gán cái thuộc tính là có một cặp tiếp xếp liền này cho môn văn môn toán cho toàn trường. Làm như sau, bấm vào đây. Đó, thì nó vào cái bảng này. Bảng này là bảng chúng ta dọn là áp dụng cái chất này cho môn nào. Chúng ta chọn môn toán, từ một chọn môn toán trước này. Đó, và ở đây có thể chọn sáng chiều. Không, bấm vào đây. Bấm vào bổ sung để chúng ta chọn cái cụ thể hơn là khối lớp nào và từng lớp nào. Bấm vào đây nhé. Bấm vào đây. Đây, nhưng đây là khối lớp, bên trái là các lớp. Chúng ta sẽ chọn toàn trường. Như vậy là xong. Toàn trường nhé. Đó, một nút kết thúc. Đó là xong cho môn toán của tiết 1 nhé. Chọn môn văn này. Văn học đây. Bấm đây. Chọn bổ sung, chọn toàn trường. Được chưa? Kết thúc. Đó. Thấy không nào? Bây giờ sửa nhé. Giả sử chúng ta, trường chúng ta là lớp chúng ta là có một cái lớp mà 6A là lớp mà chuyên lý, là cần có riêng 6A là môn lý học một tuần có 2 tiết. Thì bấm vào đây, bấm vào vật lý và chọn bổ sung.
mà chọn là lớp 6A. Đó, như vậy là chỉ gán cái cặp tiết sinh liền này cho môn lý, môn vật lý và lớp 6A thôi. Đúng, kết thúc. Đó, 6A. Được chưa nào? Đó, như vậy chúng ta có thể gán cho toàn trường trong cả một buổi hoặc cho cả mà cho một lớp cụ thể. Được chưa? Xong, bấm nút kết thúc ở đây để quay lại cái chỗ này. Đó. Giả sử ta làm tiếp tục cho tiết cho 3 nhé. Thông thường tất cả các môn học đều phải là cái này hết, vì ít khi mà học là tiết 1 là lý, trong tiết 2 là văn, tiết 3 lại lý, nó hơi buồn cười lắm, cho nên chúng ta thông thường là một môn học chỉ là học là một tiết trong một buổi học thôi. Mà cô nói thêm nhé, cái ràng buộc này vẫn là chỉ là ràng buộc logic bình thường, không phải là ràng buộc bắt buộc nhé. Phần mềm có thể là phá vỡ hoàn toàn ra để xếp. Rồi bấm vào đây này nhé. Rồi ta làm thử nhé. Môn lý đây, rất nhanh này, bổ sung này, toàn trường, kết thúc. Môn sinh, bổ sung, toàn trường, kết thúc. Môn hóa, bổ sung, toàn trường, kết thúc. Môn tin, bổ sung, toàn trường. Rất nhanh, ta làm chỉ một lèo là xong cho tất cả các môn học, cho nên là ta chú ý là nó rất là môn lịch sử bổ sung toàn trường, đúng không, kết thúc. Môn địa lý bổ sung toàn trường, kết thúc. Vật như vậy nhé. Đó thì đây là cách chúng ta gán các thuộc tính môn học cho các lớp, cho toàn trường. Và hầu như lệnh này cũng chỉ làm một lần, không cần phải làm nhiều lần. Kết thúc. Và chúng ta có thể bấm đi các bạn ghi lại ở đây và kết thúc. Được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sang lệnh tiếp theo rất quan trọng là cái lệnh là nhập yêu cầu của giáo viên. Thì nó gồm có hai lệnh: yêu cầu của nhóm, yêu cầu của giáo viên. Thì với nhóm ấy thì chúng ta nhập rất ít thôi. Theo tôi là với nhóm chúng ta chỉ nhập có một ràng buộc thôi, là ràng buộc họp đến tiết học nhé. Bấm vào đây đi. Đây là cái lệnh là nhập ràng buộc cho một nhóm. Thì nó rất là ít tham số mà chúng ta có thể bỏ qua tất cả. Mà các bạn nói như các bạn là như sau này. Ở đây là chọn nhóm này. Tổ giáo viên này, tổ văn, tổ toán, tổ lý, tổ hóa, tổ văn. Thì ở đây này, ở đây là cái giao diện mà chúng ta có thể nhập thông tin ràng buộc trên từng tiết học cho cả cho buổi sáng riêng và chiều riêng nhé. Sáng này, sáng riêng, chiều riêng nhé. Đó. Thì thông thường thì chúng ta sẽ gán cái ràng buộc là họp. Đây chúng ta hoặc là nháy đúp hoặc là bấm chuột phải cũng được nhé. Thì ở đây này nó có những cái ràng buộc như là hạn chế nghỉ họp bận nhé. Số bạn vẫn nói ai tắt cho tôi cái ấy đi, tắt cái micro đi nhé. Một số bạn vẫn mở micro nhé. Rồi đây nhá, thì đây này chúng ta nhấn nút vào và chọn. Thì cái đây là các cái hạn chế trên từng tiết học của nhóm và của từng giáo viên cũng như vậy thôi. Thì các bạn chú ý nhé, ràng buộc hạn chế, hàng ràng buộc nghỉ, ràng buộc bận là cái ràng buộc là không bắt buộc, ràng buộc mềm, mà tôi gọi là ràng buộc mềm hay ràng buộc logic nhá. Còn ràng buộc họp là ràng buộc cứng. Nếu mà đã họp là không thể xếp tiếp vào đây nữa, không thể xóa được. Đã họp là chỗ là cứng ra là để dành cho họp. Cho nên là cái ràng buộc họp thông thường được gán cho từng nhóm một. Và khi gán cho nhóm thì nó áp dụng cho từng giáo viên một trong cái nhóm đó. Còn chỗ này là cái chỗ được gán đến số ngày nghỉ cho cả nhóm. Thì tôi nói thêm, có thể gán cho từng người một nhé, nhưng có thể gán cho cả nhóm. Như là đối với tổ văn thì chúng ta sẽ hạn chế là ngày nghỉ như sau. Ví dụ nhé, đây bấm vào đây này, thì ở đây là chọn cái ngày nghỉ trong một tuần lễ. Ngày nghỉ ở đây là gì? Ngày nghỉ là nghỉ cả sáng cả chiều. Tức là khi ta xếp cái này, bấm vào đây thì phần mềm cố gắng xếp để sao cho toàn bộ tổ văn này sẽ được nghỉ hẳn cho một ngày. Trong ngày đó một ngày là sáng là cả sáng cả chiều nhé. Vậy là cô Hòa dạy văn sẽ nghỉ vào ngày thứ hai cả sáng cả chiều, cô Minh dạy văn sẽ nghỉ cả ngày thứ ba, phường sẽ tự động xếp chuyện đó. Còn nếu ta bỏ cái này đi và ta bấm vào dưới này thì vẫn là số là nghỉ là một, nhưng mà số buổi nghỉ trên nó sẽ khác nhau.
Ví dụ như là một giáo viên có thể là nghỉ buổi sáng ngày thứ ba nhưng buổi chiều ngày thứ tư không cần trùng vào một ngày nhé. Còn đây là chúng ta có thể đặt thông số cụ thể là đi dạy vào ngày nào. Nhưng mà thông thường cái này chỉ gắn cho từng giáo viên một thôi, chỉ ít khi gắn cho cả một nhóm. Đối với nhóm chỉ gắn cái này thôi, họp thôi nhé. Xong. Như là văn là họp mà tiết 2 ngày thứ tư. Ta sang môn toán. Toán thì họp vào tiết 2 ngày thứ 5, đúng không? Môn lý sẽ họp vào tiết 2 ngày thứ 6, lấy ví dụ như vậy. Và cái môn hóa sẽ họp vào tiết 1 ngày thứ 7, ví dụ lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Thì đó là những cái đấy, khi ta nhập xong rồi ta bấm nút kết thúc. Đó, thì đó là cái lệnh mà nhập cái ràng buộc cho từng nhóm. Và bây giờ lại cuối cùng là lệnh là nhập yêu cầu giáo viên cho từng giáo viên một. Thế này là cái lệnh chính đây. Nhưng mà cô xin nói luôn. Thế này, thì nó gồm có là phía trên này để ta có thể tìm từ giáo viên một nhé. Và ta nhập ở trên này là cái yêu cầu chung nhá. Ở dưới này yêu cầu riêng. Yêu cầu riêng là cụ thể là sáng như nào, chiều như nào. Và ví dụ như là cô Bùi Chú An hôm nay là con nhỏ thì yêu cầu là buổi sáng là dạy từ tiết 2 đến tiết 5 để cô ta đi xin phép nghỉ tiết 1 để đi đưa con đi học, và buổi chiều xin phép là dạy từ tiết 1 đến tiết 4 để tiết 5 về đón đưa con đi học, đón con về nhé. Cái họp này là họp xuất phát từ gì? Xuất phát từ nhóm mà ra. Cô An yêu cầu xin phép được nghỉ ngày thứ 7. Bấm chữ nghỉ dạy, nghỉ dạy. Nghỉ. Xin phép nghỉ thứ 7 như này. Hoặc ở đây có thể xin phép là cô ta xin phép dạy thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 6 và nghỉ đây và nghỉ thứ 7. Xin phép được không dạy thứ 7. Thứ đơn ở đây, đúng không nào? Hiện nay phần mềm của chúng tôi đã hỗ trợ chủ nhật nhé. Thì mặc định là phần mềm bỏ qua chủ nhật, chúng ta có thể bỏ qua. Còn nếu các bạn muốn xếp chủ nhật thì ta sẽ làm sau. Còn mặc định là chủ nhật không đưa vào trong bất cứ một cái gì cả nhé. Rồi. Ở đây là gì? Ở đây là có cái thông tin là thời gian chờ dạy lớn nhất trong một buổi là bao nhiêu? Là một tiết. Tức là có thể cho phép là dạy tiết 1, nghỉ tiết 2, dạy tiết 3. Nhé. Còn phần mềm quán xếp là không cho phép là dạy tiết 1, nghỉ tiết 2, 3, dạy tiết 4, 5. Thì như vậy là nghỉ 2 tiết trong một buổi thì không thì phần mềm sẽ cũng tránh cái đó. Thế đây là đấy một. Nhé. Còn bên này là tổng số thời gian chờ dạy trong cả một tuần lễ. Đúng không? Đây là cái ràng buộc là không dạy được qua trưa. Đây là số môn học tối đa trong một buổi. Đây này, chỗ đây này. Đối với cấp 2 này. Cấp 2 là như chúng ta đặt là 2 thì phần mềm sẽ cố gắng xếp là một buổi học như vậy chỉ dạy 2 môn thôi để giáo viên khỏi cầm nhiều giáo án đi. Chứ dạy mà một buổi học dạy 3 môn thì kinh khủng lắm. Môn học vừa dạy môn lý hóa vừa dạy môn công dân chẳng hạn thì dạy 3 môn như vậy rất là mệt. Thì chúng ta đặt mặc định là một thôi, định là mỗi buổi thì dạy một môn, mà đối với cấp 2 thì có thể là không được. Đây mặc định là 5 nhé, mặc định là 5 là rất là không hạn chế, chúng ta có thể hạn chế lại là 2, là một buổi học dạy 2 môn nhé. Rồi thôi, cái này chúng ta có thể bỏ qua cái này. Thì đây là tất cả, đây là những thông tin, tất cả cái trang này là chúng ta là thông tin ràng buộc mềm hết. Bây giờ tôi thêm một chút nữa về cái ràng buộc như này. Chúng ta bấm vào nút là ràng buộc khác. Trong ràng buộc khác này nó có một ràng buộc cứng. Nhưng vì nó ít quan trọng thì tôi để sang một trang riêng. Bấm vào đây nhé. Thì nó có một cái ràng buộc mà theo tôi cái ràng buộc này là cái ràng buộc rất quan trọng, là ràng buộc cứng, ràng buộc liên quan đến địa điểm. Đây. Thì nếu có hai ràng buộc. Ràng buộc này là trong một ngày chỉ dạy một điểm. Tức là đã sáng dạy một điểm rồi, chiều dạy địa điểm đó. Không được phép là buổi sáng dạy ở Hoàn Kiếm, chiều là sang Hà Đông. Đó, đây là ràng buộc cứng nhé. Hoặc ta bỏ đi, ta bấm sang bên này. Đấy, là dạy biểu trong một buổi thôi. Là sáng, buổi sáng là dạy ở Hà Đông, buổi chiều được phép dạy sang Hoàn Kiếm. Đó. Hai cái này đều là ràng buộc cứng. Và ta có thể bấm vào đây, áp dụng cho toàn trường luôn, chờ đỡ phải nhầm lại nữa. Bấm vào đây, áp dụng cho toàn trường luôn. Rồi, thế nhá. Thì đó là đây. Riêng cái này là ràng buộc cứng nhá, ràng buộc cứng. Còn dưới này thì các bạn bỏ qua, phần này là phần rất là khó, ta không cần quan tâm nữa nhá. Rồi đã kết thúc ở đây. Đó, thì các bạn chú ý nhá. Chỗ này là cái chỗ mà
chúng ta chú ý là đấy là nhập cái ràng buộc của giáo viên. Thì tôi nói thêm một câu thôi, các bạn có thể ghi nhanh vào đi, tức là chúng ta không nên nhập quá nhiều ràng buộc giáo viên. Đấy, nhập ít thôi, nhập cho một vài người thôi, nhập cho một người thôi, không nên. Vì chúng ta nhập càng nhiều thì nó sẽ càng bị phá vỡ, nó càng khó. Lát nữa khi sang cái lệnh là xếp 100%, tôi sẽ nói vì sao là như vậy. Cho nên là tránh. Cái bạn nào mà thường các bạn trẻ nào mới mua phần mềm về hăng hái là nhập rất nhiều ràng buộc vào, xong đi khoe mọi người là tao nhập tao cho mày rất tốt rồi đấy, mày yên tâm đi. Nhưng mà thực tế ra khi ra thời biểu nó sẽ bị xấu, và như vậy bị thất vọng phần mềm. Thì các bạn biết rồi là thời biểu là một cái bài toán xếp lịch không có lời giải. Độ khó là NP đầy đủ, không thể nào có lời giải được, cho nên là rất là khó, không thể có một cái thuật toán nào có thể xếp cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là nhập càng nhiều ràng buộc làm cho phần mềm nó tạo ra cái mâu thuẫn khủng khiếp, và nó sẽ chỉ xếp lâu thôi, còn nó vẫn phá vỡ và nó sẽ làm xấu cái biểu. Cho nên chúng ta chỉ là về nguyên lý là chúng ta nhìn xong cho nhập ít thôi, nhập rất ít kia ràng buộc này thôi, nhập một vài ràng buộc tối thiểu nhất thôi nhá, chú ý nhá. Đấy, và nhập cho một vài người thôi. Tôi là xếp thứ biểu tôi nhập cho tôi thôi, còn người khác thì mặc kệ. Chứ chúng ta nhập toàn trường là kinh khủng lắm, không thể, nó vừa chậm, nó vừa phá vỡ nhiều. Rồi, xong nhá, xong cái phần như vậy. Đây, bây giờ là xong cái bước số 2. Xong bước số 2. Và chúng ta sang bước số 3. Sang bước số 3. Đây, bước số 3 nó rồi là bước này là bước quan trọng nhất của cái việc của thử có biểu. Cái bước này mà chúng ta, vì nó khó nhất là vì nó rất là dài. Rất là dài, rất là tỉ mỉ, mà nó rất là dễ nhầm lẫn. Mà cái này chúng ta việc nhập này không thể nhầm lẫn được nhé, không thể nhầm lẫn được nhé, các bạn chú ý nhé. Vì nhầm lẫn cái này là hỏng hết, nhầm cái này là phải xóa đi làm lại từ đầu. Và khi chúng ta xếp xong toàn trường rồi 100%, hoặc là nhầm cô An nhé, là dạy lớp toán 7A này thành toán 7B, thế là chết rồi, thế là thành nhầm rồi nhé, các bạn chú ý là. À, cái gì đấy, để tôi thông chút. Có khách à? Ai? Chắc là kiểm tra đấy, không sao đấy. Nhưng mà bảo là đừng nói gì. Được rồi nhá, thì cái lệnh này thực ra là bản chất nó rất đơn giản thôi, là mà nhưng mà chúng ta phải chú ý thôi. Còn bản chất nó là nhập đơn giản, mà tôi nói các bạn là một bài ghi chú ý nhá. Thì đây này, thì phần mềm nó có hai lệnh nhập phân công chuyên môn. Một là cái lệnh đây là nhập phân công chuyên môn sáng riêng và chiều riêng, hai là lệnh là nhập chung và làm một. Thì tôi rất khuyên nhà trường là nhập riêng sáng riêng và chiều riêng. Vì chúng ta vẫn có thể vào đây chúng ta tinh chỉnh được, mà cho nên chúng ta chú ý nhé, các bạn chú ý là nên nhập sáng riêng chiều riêng. Vì sao như vậy? Là vì này nhé, vì là khi mà chúng ta mà nhập công chuyên môn ấy, nhập chung lại là phần mềm bắt buộc nó vẫn phải tách riêng làm sáng chiều để nó xếp. Vì phần mềm nó, cái này là phần quy trình của chúng ta, là quy trình phần mềm nó bên trong nó thiết kế là nó rất phức tạp. Vì chúng ta hiện nay các trường Việt Nam hiện nay vẫn là sáng riêng chiều riêng. Cho nên chú ý là phần mềm cho phép là cùng lớp 7A môn toán, nhưng mà là sáng là giáo viên A dạy, B trường giáo viên B dạy, là khác nhau. Đó, cho nên là khi chúng ta nhập chung vào thì nó gây ra cái hiện tượng là nó rất là khó, nó làm cho nó phần mềm vẫn phải tách ra. Thì chỉ chưa bất khả kháng thì chúng ta mới nhập chung lại, còn chúng ta mới nhập riêng. Một số giáo viên hay ngại, tức là bìa nhà trường nó cho trường yêu cầu chúng ta nhập chung lại, chúng ta rất là ngại tách ra. Mà chúng ta không muốn, một số trường bảo với tôi là em rất là khó, không thể nhập riêng được. Nhưng mà đây là các bạn ngại thôi, về cái gì các bạn hiểu biết rồi, các bạn sẽ thấy rất là dễ. Thực ra hoàn toàn chúng ta có thể phân biệt phân loại nó ra, không có gì cả. Vì là toán cả một mà vừa là cả một ngày học là 10 tiết, chúng ta có thể phân là sáng là 6 chiều 4, hoặc là sáng 4 chiều 6, không sao, hoặc sáng 5 chiều 5. Chúng ta chủ động làm cái đó, cái người sẽ thấu biểu là chủ động cho đó, mà chúng ta làm cho thấy biểu nó rất là gọn đẹp nhé. Chứ phân công chuyên môn này là quan trọng rồi. Hai này là nó giống nhau. Thì bây giờ tôi mô tả lệnh này, tôi sẽ nó kỹ cái lệnh phân công chuyên môn cho sáng riêng chiều riêng. Tôi bấm vào đây nhé.
Thì nó ra một cái hình như thế này. Ở bên trái là toàn bộ giáo viên, rất là nhiều nhé, vì tôi bây giờ nhập ít, tôi bây ít này, tôi nó rất là dài, xuống phía dưới này, rất to, nó có hàng trăm giáo viên. Ở bên phải, ở bên phải là một dạy tất cả các môn học, nó rất là dài. Thấy con đảo nó dài như này cơ mà, kéo dài ra, rất là dài như này. Cho nên là nhìn vào đây là thấy rất là khó nhập rồi. Thế bây giờ đây mới là cái ý chính này, cái phần mà quan trọng, vì sao chúng ta nhập theo từng nhóm giáo viên là như vậy. Nhé. Thì tôi nói luôn nha. Thì ở trong cái màn hình này thì chúng ta đang ở trong chức năng là nhập theo từng khối lớp là nó như thế này. Còn thời gian nó có ba cái màn hình khác nhập theo từng lớp một đây. Từng lớp một nó như thế này. Nhập theo từng giáo viên cũng sẽ như thế này. Nhập theo từng môn học cũng sẽ là như thế này. Đó, thời gian nó có 1 2 3 4 màn hình nhập. Nhưng mà tôi vẫn để mặc định là cái màn hình này là nó rất là dễ nhìn nhất nhé. Và đúng thực tế nhất. Rồi. Còn đây là nhập sáng riêng và chiều riêng. Đây là chiều nhưng đây là sáng riêng này, chiều riêng này. Đó. Cái nhập là giống hệt nhau. Chúng ta phân bổ hết nhé. Rồi. Thì nhập như sau này, vì tôi mô tả cách nhập này. Chúng ta sẽ nhập theo từng nhóm. Các bạn nháy đúp vào đây, ô này này, nháy đúp vào và chọn là theo từng nhóm viên ở đây. Bấm vào đây nhé. Đó. Và chọn nhóm văn. Khi chọn nhóm văn rồi thì nó chỉ hiện đây là nhóm văn thôi. Và trên này chỉ hiện hai môn học mà chúng ta đã định nghĩa lúc nãy là chọn môn sinh hoạt và môn văn. Như vậy nó rất là nhỏ gọn lại và rất là dễ nhìn. Và bây giờ chúng ta có thể ta nhập chính xác cho cái giáo viên văn. Các bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là ý nghĩa của cái lệnh là nhập nhóm giáo viên ở cái bước số mấy? Ở cái bước số 1 đấy. Nhé. Đấy, một số giáo viên là bỏ qua không nhập cái bước số 1. Không nhập cái nhóm giáo viên thì vào đây nó rất là khó nhập, nó sẽ dài ra và nó dài ra cả hai chiều, rất là khó nhập. Rồi nhập như sau nhé, rất đơn giản thôi. Bây giờ một số bạn có hỏi tôi, một số bạn hôm qua có hỏi tôi là đây cứ thấy vắng cái khối 6 văn này, không khối 6 ở đây thì là do cái gì? Do là ở cái lệnh vậy đấy, lệnh nhập mà phân phối tiết chuẩn thì nó không có. Bây giờ tôi đóng nhân đóng lại này. Nếu mà chúng ta vào đây chúng ta chọn cái môn lý mà ở đây thiếu khối 6 chỗ 7 8 9 thôi thì là lỗi cái gì? Lỗi là ở trong cái bảng phân công tiết chuẩn không có khối 6. Bằng không chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta vào cái lệnh là hệ thống và dữ liệu và cái lệnh số tiết chuẩn và chúng ta nhập lại cái môn vật lý ở đây này. Khối 6 là nhập số 2 vào đây, số 1 vào đây này, nó sẽ được thôi. Như vậy là nó không có là nó ở đây bằng không nhé. Đó, thế thôi. Rồi, thì chúng ta quay lại này nhé. Chúng ta quay lại này. Tôi nhập cho môn lý. Đây. Thì chú ý là môn... cái là nhà chúng ta bấm chuột phải vào cái ô này và ta chọn lớp. Thì máy hiện ra những lớp nào mà chưa được xếp lớp. Ví dụ là Nguyễn Hồng Vinh là sẽ chủ nhiệm lớp 6B. Bấm vào đây. Nghĩa là đối với riêng lớp sinh hoạt nhé, là chủ nhiệm chỉ sẽ bấm một thôi nhé. Một thôi, không bấm vào 2. Đây, cô Hoa này chủ nhiệm lớp 7. Cô Hoa đây, chủ nhiệm lớp 7. À. Đó, nhé. Còn bên này, Lý, Vinh. Vinh sẽ dạy khối 6. Dạy toàn bộ khối 6, ví dụ tôi lấy như vậy. Được chưa? Và khối 8 có 7 học chiều mà khối 8 sẽ là dạy 3 khối 8, ta lấy ví dụ như vậy. Còn cô Hoa này sẽ dạy phân công dạy khối 9 nhá, khối 9. Có 7 là buổi chiều. Ở đây là tôi giờ đây là vì ngoại ra tôi cho lớp 7 học cả sáng, lớp 7A là học cả sáng. Nhưng mà để đây, còn khối 7 học lý buổi chiều. Ví dụ thế nhá. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ ở đây có thế, ở đây nó có cái khối 6 mở ngoặc 2, đây chính là số tiết chuẩn đây. Chuẩn này không có nghĩa gì cả. Nhá, thì khi mà ở đây chúng ta nhập 6A ở đây thì mặc định phần mềm hiểu là Vinh, anh Vinh này dạy 6A là 2 tiết, là 2 tiết. 6B là 2 tiết, 6C là 2 tiết, 6D là 2 tiết. Mình giả sử nhá, giả sử 6A là chuyên lý. 6A tôi phân công 6A là 1 tuần 3 tiết làm như nào? Rất đơn giản thôi. Chúng ta sửa ngay trên màn hình này. Chúng ta nháy đúp vào đây.
Hải Thân ra một cái nó ra một con trỏ thuận thẳng. Chúng ta chuyển vào 6A và chúng ta gõ, chúng ta mở ngoặc, ta gõ số 3 vào. Đấy, và enter thì máy hiểu là đồng ý. Sao lại một lỗi này? Rồi không sao đâu nhé. Như vậy là gì? Ở đây là gì? Đúng rồi, ở đây là như vậy là gì? Vinh sẽ dạy 6B, 6C, 6D không có gì cả. Thế là 2 tiết, còn 3 ở đây là 3 tiết, được chưa? Ví dụ như vậy. Bây giờ giả sử nhé, giả sử tiếp này. Đây. Ở đây nhé. Bây giờ giả sử là khối 8. Đây khối 9, khối 9. Năm nay học kỳ 2 năm nay là thi lý đúng không? Thi lý thì học kỳ 2 muốn tăng cái số tiết của khối 9 lên 3 tiết làm như nào? Ở đây là mình là 2. Thì bây giờ tăng cả khối làm như nào? Để đây nhé, tôi bấm ở đây này, tôi bấm chuột phải vào đây và chọn cái lệnh là thay đổi số tiết mặc định. Đó. Và tôi tăng cái này lên 3, tăng lên 3. Và đây nó có hai lựa chọn. Một là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo. Hai là giữ nguyên số tiết của các lớp đã nhập. Ta chọn là đã đổi thay đổi theo, bấm vào đây. Đó. Thì đây sẽ thành 3 và tất cả đây thành 3 hết, thành 3 hết. Được chưa? Bây giờ giả sử nhé, giả sử nãy tôi nói rồi, giả sử tôi tất cả các khối chính là 3 tiết hết nhưng mà riêng tín A tôi giảm một 2 tiết thôi. Làm được không? Làm được, tôi bấm vào đây. Bấm vào đây và tôi chuyển cái này thành 2. Như lúc nãy và đóng ngoặc lại, nhấn đóng ngoặc 2 và enter. Đấy, enter. Một số bạn còn hỏi tôi là tại sao khi mà ta chuyển xuống số 2 thì máy cứ báo lỗi, máy bảo không thể đổi được. Bấm nào thì bấm được, vì sao như vậy? Bởi vì là sao? Bởi vì là trên thì có biểu của lớp chúng ta đã xếp 3 tiết rồi thì không thể giảm xuống thành 2 được nữa. Đây là tổng số tiết đã đang được phân công nhá. Khi các bạn đã sắp theo biểu rồi, đã xếp thành 3 tiết rồi thì không thể nhập lại ở đây sửa thành 2 nữa. Chúng ta phải quay lại theo biểu, ta xóa hết đi, ta mới sửa lại ở đây được. Đó là một số bạn bị lỗi là như vậy nhé. Ở đây là cái phân công này, cái bảng này là phân công trước khi xếp theo biểu. Trước khi xếp, chứ đang xếp rồi. Quay lại đây mà sửa vẫn sửa được, nhưng mà chú ý khi có đề sửa thì khi mà có đề sửa thì cái số tiết tổng này là không được vượt quá số tiết đang có trên cái công điểm của các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta các bạn chú ý rồi. Nhưng mà chúng ta cứ nhập lên cho từng nhóm một và sau đó chúng ta sẽ xem lại cho ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ cho các lớp. Tôi có thể bấm ta xem lại toàn bộ xem đã nhập đã chính xác chưa. Thì ở đây tôi có một cái là khi kiểm tra toàn bộ này thì nó rất là khó về toàn bộ cả toàn trường, thì có một lệnh sau đây tôi mô tả cho các bạn. Chúng ta có thể xem lại cái nút này. Lúc này là nút chúng ta xem lại cho từng lớp một, từng lớp 6A, 6B đây. Và chúng ta xem, và chúng ta kiểm soát xem là thường như là tổng số này. Biết là đã nhập đúng hay sai. Ví dụ là khối 6 năm nay là được phân công tổng số tiết của khối 6 là 28 tiết trong một tuần lễ. Thì nếu mà đây là 28, có một anh lòi ra là 27. À như vậy là nhập thiếu rồi. Chúng ta phải sửa lại lớp này. Còn lớp mà 6D lại lòi ra là 29, vậy là thừa rồi. Chúng ta phải xông vào ta sửa cái lớp một cái hai, chúng ta xóa đi một tiết. Xóa đi, ta giảm đi một tiết chuẩn nào đó, một tiết được phân công. Thì đây là cái bảng hình này là mình rất là hay, chúng ta quan sát được. Được chưa? Rồi. Bây giờ như vậy là xong cái bước số 3. Thì nhắc lại, bước số 3 là bước rất quan trọng, bước quan trọng chúng ta. Bước số 3 là cái bước là nhập học không chuyên môn là rất quan trọng. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra một cái số biểu đã được xếp xong rồi, đã được nhập xong rồi để các bạn xem nhé. Tôi đóng lại. Đây tôi vẫn đang dùng cái nút này, vẫn đang dùng cái bộ dữ liệu tôi vừa nhập ra dùng để giả định thôi. Bây giờ tôi sẽ mở ra một cái biểu thật để chúng ta xem nhé. Đây, mình có sẵn đấy rồi. Tôi lấy cái lớp này chẳng hạn nhé, tôi lấy cái này mở ra cái lớp nào. Đây là lớp mà MDC là mặc định chi 1 SDTB nhé. Còn tôi xem thử xem nào, đây tôi vào đây xem thử lớp này này. Đây toàn trường này nhé, toàn trường đã nhập xong chưa biết, nhưng mà tôi có thể kiểm tra được là toàn trường đã nhập xong hay chưa. Đây là sáng, đây là chiều đây. Đây lớp này là học cả sáng cả chiều nhé. Rồi tôi quay lại sáng nhé. Đây tôi vào đây này, tôi kiểm tra.
Thấy chưa nào? Đây nhá, đây là sáng học khối 7 này. Toàn bộ khối 7 đây là 27 tiết, thấy không nào? 27 đúng không? Khối 8 là 28 tiết, thấy không? Khối 8 là 28 tiết. Khối 9 là 27 tiết. Đúng không? À, 29 27 tiết, nhưng mà nhìn thấy qua đây là chuẩn rồi đấy. Nếu đây mà khối 7 là 27 là có lòi ra một lớp là 28, như vậy là sai rồi. Thì ta sẽ tiếp tục vào đây và chúng ta sẽ sửa trực tiếp trên màn hình này bên trong. Có thể thay đổi số tiết này đi nhé. Đó. Để đó là cái lệnh mà chúng ta có thể quan sát. Hoặc chúng ta quan sát và bấm vào đây. Quan sát theo từng giáo viên một. Nhà giáo viên đây. Chúng ta phân công như vậy đã chuẩn chưa? Ta vào sẽ xem từng giáo viên một. Xem từng môn một. Ngoại ngữ đây. Đấy, ta chú ý nhé. Thì ta... đây là những lệnh ta có thể màn hình cũng là để nhập thôi, nhưng mà ta quan sát theo những cái thông tin khác nhau, theo những cái cơ sở, cái các cách nhìn khác nhau, được chưa? Đó. Ở đây có một lệnh nhỏ nhỏ, lệnh kiểm tra, lệnh này là kiểm tra thô thiển thôi, là nó kiểm tra xem là lớp nào, môn nào chưa được xếp hoặc là xếp quá nhiều thì máy, nhưng mà đây cái lệnh này là kiểm tra một cách thô thiển, nó không kiểm tra một cách đơn giản vì phần mềm cũng không thể nào kiểm soát được chặt chẽ cái việc kiểm gia nhập cái này là vì một số bạn một số lớp là nhập ít, một số trường này là dạy ít thôi, là một số trường là dạy nhiều, được chưa? Được chưa? Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kết thúc cái bước số 3. Thầy cho em hỏi xin thầy. Tôi hỏi đi. Dạ. Yeah. Ví dụ khi mình đã nhập xong cái phân công đó rồi thì mình có chỗ nào mình xuất ra để cho mà mình gửi cho các thầy cô xem lại cái việc nhập của mình có đúng không á? Được chứ, được chứ. À, là cái có cái nút lệnh đó thôi hả? Không lệnh đâu, nó có cái đây này, nó có nhé. Nó có cái lệnh ở ngoài cùng ấy, nó có lệnh là ghi ra Excel này, nó xuất ra Excel này, thì xuất ra có thể được chứ. Thì trong cái xuất ra Excel nó có xuất ra cái bảng không chuyên môn. Dạ. Yeah. À, ghi ra Excel. Dạ, chỗ ghi ra. Cả đây hết chứ. Yeah. À, em hỏi luôn đó thầy. Ví dụ như khi lúc nãy là thầy nói là để tạo mới một thời khóa biểu một cái phân công á, nhưng mà thực ra các năm trước là trường em có cái bản đó rồi. Thì bây giờ là em mở tệp ra hả thà? Em chỉ mở tệp cũ thôi, chứ em sửa thôi, sửa trên cái bảng này này. Dạ, yeah, mở tệp. Nhưng mà đến hồi phân công là em cũng mở cái phân công đó em chỉnh lại. Chỉnh lại đúng thế. Nhá. Yeah, yeah. Đối với cái bạn mà có cái thời khóa biểu cũ rồi nhá. Đây, yeah. Biểu cũ rồi thì hôm nay là năm mới đúng không nào, thì trước khi mà chúng ta vào cái lệnh nhập phân công này thì các bạn nên làm cái lệnh là các bạn là xóa toàn bộ thời khóa biểu cũ đi. Cái lệnh có lệnh là thêm nó sau lệnh cơ công lệnh chính này, có một cái lệnh là xóa yeah. Xóa toàn bộ cái thời khóa biểu đang trên màn hình ấy. Yeah. Hết đi. Xóa toàn bộ thời khóa biểu cả ngày, xóa cả chào cờ, xóa cả không học đi, xóa hết đi và cho nó ra nó ra một cái thời khóa biểu sạch sẽ mới tinh, nên nó ra cái như này nó ra cái thời khóa biểu là trắng tinh như này này, chứ không gì cả đúng không? Rồi thì có nhập đầu thì lúc bây giờ chúng ta sẽ vào nhập công chuyên môn rất là hợp lý. Nhiều bạn là thời khóa biểu vẫn đang còn chi chít ra, ta đã sửa vào đây nhập rồi thì nó sẽ bị lỗi, nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Nó sẽ xung khắc cái việc phân công này, nó xung khắc với cái đang nó có ở trên. Nhưng mà khi đấy mình bước thứ ba là mình bắt đầu mình xóa rồi hả? Bước thứ ba là khi các bạn tạo mới nhá, tạo mới thì có biểu thì chúng ta là khi ta sửa là nó rỗng thì phải hiểu là rỗng, nhưng mà khi ta mở từ cũ ra là có thể có biểu của năm trước đúng không nào, thì ta phải xóa hết gì đã trước khi chúng ta vào nhập cái bảng này. Yeah. Đúng không? Ở đây nhé, cái lệnh này ở cái chỗ này này lên một ô nhé, đây là bạn như là Nguyễn Thu Hương và phân công dạy lớp 7C là hai tiết. Ở đây có cái lệnh là xóa, ta có thể xóa cái thời khóa biểu, xóa không để ta nhập lại, ta nhập sai đúng không? Là lớp 7C này không phải là Hương mà là người khác đúng không nào? Xóa đi. Nhưng mà một số bạn mà khi làm mà thấy xóa mà nó báo lỗi, vì sao? Vì sao nhỉ? Ai trả lời được nào? Vì sao xóa là báo lỗi? Bởi vì mình chưa xóa bên cái bên phân công kia. Không. Gần đúng mà nó gần đúng rồi đấy.
Tức là vì là bạn quên chưa xóa các thời khóa biểu của cô Hương này này. Thực tế này, khóa biểu của cô Hương vẫn ghi là thứ hai dạy môn vật lý lớp 7C. Đúng không nào? Thì không được xóa ở đây được, đây là phương chuyên môn. Chỉ thay đổi, chỉ xóa được khi trên thời khóa biểu của cô Hương là sạch sẽ, không không có gì cả. Bạn đã hiểu chưa? Thầy ơi, cho em hỏi. Nhưng mà đã phân công rồi thì không xóa được ở đây. Thầy ơi, cho em hỏi ạ. Sao? Thầy ơi, cho em hỏi. Hỏi đi. Thầy ơi, môn vật lý sao ở đây nó lại không có khối 6 như thầy nhỉ? Ở đây nhá. Vâng, em muốn có cả khối 6 ạ. À, thì rất là do đấy thôi, do làm là đây tôi xem lại những bẫy thôi, đây là do làm là chủ đề trường này là một trường lớp chuyên đến quên nó không học, có thể thế, tôi không có, đây là một đêm trường năm mở rồi mà, tôi kiểm tra nhé, tôi kiểm tra vì sao nó lại ơi, của em cũng bị là không có khối 6 môn lên vật lý đâu. À, thế thì đây nhé, thì như này này bạn, vâng đây mà tôi nói rồi đấy, bạn vào cái dữ liệu này và cái chỗ là số tiết chuẩn ở đây này và bạn nhập cái này vì đây là do cái này, do cái vật lý này, vật lý là 6 tức là đổi 0 thành 1. Đổi 1 thành 2 hay là tùy các bạn nhé, đổi 1 thành 2 tùy. Vâng ạ. Là 1 sửa đây này, sửa đây 1 nhé là được, đúng không? Đó, thì biểu công đoạn nó sẽ có thôi. Đây nó không thấy có đúng không? Chắc nó không thông rõ lắm, đây là của một, đây của một trường khác em ạ, không phải là đây là của một trường đang dùng rồi, tôi không can thiệp vào được nữa, nó không phải là mới tinh nhá. Đây không cần đây. À, thế có lẽ là của chiều thôi. Thầy ơi, cho em hỏi xin. À, vì lớp này là số 6 là học buổi chiều. Đây mà là ở trường cô sáng nó không hiện ra. Đúng không nào? À, vì thầy là... vẫn chưa ra đâu ạ? Thầy chưa rồi mà vẫn chưa ra. Thì lớp này là vì cái trường này là về nó học lớp 6 là buổi chiều này, lớp 6 này, lớp 6 là buổi chiều nhé. Thầy ơi, cho em hỏi được không thầy ạ? Hỏi đi, kiểm tra lớp này, kiểm tra cái trường này một tí. Dạ, thầy cho em hỏi là ví dụ như ở trường em là trường chuyên, là có hai môn chuyên cùng vào một lớp. Ừ. Như vậy đến một cái tiết số 3 chẳng hạn là hai môn chuyên đó tách làm đôi ra. Tức là nửa lớp là học qua chuyên địa, nửa lớp học qua chuyên sử, thì các thầy khóa biểu mình chia được. Ôi, không thể. Trường của em là trường của em là trường đặc biệt, phải làm mẹo riêng. Thế thì em liên hệ với tôi sau nhé. Hỏi tôi thầy cần... ơi, xong rồi thầy giúp em rồi nhá. Rồi nhé. Em phải làm luôn ạ. Vâng ạ. Được. Cái trường này là chắc đây là cái thầy biểu học kỳ 2 cái gì đó tôi không rõ, nhưng mà trường này là hiện nay là lớp 6 là học hết vào buổi chiều, buổi sáng không có lớp 6, nhưng mà hiện nay nó không có. Vâng ạ, tối qua em làm như thầy bảo nhưng cũng không ra. Thế à? Chưa ra. Rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Em tên là gì nhỉ? Em hay nhắn tin cho thầy trên Facebook ạ. À, em có là Minh ạ. Minh bảo mẹ em là Minh đúng không? Ok rồi. Tại sao nhá, mà tất cả các bạn nào mà có hỏi riêng thì hỏi tôi sau nhé. Ở đây thì dạ vâng ạ. Rồi. Thầy, hình như là thầy chưa xóa cái thời khóa biểu, chưa làm sạch cái thời khóa biểu cho nên nó không thêm lại được đó thầy. Ở lớp ở chỗ này nha. Dạ, hình như vậy. Không, em nghĩ là thầy nên xóa cái thời khóa biểu đi. Thầy xóa hết rồi đây này, rỗng cái này. Chỗ này là rỗng hết rồi này. Chỗ này là buổi 6, lớp 6 là học buổi chiều, lớp sáng thì học lớp 7, chỗ này là 9. Đây là một trường bằng đánh chi ở của Hà Nội đấy. Yeah. Đây là một trường là có sẵn cho tôi, chứ tôi không phải là người nhập, tôi là người, tôi chỉ copy thông điệp của trường này về, tôi làm mẫu thôi nhé. Trường này là hay là chuẩn rồi đấy, và không chuyên môn thật, tôi nhìn đây là chuẩn rồi này, đây không chuyên môn thế này, không chuyên môn đây này, nhìn đây này chuẩn đây này, này khối 7 nhé, khối 7 là 27 tiết này, khối 8 là 28 tiết này, khối 9 là 27 tiết, thấy rõ chưa nào, chuẩn rồi chưa? Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thoát ra ở đây và chúng ta sẽ quay sang bước thứ tư nhé. Như vậy cái bước 3 này, bạn nào có câu hỏi thì hỏi tôi sau nhé. À, bây giờ sang cái bước số 4, bước này là vô cùng quan trọng. Nhá. Bước số 4 này là cái bước là chuẩn bị xếp. Cái bước này là tôi để ý là rất nhiều giáo viên là hiểu sai cái bước này và làm sai ở bước này.
cho nên là không thể sang được bước 5. Bước 5 là bước xếp 100%, xong, xong luôn. Cái bước này mà làm chuẩn, làm đúng ấy, thì sang bước 5 sẽ là chỉ bấm một nút thôi, bấm một nút thôi là được ngay thứ biểu trong vòng 1 phút là xong luôn, là ta có thể nhẹ cả người đi. Còn cái bước số 4 này ta làm không chuẩn ấy. Bước 3 quan trọng, bước 3 là phải nhập chính xác, phân công chuyên môn, chuẩn, cho nó đúng, không bị nhầm lẫn, không bị sai giáo viên, được chưa? Đấy. Còn cái bước 4 này là cái bước mà chuẩn bị để chuyển sang cái bước xếp 100% của bước 5. Thì bước 4 này là bước mà theo tôi quan sát đấy là rất nhiều giáo viên bị mắc ở bước 4 này là do hiểu sai. Nhá, giờ mình quay mô tả này. Bước 4 sẽ gồm có hai bước con. Nhá. Bước con thứ nhất là xếp tiết chào cờ và tiết không học. Bước con thứ hai, 4B là xếp tiết sinh hoạt và tiết giáo viên chủ nhiệm. Các bạn chú ý chưa? Các bạn có thể ghi danh vào đi. Bây giờ cái phần này quan trọng, các bạn lấy bút ra các bạn ghi đi. Quan trọng lắm nhá. Rồi, bước 4A đi. Bước 4A là chúng ta xếp tiết chào cờ và tiết không học lên trên các ô của thẻ các biểu lớp là cái gì? Rồi tôi nói luôn này. Tiết chào cờ là tiết gì? Chào cờ là tiết học đặc biệt, không phải là một môn học. Rất nhiều bạn đã nhầm lẫn, đã nhập cái môn học là môn chào cờ, không đúng. Chào cờ đối với phần mềm của chúng tôi, chào cờ không phải là môn học. Chào cờ chỉ là một tiết đặc biệt được phần mềm cho phép là xếp trình phát biểu. Khi xếp chào cờ thì bắt buộc phải xếp toàn trường, không được phép xếp là chào cờ của lớp 6A làm là tiết 1, chào cờ của lớp 6B là tiết 2, không chuyện đó. Đã xếp chào cờ là xếp một phát cả buổi sáng là một thời điểm luôn. Như là tiết 2, tiết 1 ngày thứ 2 là toàn trường chào cờ và tiết 1 ngày thứ 2. Hoặc là tiết 5 ngày thứ 7 toàn trường chào cờ, năm thứ 7 thì không có chuyện là xếp riêng rẽ từng lớp 1. Các bạn đã hiểu chưa? Chào cờ là cái tiết mà chỉ ghi trên thẻ biểu lớp thôi, trên thẻ biểu của giáo viên là không ghi chào cờ vì nó không phải là một môn học. Chào cờ là toàn trường sẽ nghỉ và xuống sân chào cờ. Tất nhiên bây giờ nó có cái chuyện là chào cờ tại chỗ thì không nói gì rồi, là do Covid rồi. Còn về nguyên tắc chào cờ đây là một tiết đặc biệt ghi trên thẻ biểu lớp, không ghi trên thẻ biểu giáo viên, các bạn chú ý nhé. Ta làm một đoạn thôi là xếp cho toàn trường luôn. Và ta có thể ta hỏa, ta hủy toàn bộ đi. Chào cờ nó có hai lệnh, lệnh xếp và lệnh hủy. Bỏ chào cờ đi. Sau kỳ 2 nó gần kỳ thi rồi, gấp quá rồi, ta cần xếp tiết và học vào một tiết chào cờ. Chúng ta có thể hủy chào cờ cho toàn trường đi và xếp tiết học vào đấy nhá. Rồi, thế đó chào cờ, mọi người đã hiểu chưa? Còn không học là cái gì? Không học là cái tiết mà xếp vào thì học sinh sẽ không được học ở nơi nữa, và cũng chỉ ghi ở trên thẻ biểu của lớp, không ghi trên thẻ biểu của giáo viên. Như vậy không học là cái gì? Các bạn có hiểu không? Là như này này, không học là cái tiết mà là nó tiết mà do là chúng ta phân công chuyên môn cho lớp đó là bị hụt đi, chứ cần nó bị hở ra một vài tiết thì xếp không học vào để cho nó kín tiết đi và bảo đảm rằng là không bị lỗ chỗ ở trên thẻ biểu. Ví dụ nhá, ở trường mà chúng ta đang quan sát này là khối 7, tổng số là 27 tiết chuẩn có giáo viên dạy, được chưa? Cộng một chào cờ là 28 tiết, đúng nào? 28 tiết mà tổng số một tuần lễ của chúng ta là 30 tiết, như vậy suy ra là khối 7, toàn bộ khối 7 mỗi lớp sẽ thừa ra 2 tiết rỗng, được chưa? Thế thì mà nếu mà chúng ta mà không làm gì cả, phần mềm sẽ xếp kín hết, nhưng mà lỗ chỗ lớp thì nghỉ tiết 1 ngày thứ 3, lớp thì nghỉ tiết 3 ngày thứ 5, lớp một lớp sẽ có hai tiết rỗng ở giữa đâu đó. Nếu chúng ta mà không đặt lại thì học sinh sẽ lớp này đang học, lớp kia lại nghỉ ra chơi, như vậy là không hay. Chúng ta đặt không học vào này, đặt chung cho toàn bộ khối 7 là nghỉ ngày tiết 5 ngày thứ 7, ngày tiết 5 ngày thứ 6. Vậy toàn bộ khối 7 sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ 5, tiết 5 ngày thứ 6. Thì như vậy cái tiết 5 ngày thứ 5 thứ 6 đó là đặt không học ở đó. Chúng ta là người xếp không học. Mọi người đã hiểu chưa? Như vậy không học là cái tiết mà được xếp vào dùng để tạo khuôn cho các lớp học. Đó, cái này là vô cùng quan trọng nhé, vô cùng quan trọng. Chúng ta phải xếp học là phải xếp chuẩn. Ví dụ như là khối 7 tổng số là 27 tiết, được chưa? 27 tiết học của giáo viên được phân công chuyên môn, trong bảng phân công chuyên môn, cộng với một chào cờ là bao nhiêu? Là 28. Chúng ta lại xếp là 3 tiết không học thì như vậy là tổng số thành 31 tiết, phần mềm sẽ báo lỗi ngay lập tức và không thể xếp được 100%. Đấy, các bạn thấy chú ý không nào? Chúng ta phải xếp chuẩn là vì như vậy. Chúng ta mà xếp mà không chuẩn là chết luôn đấy. Ta sửa nhá. Ta sửa toàn bộ khối 7 là 27 tiết. Được chưa?
Như vậy là tất cả các lớp 7 sẽ đều thừa hai tiết có không học. Mà riêng lớp 7C, lớp 7C là chuyên văn, lại được phân công văn là thêm một tiết. Như vậy lớp 7 thêm bên lớp 7C là 28 tiết. Như vậy lớp 7C cộng chào cờ là 29, lớp 7C chỉ thừa một tiết thôi. Chuyện riêng lớp 7C chỉ có một tiết không học thôi. Đó. Nên chúng ta xếp cho toàn bộ lớp 7 mà có hai tiết không học thì lớp 7C sẽ bị thừa một tiết và như vậy phần mềm cũng không xếp được. Đây là cái chỗ rất là logic mà nó có mang tính toán học một chút đấy. Thì các bạn phải chú ý chỗ này nhé. Chỗ này là chỗ rất nhiều giáo viên không hiểu chỗ này, hay hiểu nhầm, hiểu sai. Cho nên là cứ xếp loạn xị ở chỗ này liền, nên mà là cứ vào lỗi, nó vào lỗi hết. Và khi mà ra cái lệnh xếp thì không hiểu ấy, xếp 100% nó báo lỗi, nó báo là không xếp được. Thì lại kêu lên là ầm ầm, là kêu lên bên chúng tôi là sao em xếp mãi không được là thế nào. Hóa ra là đây là cái chỗ rất quan trọng nhé. Chúng ta chú ý chỗ này là chỗ mà lệnh chào cờ lại không học này. Bây giờ chúng ta làm, bây giờ chúng ta bắt đầu quay lại làm lệnh này nhé. Đây là 4A nhé, 4B. Tôi mô tả riêng 4A riêng, 4B riêng, tôi thao tác riêng để các bạn xem. 4A là trực tiếp chào cờ thì không học nhé. Đây, chúng ta làm, chúng ta vào có biểu nhé. Thì trước khi mà chúng ta xếp tiết chào cờ không học, chúng ta phải xem lại lần nữa, chúng ta phải học lòng, phải nhớ lại này. Đây, chào cờ đây, chúng ta xem lại trước đây. Nhé, đây. Khối 7, các bạn ghi ra đi, các bạn ghi tôi đi. Khối 7 là 27 tiết, cộng 1 là 28. Suy ra là khối 7 là thừa 2 tiết. Khối 7 sẽ có 2 tiết không học. Các bạn ghi ra giấy đi, là 2 tiết không học. Khối 8 là 28 tiết. Đó, 28 tiết. Vậy suy ra khối 8 có 1 tiết thừa thôi, là 1 tiết không học. Các bạn ghi ra giấy nhé. Khối 9 là 27 tiết. Như vậy suy ra khối 9 là có thừa 2 tiết không học. Như vậy thì suy ra lớp vào trường này như sau, là trường này là khối 7 có 2 tiết không học, khối 8 là 1 tiết không học và khối 9 là 2 tiết không học. Các bạn chú ý cho nhé. Và tất cả giống vào nhau hết, không có lớp nào là bị thừa ra hay thiếu vào. Rồi, bây giờ chúng ta dựa trên đó chúng ta sẽ quay ra, chúng ta thực hiện cái lệnh là xếp cái khung chào cờ không học như sau. Chúng ta vào đây này, chúng ta vào dữ liệu, xin lỗi, chúng ta vào lệnh chính và vào lệnh là xếp chương môn học. Đây nhé. Rồi, ở đây này. Đây chính là cái lệnh mà toàn bộ cái lệnh nhóm thứ tư là thiện ở đây nhé. Rồi tôi làm một đầu tiên, tôi vào xếp tiết chào cờ trước này. Chào cờ là toàn trường luôn nhé, chào cờ. Và tôi xếp như sau này. Toàn trường chúng ta sẽ xuống trường nghỉ dạy và xuống sân trường và vào tiết 1 và thứ 2. Bấm vào đây. Nhé, bấm vào đây. Và cái này sẽ áp dụng cho toàn trường luôn. Rồi, đây là buổi sáng riêng và chiều riêng đúng không? Đấy. Bấm thực hiện. Đấy. Máy lập tức là đã xếp chào cờ cho toàn trường khối 7, khối 8, khối 9, đây, khối 6 là buổi chiều nữa. Đóng lại. Đây, như vậy là xong. Xong cái phần là xếp tiết chào cờ. Bây giờ sang xếp tiết không học, bấm vào đây luôn. Thì không học là phải xếp riêng cho từng khối lớp nhé. Khối 7 riêng, 8 riêng và 9 riêng. Ta chọn vào đây, chọn bấm đây và chọn khối 7 riêng này. Đấy, chúng ta chú ý nhé, khối 7 riêng này. Khối 7, ta nhớ lại, khối 7 là chúng ta có 2 tiết không học. Chúng ta là người xếp. Tôi muốn là khối 7 sẽ ra về vào ngày thứ 5, tiết thứ 3 và thứ 5, thứ 4. Được chưa? Khối 7 ra về vào đây. Vào cái này. Rồi bấm nút thực hiện. Đây, toàn bộ khối 7 được xếp mà không học vào đây. Đóng lại. Ta chọn tiếp khối 8. Khối 8 là có 1 không học thôi. Tôi sẽ cho khối 8 về vào tiết 5, ngày thứ 5. Bấm thực hiện. Xong, được chưa? Đó. Sang khối 9, chọn khối 9. Khối 9 sẽ ra về, khối 9 có 2 tiết không học, ra về vào tiết 5, tiết 5, tiết 5, tiết 6. Bấm nút thực hiện. Xong, 9. Đó. Thế nhưng mà tôi vừa mới thao tác xong cái thao tác 4A là xếp tiết chào cờ và không học. Xong rồi chúng ta đóng lại. Tại vì chúng ta vừa xem nhé, chúng ta xem qua đã xếp đúng nhận vào, nhìn vào xem cái show on này. Đây. Toàn bộ nhà trường hôm sáng buổi sáng nhé này, chào cờ này. Vào thứ hai ngày, tiếp một ngày thứ hai nhé. Và toàn trường đây. Khối 7 là không học, sẽ tất cả trường sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ 3 đúng không nào? Và tiết 5 ngày thứ 4, nhìn rõ không nào? Khối 8 đây và sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 4. Khối 9 sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ 4, tiết 5 ngày thứ 5. Nhưng mà đây không học đấy nhá, các bạn chú ý nhá. Đây, không học đấy nhá. Rồi, không học. Được chưa? Như vậy ta vừa xếp xong cho cái 4A đúng không? 4A. Mọi người đã hiểu chưa nào? Ta kiểm tra được xác ở đây nhá. Ta sang cái 4B.
4B là gì? 4B là xếp tiết sinh hoạt. Đây. Sinh hoạt là thường mà nên là môn học đầu tiên trong danh sách, sinh hoạt là môn học nhé, không phải rất đặc biệt. Và phần mềm định nghĩa, phần mềm sẽ coi sinh hoạt là ai sẽ sinh hoạt là người đó là giáo viên chủ nhiệm. Sinh hoạt là cái môn đặc biệt là bởi vì sao? Sinh hoạt là cái môn là phải cố định, không được phép di chuyển, thay đổi sang chỗ khác. Xếp ở đâu là quyết định luôn ở đó nhé. Giáo viên dạy sinh hoạt là chức giáo viên chủ nhiệm. Và giáo viên sẽ là trên chúng ta sẽ xếp chức một sinh hoạt và khóa một sinh hoạt lại, không được phép di chuyển nữa. Còn một lệnh nữa lại là xếp chức giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Đây là lệnh sau, đây là lệnh mà phần mềm sẽ tự động kiểm tra xem giáo viên nào có là giáo viên chủ nhiệm và tự động xếp một tiết bất kỳ ở cạnh tiết sinh hoạt. Đó, lệnh này lệnh như vậy. Là gì? Lệnh này lệnh để phần mềm nó đưa ra để mà thời gian nó không quan trọng lắm, nhưng mà nó để có một chức năng là đề phòng giáo viên đến giáo viên chủ nhiệm đến nhà trường buổi sáng thứ hai đến chào cờ, sinh hoạt xong lại về luôn, không có tiết nào nữa thì phí quá. Nên là muốn giáo viên sinh hoạt xong dạy luôn một tiết nữa ở đấy, mình đi về thì nó đỡ phí cái buổi sáng hôm đó. Cho nên cái lệnh là như vậy. Nhân lại nhé, lệnh xếp tiết sinh hoạt là cái lệnh xếp tiết giáo viên chủ nhiệm mà xếp cứng, xếp trước và cố định lại. Thông thường là tiết ngay sau chào cờ là sinh hoạt. Còn giáo viên chủ nhiệm là cái tiết mà phần mềm tự động nhận biết ai là chủ nhiệm. Và phần mềm sẽ tự động xếp một tiết bất kỳ của giáo viên chủ nhiệm bên cạnh tiết sinh hoạt. Được chưa? Nhưng mà hai cái này là cũng được xếp trước. Rồi, chúng ta sẽ vào lệnh như sau, cũng đơn giản thôi. Chúng ta vào lệnh chính và vào cái lệnh là xếp trước môn học. Thế này. Thầy ơi. Sao? Hỏi đi. Xếp cái tiết sinh hoạt ấy, ví dụ ở cái trường học 2 buổi, chẳng hạn như trường em học 2 buổi cả sáng cả chiều, thì em muốn xếp cái tiết sinh hoạt đấy vào tiết 4 của buổi chiều ngày thứ 6, nhưng mà ở cái phần mềm TKB trước ấy, thì nó không cho phép, nó cứ bắt mình phải xếp vào tiết cuối của buổi sáng ngày cuối tuần, chứ nó không cho vào buổi chiều. Tức là như khi mà em của em là 2 buổi đúng không? Vâng ạ. Thì vì em muốn là cái tiết sinh hoạt nó sẽ vào cái tiết cuối của cái ngày buổi chiều thứ 6. Là khi mà vì là như này, là vì cái ở trường em nói em khi em phân vào là 2 buổi thì phần mềm đã tự động phân nó sang là tách ra một thành buổi sáng. Em mình chuyển sang buổi chiều sẽ được. Em mà chuyển sang buổi chiều đi, nó sẽ được. Nhá. Yeah. Em không chuyển được sang buổi chiều. Chuyển được. Nói rồi là chuyển được mà, thôi được, cái đó sau đi, cái đó thì sau đi nhá. Ta nói rồi là vâng. Chúng ta nên nhập công chuyên môn riêng, sáng chiều riêng. Được chưa? Là hợp lý nhất. Còn nếu mà các bạn mà cứ ngại nhập chung vào một chung một bảng thì các bạn sau này các bạn sẽ phải phân lại sang là đặc biệt là môn sinh hoạt. Muốn xếp chiều chúng ta phải phân vào buổi chiều. Nhá. Thời hôm nay là cho phép. À, tại vì em nhập vào cái thời khóa biểu của 2 buổi ấy. Ừ. À, em nhập cái phân công giảng dạy 2 buổi 2B ấy. Ừ. Thế là nó mặc định cho cái tiết sinh hoạt vào buổi sáng. Nó có một chức năng là phân bổ cái đó sang vào sáng chiều như thế nào, em không biết đấy. Vâng. Nó hơi phức tạp. Vâng. Thầy cho em theo hỏi thêm một tí chút ạ. Ừ. Chẳng hạn như bây giờ em không xếp của cả một khối, chẳng hạn như trong một lớp 6 thì mà em có một cái lớp đặc thù là cái lớp tiếng Anh của Lan Quốc Linh ạ. Ừ. Thì cái số tiết không học của cái lớp đấy nó khác. Thì em muốn cách riêng, chẳng hạn như cả trường thì sẽ có 3 tiết là không học trong một tuần, nhưng mà lớp đấy thì nó chỉ có một tiết thôi. Ừ. Vậy thì em có thể xếp riêng cho cái lớp đấy được không? Được, vô tư nhá. Dạ vâng. Vô tư. Dạ vâng, vâng. Bây giờ tôi nói xong, tôi xếp. Dạ, em sẽ hỏi thầy sau ạ. Dạ vâng. Và sau tôi quay lại, tôi nói với em cái này, chúng ta có thể là tinh chỉnh không học cho từng lớp một. Vâng. Toàn bộ khối 6 là về tiết nam, về tiết nam, toàn bộ khối 7 là về tiết nam và tiết ba, nhưng riêng lớp 7B là 4B và chỗ khác thì ta có thể chỉnh sửa thoải mái nhé. Rồi, thì bây giờ tôi mô tả này. Đầu tiên là cái lệnh xếp tiết sinh hoạt nhé. Ta bấm vào nút là xếp môn học ở đây và chọn môn sinh hoạt ở đây nhé. Thông thường sinh hoạt là môn đầu tiên của danh sách. Chọn sinh hoạt nhé. Và ta chọn cái vị trí chỗ mà ta muốn xếp. Vì là đây là ta chọn là cái em buổi sáng là tiết 2, ngày thứ 2 nhé. Bấm thực hiện. Đấy, nó sẽ vào hết toàn bộ.
toàn trường luôn, rồi là xong cái sinh hoạt. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn tiết tiết là chọn cái lệnh là tiết tiết giáo viên chủ nhiệm. Ta vào đây, ta vào đây. Đó, vào đây nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn hai tham số. Một là chọn cái môn học mà ứng với nó người ta coi là chủ nhiệm, chỉ là chọn một sinh hoạt ở đây. Và cái thứ hai là chọn số lượng tiết học tớ muốn xếp, thường là một tiết nhé. Thì phần mềm sẽ tự động tìm, phần mềm sẽ tự động xếp một tiết vào cạnh môn sinh hoạt ở trên này, bấm thể hiện luôn, tự động luôn, nó xếp luôn đây này. Đó, xong. Như vậy là đến bước này, đến bước này là ta đã làm xong được bốn cái lệnh. Thật ra là hai nhóm là 4A xếp chào cờ không học và 4B là xếp tiết sinh hoạt và chủ nhiệm. Thì sau cái bước này là đây, ta xem khung nhìn nhé. Thế này, nó đã xếp mà đây một số tiết nó còn thực chất không vào đây này, ta có thể tích chỉnh cho lên được thoải mái. Chúng ta có thể kéo thả ở trên này cho nó vào luôn này. Không vì sao lại lỗi là đó, tôi không rõ lắm, cần ta hiểu sau nhé, không quan trọng. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đây xem lại này. Nhưng mà đây là không học đây nhá, không học nhá, và sinh hoạt chặt toàn trường này, các môn chủ nhiệm là đây này, đó ở đây nhá. Rồi như vậy là xong cái phần là ta xếp mà. Nhưng mà tới đây là xong cái bước số 4, làm chuẩn rồi thì nó sẽ làm chuẩn rồi. Thì cái tiết sinh hoạt này thì nên làm là bắt buộc phải làm, có cái chủ nhiệm này có thể bỏ qua không cần, không sao cả, được chưa? Bây giờ tôi nói cho bạn biết cái lệnh để chúng ta có thể tinh chỉnh được không? Tinh chỉnh được, tinh chỉnh không học cái này. Thì như sau nhé, chúng ta có thể làm ở đây được, học có làm ở cái bên kia được. Giả sử nhé, giả sử riêng lớp 7D nhé, lớp 7D là tôi không muốn là riêng lớp 7D tôi muốn là không muốn cho sinh về ngày thứ tư này mà muốn cho sinh chuyển sang về ngày thứ năm, được không? Được chứ. Thì như sau này, thì ở trên cái ô thì có biểu ở tất cả các khung nhìn nhé, khung nhìn là ở tất cả các khung nhìn khác nhau, khung nhìn là show on này, khung nhìn là menu đều có chức năng là có thể xóa hoặc đặt khung học này. Tôi xóa này, tôi nhấy đúp vào đây, nhấy đúp và chọn lệnh là pick. Lệnh pick này là lệnh là xóa và đặt khung học. Xóa. Đấy, đặt vào đây này. Pick. Đấy, như vậy là tôi có thể xóa đặt bất kỳ chỗ nào khác nhé. Các bạn hiểu chưa? Như vậy lớp 7 đây đang là lớp 7D nhé. Lớp 7D là nó ở riêng một chỗ khác, tôi không muốn tôi pick xóa. Tôi muốn cho lớp 7D này vào năm là thứ 6 cơ. Đây này. Đúng vào đây nhé. Đó, pick. Còn nó chìm xuống phía dưới. Thôi ta sang vấn đề đây đi. Ta sang cái menu lúc nhìn dễ hơn nhé. Menu lúc này. Ta vào không nhìn vào menu lúc này. Ta nhìn rất là rõ này. Bởi 7 nhé. 7A này, 7B này, 7C này, 7D. Đây đây. Tôi có thể chuyển cái này sang bên này. Pick. Xóa. Sang bên này. Pick. Đặt vào. Được chưa? Chúng ta có thể tinh chỉnh thoải mái chỗ này nhé. Đó, thì các bạn chú ý là đây là những cái chỗ, đây cái lệnh này, chúng ta nhắc lại cái lệnh là pick xóa này. Ngoài ra này, có lệnh khác rất hay nữa này. Chúng ta có thể là chào cờ là có thể xếp cho toàn trường hoặc xóa toàn trường. Được chưa? Nhưng không xếp được cho từng từng lớp một. Nhưng được phép xóa cho từng lớp một. Ví dụ nhá, cái lớp 7A đây là cái là đây tôi vào tôi lấy ví dụ lớp 7A là lớp đặc biệt, năm nay lớp đặc biệt. Hoặc là cái lớp nữa ở điểm trường, nữa ở tiết xa tác ở một nơi, chúng ta không cần chào cờ. Thì chúng ta kích đúp vào đây, xin lỗi, chúng ta chọn chuột phải và chọn lệnh là xóa chào cờ. Thì riêng lớp 7A có thể xếp tiết chào cờ và xếp tiết bình thường vào vị trí chào cờ của 7A. Nhé. Xóa. Xóa đây không xếp vào đâu nhá. Muốn xếp là phải xếp toàn trường. Đây là cái lệnh này là lệnh dành riêng cho những lớp đặc biệt. Như là chúng ta có một lớp mà chuyên lớp chọn mà bây giờ là gần lúc đi thi quốc gia rồi, cho toàn lớp nó nghỉ chào cờ để nó học thì xóa đi chào cờ đi. Đây là lệnh riêng. Hoặc lớp là một lớp vùng miền núi, lớp một cái điểm trường xa xôi ở một cái đỉnh núi phía lắc xa lơ ở phía xa mà không cần chào cờ thì cho lớp đó học bình thường vào buổi sáng ngày hai, trong khi là toàn bộ trường chúng ta ở đây là vẫn học chào cờ bình thường. Thì chúng ta có lệnh xóa tiết chào cờ riêng cho từng lớp một nhá. Thì các bạn làm như sau, các bạn kích chuột phải cái ô chào cờ và chọn lệnh là xóa tiết chào cờ. Đó, thì đó là những lệnh riêng nhé. Nhớ lại lệnh pick này. Pick là đặt và hủy không học. Có rồi thì hủy. Thì pick lần thứ hai là cái đúp nhất, cái đúp vào ô thì đặt là lệnh pick. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này lại và đóng không nhìn lại mà chúng ta sẽ vào sang cái lệnh tiếp theo.
lệnh chính mà tôi muốn nói hôm nay là cái lệnh là sẽ 100% mình có biểu. Đây, khi chúng ta đã làm bước 3 là bước nhập công chuyên môn là chuẩn rồi nhé. Bước 4 thì thầy cho em hỏi chút ạ. Vâng, thầy cho em hỏi là sao em xếp cái tiết sinh hoạt và cứ máy cứ báo là không không còn xếp nào, lớp nào được xếp mà làm sao? Nó xếp rồi, nó không xếp nữa. Không, nhưng mà tức là như thầy vừa xếp xong nó phải là nói là ví dụ các lớp này lớp kia nó được xếp, nhưng đây cứ nói là không có lớp nào được xếp. Nó xếp rồi, ai đó xếp rồi thì không xếp lại được nữa. Chưa, ví dụ em xem mà không nhìn cũng không nhìn thấy ạ. Không nhìn thấy như là có tiết chào cờ rồi. Tức là xem không nhìn là không nhìn thấy cái tiết sinh hoạt đã được xếp. Thế chứ còn em chưa phân công chuyên môn thôi, chưa phân công giảng dạy. Có phân công chuyên môn rồi mà. Hello, thầy. Hoặc là chưa phân công chuyên môn, hoặc là không xếp rồi. Vâng, thưa giáo em xem lại. Giờ hai cái lỗi thôi, nào. Ai hỏi gì nữa không nào? Để sang lệnh số 5. Thầy ơi. Ôi. Alo, thầy. Mình nghe rõ. Dạ, em trả lời cái chỗ cái anh hồi nãy á, là do anh chưa chọn cái chỗ mà chọn khối lớp là toàn trường anh là sẽ được. Anh phải chọn theo xuống phạm vi lớp thực hiện á, là anh chọn vô chỗ chọn khối lớp rồi sau đó là anh chọn toàn trường thì lúc đó anh mới chọn chào cờ hoặc sinh hoạt được. Ừ. Đó, chỗ đó đó, đúng rồi đó, đúng chỗ đó đó thầy. Nếu như anh chọn ở phía trên tiết sinh hoạt và anh không chọn ở phía dưới chỗ chọn khối lớp là hắn sẽ không ra. Ừ. Em mới vừa thử á. Ok rồi. Cảm ơn thầy. Bây giờ ta sang cái lệnh số 5 nhá. Thầy ơi, cho em hỏi ạ. Ừ. Thầy giải thích về cái xếp cái môn thực hành ạ. Ở chỗ đấy ạ. Môn thực hành thế là sau đi. Sau đấy nhá. Thầy giải thích sau đi. Thật ra mình cũng lắm thì không làm, mình thật ra cũng quên xử. Thầy giải thích hỏi, mình sẽ mình đi hiểu sẵn cái này. Môn thực hành. Sinh hóa này, hoặc là công nghệ đấy, nó học ở một cái khu riêng. Em muốn là để học không học sinh có phải di chuyển đi lại lại thế ạ? Không, cái này tôi bị hỏi xong. Hình như cái này là xếp môn vào xếp môn vào phòng học. Cái này quá lâu rồi tôi quên mất rồi. Tôi sẽ hiểu sau nhé. Trả lời xong câu câu hỏi này nhé. Cái này là hình như là xếp cho những môn chỉ có môn thực hành thôi, là môn lý, môn hóa, môn sinh gì đó nhé. Mà tôi lắm nhỉ, không động vào. Tôi phải bộ nhớ của tôi đã bị lắc kín đầy này. Nhưng tôi về quá lâu rồi. Nhé. Thì em hỏi lại thầy sau ạ. Từ hỏi sau đi, hỏi sau mình về mình xong lại mình sẽ bạn nhắc với mình nhé. Bạn cứ mail, bạn cứ nhắn tin ở trên cái nhóm Facebook ấy. Tôi sẽ nhớ lại vì lâu rồi không nhớ. Rồi bây giờ ta quay sang lệnh cuối cùng mà cái lệnh rất quan trọng nhất của hôm nay, lệnh là xếp 100%. Khi mà chúng ta đã hoàn thành bước 3 nhập xong phân công chuyên môn chuẩn cho toàn trường, nhập sáng riêng, chiều riêng. Lệnh này cũng xếp cho từng sáng riêng, chiều riêng. Và chúng ta làm xong cái số 4 là nhập chào cờ, nhập không học để tạo khuôn cho lớp, nhập tiết sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm rồi. Thì chúng ta sẽ vào cái lệnh 5 này là bấm một nút thôi là xếp xong. Nếu phần trên mà chúng ta nhập chuẩn ý, lệnh này nhập bấm một nút là xong. Còn lệnh trên mà nhập không chuẩn ý, thì vào đây nó sẽ báo lỗi ngay. Yeah, rồi. Thế bây giờ trước khi mà ta lệnh thì chúng ta chú ý là tôi sẽ mô tả các bạn. Lệnh này nó có tên khác là lệnh, nên là lệnh SF, là lệnh Start và Finish. Ý là gì? Ý là chúng ta chỉ bấm nút Start, bắt đầu đây. Bấm nút bắt đầu và đợi kết thúc, bấm kết thúc là xong. Bấm hai nút là xong. Bấm nút bắt đầu, đợi kết thúc là xong. Và để cho các bạn hiểu thêm, tôi sẽ nói cho các bạn thêm về cái thuật toán của nó để chúng ta hình dung là cái gì nhé, để các bạn hiểu vì sao lại không nên nhập quá nhiều ràng buộc giáo viên như thế này. Đây, lệnh này nó bước 1 nó trải qua là 5 bước như sau. Bước 1 là nó sẽ kiểm tra điều kiện thực hiện của điều kiện vật lý, điều kiện ràng buộc cứng của phần mềm. Nó sẽ kiểm tra xem là các bạn điều kiện các bạn đã chuẩn chưa, có mâu thuẫn gì không. Máy kiểm tra, đây là cái lệnh rất quan trọng của phần mềm nhé. Nhưng mà lỗi máy báo ngay là không thể xếp trong năm được vì cái lỗi này mà chúng ta sẽ phải xỉ. Lỗi ví dụ ta xếp quá nhiều tiết, một giáo viên xếp quá nhiều tiết vân vân. Thông thường cái lỗi là do là chúng ta xếp quá nhiều tiết thôi, phân công quá nhiều tiết hay là bị mâu thuẫn gì đó thì nó báo lỗi. Vậy bước 1 là bước kiểm tra điều kiện thực hiện là như vậy. Nếu mà bước 1 mà xong qua thì ok, coi như sẽ được 100%. Còn bước 1 mà lỗi thì nó báo lỗi ngay và dừng lại, chúng ta sẽ phải sửa lại các cái bước 3 và bước 4 nhé.
khi mà xếp tự động máy sẽ trải qua là 4 bước như sau. Bước 1, đây, xếp đại trà. Phần mềm sẽ xếp tự động đại trà khoảng từ 70, 95, thậm chí 99% toàn bộ thứ của nhà trường. Và ở bước đại trà này, phần mềm sẽ thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của môn học, yêu cầu của giáo viên. Đó. Cho chúng ta mà nhập ít ràng buộc của môn học, ít ràng buộc của giáo viên, thì bước 2 này nó càng được nhiều hơn. Được rồi, nếu bước 2 mà xong, thì ok, xong quá. Nhưng nếu bước 2 mà không xong, thì máy sẽ chuyển qua là bước 3. Bước 3 là phần mềm xếp tự động phần còn lại và bỏ qua ràng buộc giáo viên. Như vậy là ràng buộc giáo viên là cái phần mềm sẽ bỏ qua trước, trừ ràng buộc là họp và trừ ràng buộc là một buổi dạy một địa điểm. Nhưng còn địa điểm thì nó là buộc cứng thì máy không bỏ qua, còn lại là bỏ qua hết tất cả các ràng buộc xin phép nghỉ này là ràng bỏ qua này, ràng buộc xin phép dạy từ tiết 2 đến tiết 3 này là bỏ qua hết nhé. Đó, thì như vậy là nếu chúng ta mà nhập quá nhiều cái ràng buộc giáo viên thì bước 2 này nó dạy xếp rất ít, và sang bước 3 nó sẽ xóa hết tất cả các ràng buộc đi, và các bạn thấy là phần giáo viên sẽ kêu oai oái là vì lỗi vì cho cái thao gỡ ràng buộc. Nếu bước 3 này mà hoàn thành xong 100% thì thôi, tốt quá. Còn bước 3 mà không hoàn thành nữa do chúng ta nhập quá nhiều ràng buộc môn học của giáo viên thì máy sẽ sang bước thứ 4, gọi là bước kết thúc xếp. Phần mềm xếp nốt phần còn lại của thầy có biểu và bỏ qua tất cả các ràng buộc, cả ràng buộc giáo viên lẫn ràng buộc môn học. Như vậy với bước 4 này là phần mềm thậm chí còn phá vỡ cả ràng buộc môn học nữa. Vẫn có thể xếp là văn chẳng hạn như vậy, hay là lý văn lý là do chúng ta đã ở với những cái thay đổi đó là do gì, là do chúng ta đã đặt quá nhiều ràng buộc môn học ở phía trên, đặt quá nhiều ràng buộc giáo viên ở phía trên, cho nên là đến hết bước 3 này mà vẫn chưa xong, phần mềm sẽ phải bỏ qua tất cả các ràng buộc, do đó sẽ xếp và đó là bị xấu. Mà lúc đến bước 4 này là chỉ có một vài tiết thôi bị xấu, mà sẽ xấu kinh khủng ở cái bước số 4 này nhé, các bạn chú ý. Các bạn biết thời biết rồi là khi chúng ta xếp toàn trường là 99% rồi, còn một ô chỉ xếp vào thôi, nhưng một ô đó là khó kinh khủng, một ô như vậy thôi không thể xếp được vào vì tất cả đang vướng vít nhau, mà muốn xếp vào phải phá tung hết tất cả đi, phá tung mà làm cho những người xung quanh lại bị xấu xí đi, thì bước 4 này chính là cái bước đó làm tự động thôi nhé. Và sang bước 5 thì phần mềm sẽ tối ưu hóa một chút lại thôi, nhưng không thể là không tối ưu được nhiều đâu, từ thì tối ưu lại một chút thôi và kết thúc và lần 100% nhé. Vậy tôi bây giờ tôi mô tả cái lệnh này, các bạn phải hiểu cái này, chúng ta hiểu được cái bọn tôi cũng mở hết ra nhé. Và bây giờ chúng ta vào lệnh đây, cái lệnh xếp 100% là vào, chúng ta vào lệnh chính là lệnh này, đây lệnh này 100%. Chúng ta sẽ làm xếp tự 100% cho sáng riêng và chiều riêng nhé, chúng ta làm riêng. Thì chú ý này, trong lệnh xếp 100% chúng ta có ba cái lựa chọn. Lựa chọn một là kiểm tra và hóa tiết sinh hoạt. Đó. Thì nếu chúng ta mà lệnh này thì chúng ta chọn môn sinh hoạt đây. Thì phần mềm sẽ kiểm tra, nếu sinh hoạt chưa xếp thì coi như là không được, bắt buộc phải xếp. Chúng ta thì khi xếp rồi thì phần mềm sẽ khóa lại. Tức là môn sinh hoạt là cứng, chúng ta không thay đổi được nữa, không thể di chuyển được sinh hoạt nhé. Còn bước cái lựa chọn thứ hai là giữ nguyên và khóa trạng thái hiện thời đang có. Cái này là mẹo đấy nhá, cái này là nó thêm này. Cái này là để cho những ai mà ví dụ tôi xếp trước thì tôi xếp cho tôi trước, tôi khóa tôi lại, thì ở đây cái này là toàn trường cứ xếp vào vô tư đi, có thể thay đổi xấu xí nhưng mà riêng tôi là không thay đổi, riêng tôi là cứng, riêng tôi là luôn là đẹp. Đây là lệnh này, đây là tôi yêu thôi, ta để vào đây đấy nhé. Và chúng ta bấm nút bắt đầu, thì cái thời gian chạy của nó là tùy thuộc vào cái sự tùy thuộc vào chúng ta đặt quá nhiều không ràng buộc, ít ràng buộc thì xếp nhanh, giảm buộc là sẽ chậm. Chúng ta thử kiểm tra nhé, bấm đây. Thì bấm đây nó chạy và đây nó chạy cái dòng đây. Thì khi kết thúc là hiện ra ở đây như là coi như là xếp xong. Lỗi này. Đây là cái lỗi này vẫn là cái lỗi mềm thôi. Nó báo nó warning, nó báo là quá là nhiều lỗi đấy, nhưng vẫn xếp. Thời gian nó xếp rất nhanh. Xếp xong rồi đấy, kết thúc nhé. Cái chỗ này là bị lỗi, chỗ này là do tôi kiểm tra lại, cái này là do phần mềm bị lỗi, thế là vẫn 100% thôi nhé. Chỗ này là bị lỗi, kết thúc nhá, xong. Và như vậy chúng ta đã xếp xong buổi sáng, chúng ta kiểm tra này, chúng ta vào đây chúng ta kiểm tra đấy, để xếp 100% này nhé. Ở đây là ràng buộc, đây là số lượng tiết đã được xếp, còn đây là ràng buộc môn học, đây là ràng buộc giáo viên
rằng một môn học thỏa mãn 84.71%, rằng một giáo viên thỏa mãn 94.44%. Đó, cho anh mình. Đây, chúng ta có thể xem thì có biểu của toàn trường theo lớp. Bấm thoát ra, bấm một khung nhìn, kiểm tra xem toàn bộ thứ biểu của toàn trường theo từng giáo viên một. Đây, từng giáo viên một. Hoặc ta có thể xem, hạn chế lại xem từng nhóm giáo viên một. Nhóm văn chẳng hạn, văn đây từ nhóm một, hoặc là đóng lại chúng ta xem thì có biểu theo từng cặp môn vào lớp. Đây, đây là mình mà hay dùng nhất nhé. Và như vậy tới đây là ta kết thúc bước số 5, là bước đã xếp xong. Tới đây chúng ta có thể là yên tâm, có thể in thứ biểu ra và phát cho nhà trường. Thứ biểu này, thứ biểu đã có trên màn hình, là thứ biểu là yên tâm là không nhiều trùng giờ trùng tiết, đã xếp xong. Mặc dù có nhiều giáo viên là bị xấu nhé. Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì đến bước 5 là coi như là xong. Thì chúng ta sang bước 6 là cái bước mà quan sát tinh chỉnh dữ liệu bằng các thuật toán tối ưu khác nhau. Thì bước 6 là cái bước mà làm dài hơn, chúng ta phải học rất là nhiều. Bước 6 là bước mà hiện nay phần mềm có khoảng hơn 100 lệnh khác nhau nhé. Đây là bước 6 mà chúng ta mà mong muốn là chúng ta sẽ biến cái tư duy thầy khóa biểu bằng dùng phần mềm để biến cái tư duy máy tính thành tư duy của mình, và chúng ta sẽ không tinh chỉnh bằng tay nữa, tinh chỉnh trên phần mềm, được chưa? Đấy, rất nhiều trường hôm nay chưa tạo phần mềm, cho nên là xếp xong rồi số quá thì in ra giấy, ta tinh chỉnh bằng tay trên giấy là sai. Chúng ta phải tinh chỉnh trên ngay trên thầy khóa biểu, và có rất nhiều lệnh khác nhau và chúng ta phải làm quen thôi nhé, được chưa? Nhưng mà đối với giáo viên mới bắt đầu thì chúng ta cứ in ra đã, kệ, in ra. Và rất nhiều trường là như này, in ra và cho giáo viên dùng trong một tuần lễ ta trong cái đó chúng ta sẽ tinh chỉnh ra, tinh chỉnh sao cứ in ra để dùng đã, không thì hiệu trưởng bắt là sáng thứ hai mình có thể có biểu rồi in ra vào đêm chủ nhật mà để cho học sinh chuẩn bị chứ nếu mà chúng ta mà không có thể có biểu thì nó sẽ vỡ trận mất ngày sáng ngày thứ hai. Thì lệnh này là yên tâm, ta in đã in xong nộp thấy biểu là chuẩn rồi, không bị trùng giờ trùng tiết. Rồi sang bước 6 nhá. Bước 6 là bước chúng ta sẽ hoàn toàn làm việc trên các khung nhìn. Đây, khung nhìn đây. Chúng ta làm việc trên main loop, trên show on, trên brow teacher, trên brow on room, trên high bay view vân vân. Rất nhiều các room khác nhau. Nhưng mà cái chính nhất là theo tôi khuyên là cái main loop này. Main loop là cái giao diện mà có rất nhiều lệnh như thế này. Lệnh nhất chúng ta quan sát lệnh như này nhé. Và chúng ta sẽ quan sát cùng lúc trên một lớp và một giáo viên. Cái ô ta bấm vào đây, bấm một ô thì dưới này chính là giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên Nga đây, ngoại ngữ. Dưới bên đây là giáo viên đây nhé, ta bấm vào 8E, trên này chính là 8E. Như vậy giữa hai thì có biểu trên dưới nó có quan hệ với nhau thông qua cái ô này nó gọi là ô hiện thời hay là ô active hiện thời, được chưa? Đấy, ô active đây thì chuyển ngay, thấy không nào? Thì chúng ta quan sát trên hai lớp này mà chúng ta sẽ có thể tinh chỉnh, có thể xóa xếp thêm, tinh chỉnh sang cái chỗ khác. Đây là cái màn hình, là thông tin màn hình này là cái khung thông tin thì có biểu lớp, nó có những cái nút lệnh để có thể là sửa thông tin đây trên này, có thể là xóa, có thể là xếp, có thể là sửa, có thể là tô màu, kiểm tra vân vân. Kiểm tra chẳng hạn, kiểm tra xem có lỗi không, lỗi logic hay không này, đó, xem thông tin lớp này, ví dụ như vậy, rất nhiều thứ nhé. Còn đây là cái khung thông tin của giáo viên, chúng ta có thể quan sát, có thể có nhìn vân vân, đánh giá giáo viên, để ô đánh giá đấy này, đấy, đánh giá ở đây nhé. Quan sát và đánh giá. Cái ô màu đỏ là cái ô xấu này, đó. Trên này là đây là các cái tiêu chí đánh giá này. Cái này là các bạn phải tìm rất sâu, các bạn mới tìm, các bạn bỏ qua đi, không quan trọng. Được chưa? Đấy, thì ở trên này vì tôi không thể nào mô tả hết được các cái chức năng, tôi chỉ mô tả vài chức năng nhé. Ví dụ tôi sẽ mô tả lại, đầu tiên là lệnh chúng ta có thể khóa từng cái ô lại một, khóa từng cái nút việc lệnh hai cái này tôi hay quá rồi, tôi không muốn thay đổi hai cái tiết này nữa. Tôi sẽ khóa lại, bấm chuột phải và dùng lệnh khóa, dùng lệnh phải, lệnh khóa, được chưa? Đó, khóa nhé. Thì khi khóa lại thì nó sẽ biến thành màu vàng. Cái ô mà khóa này màu vàng, còn đây nó nhìn không mờ, đây là ô màu trắng. Cái chữ màu trắng là chưa khóa, còn là ô vàng là khóa. Khóa rồi thì sao? Khóa rồi không thay đổi, không xóa được. À, để ta muốn xóa không xóa được, ta khóa này, xóa này. Máy báo là bị khóa rồi, không bị không xóa được nữa, không thể xóa được và không thể di chuyển được nữa. Cứng nhá. Đó. Ta muốn hủy khóa, ta bấm chuột phải chọn nút là bấm lên ta hủy khóa. Hoặc
chúng ta có thể là hủy khóa cho toàn bộ. Lớp đó. Đây. Lệnh hủy khóa đây. Lệnh khóa toàn bộ một lớp, khóa toàn bộ một lệnh hủy khóa toàn bộ trường có biểu. Để bên này ở trên này là lớp hiện thời, bấm đây là khóa toàn bộ lớp ấy lại đây. Hủy khóa toàn bộ một lớp. Bấm này. Khóa toàn bộ một giáo viên và hủy khóa toàn bộ một giáo viên, được chưa? Đó. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả thật ra đối với cái lệnh mà các bạn hay dùng nhất ở trên cái này là chúng ta tinh chỉnh, chúng ta kéo thả một tiết sang một chỗ khác để cho chúng ta tinh chỉnh cái thứ biểu cho đẹp hơn. Thông thường làm trên thứ biểu của giáo viên nhé. Để chúng ta quan sát giáo viên này. Giáo viên nào bị xấu ấy, thì chúng ta sẽ quan sát. Giáo viên nào nó yêu cầu ấy. Ví dụ đây nhé, giáo viên Nguyễn Thanh Hà này cũng là ít thôi, nhưng cô ta muốn nghỉ ngày, chúng ta cô ta bảo là bìa ngày thứ sáu có một tiết, thứ bảy một tiết này thì xấu quá, em muốn là chuyển dồn lại thành một, thì chúng ta có thể dồn lớp 7C sang bên này hoặc 8B sang bên này, chúng ta có thể làm như vậy nhé. Thì ta quan sát này, 7C là lịch sử đây, 7C đây nhé, thì cái chỗ này là môn văn, à chỗ này là môn sinh vật, có thể kéo thả lịch sử sang môn sinh vật được không? Ta kéo thả, hoặc là đây là môn 8, đây là môn gì, là môn 8 đây là môn văn, chúng ta sẽ kéo thả sang bên này là môn lịch sử, tùy chúng ta nhé. Đấy thì ta thử nhé. Bây giờ tôi mô tả cái lệnh mà hay dùng nhất ở trên thẻ biểu chính là lệnh mà kéo thả tiết để di chuyển tiết trên thẻ có biểu của giáo viên. Thì các bạn chú ý khi kéo thả, các bạn chú ý trước khi kéo thả chúng ta chú ý ở trên này đây, phần mềm mà ở đây chúng ta lựa chọn các thuật toán để mà kéo thả. Đây kéo thả một tiết thì nó có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thuật toán khác nhau nhé. Thì ở đây có rất nhiều, thì tôi để ra đây thì chúng ta khi chúng ta dùng thuật toán bất kỳ, đây chẳng hạn phần mềm sẽ ưu tiên chọn thuật toán này để ta để di chuyển, nếu mà không được phần mềm sẽ chuyển sang thuật toán khác để di chuyển trên khi nào xong thì thôi nhé. Họ có thể thậm chí không được luôn vì nó vướng quá nhiều, không được nữa thì thôi bỏ nhé. Thì tôi nói này các bạn chú ý tôi đây rất nhiều, nhưng mà tôi đây thông thường kinh nghiệm như này nhé, trong phần này thì tôi khuyên các bạn nên dùng 3 cái thôi, dùng 3 cái là hay nhất thôi, còn cái khác thì có mà để phòng thôi. Hay nhất là thuật toán là gì? Hay nhất là thuật toán này là tối ưu OPCHDPR là hay dùng nhất. Thứ hai là cái gì? Tối ưu OPDPR FPR, cái này các bạn tự hiểu sau nhưng không còn quan trọng. Như vậy là cái này là hay dùng nhất, cái này là cái thứ hai. Cái hay dùng thứ ba là vị trí động DPR ở đây. Xin lỗi, vị trí cố định, cái này không được, vị trí cố định nhé. Như vậy vị trí cố định là một này, tinh chỉnh vị trí cố định FPR, tinh chỉnh tối ưu DPR FPR và tinh chỉnh tối ưu CHDPR đều là các ba cái này đều hay dùng. Thường tối ưu là cái gì? Tối ưu là như này, tối ưu là phần mềm đưa ra một cái tiêu chí thế nào gọi là xấu, một cái di chuyển thế nào là xấu và không xấu thì là tốt. Thì một cái tinh chỉnh, một cái di chuyển gọi là xấu nếu nó làm hỏng đi một, làm xấu đi các cái tiêu chí, ví dụ như tiêu chí là số tiết trống tăng lên thì gọi là xấu, số ngày nghỉ tăng lên gọi là xấu, số tiết chuẩn tăng lên, số buổi nghỉ tăng lên, số tiết trống tăng lên thì là xấu, số ngày nghỉ giảm đi thì là xấu, số buổi nghỉ giảm đi thì là xấu. Thì phần mềm mà đưa ra một cái lệnh, một thuật toán như sau này. Tinh chỉnh tối ưu là tinh chỉnh mà tất cả các giáo viên trung gian tham gia vào quá trình tinh chỉnh này không bị xấu đi theo các tiêu chí này. Những các giáo viên trung gian khác chỉ có thể là ngang hoặc là tốt lên, không bị xấu đi thì nó gọi là tinh chỉnh tối ưu nhé. Nhưng vấn đề là cái tiêu chuẩn đó có được làm hay không thì là khác. Mặc định phần mềm là không đặt bất cứ một cái tiêu chí nào, cho nên là cái tối ưu, cái chữ tối ưu này nó không có ý nghĩa khi chúng ta đặt cơ. Thế nào là tối ưu thì lúc giờ mới phần mềm mới đưa ra, thì cái lệnh đặt tối ưu là nó ở trong cái lệnh các lựa chọn tôi nói xong rồi. Giả sử chúng ta kia chế độ tối ưu là cái này nhé. Rồi như vậy là chọn thuật toán rồi, cái làm như sau này, chúng ta bấm giữ chuột sau đó kéo thả. Khi giữ chuột phần mềm sẽ hiển thị các nút màu xanh, ô màu xanh là cái ô mà phần mềm khuyên nên chuyển sang, ô lại vẫn chuyển được nhưng mà không nên. Đây là phần mềm cũng có phần mềm đã có tính toán tối ưu đấy, tối ưu và có tính toán là gọi là lựa chọn tối ưu đấy.
là một chút là AI đấy nhé. Biết tôi kéo dài, nó kéo dài sang đây này, kéo sang đây này, tôi thả tay ra này. Đấy, phần mềm báo là không thực hiện được. Thì ta có đồng ý, ta có thể dừng hoặc ta dùng thuật toán khác. Dừng lại, tôi dùng thuật toán này nhé, dùng thuật toán này. Bấm giữ tay này, kéo thả này. Được, như vậy là sẵn được nhé. Thì khi mà được ấy, phần mềm không hiện ngay, mà phần mềm ra một cái màn hình để chúng ta có thể quan sát và quyết định trước khi chúng ta thực hiện lệnh. Bao giờ cũng là phía trên màn hình, phía trên là thầy có biểu lớp và giáo viên trước khi thực hiện lệnh, và phía dưới là sau khi thực hiện lệnh, và phần mềm luôn hiển thị các mũi tên để chỉ là nó có cái gì nó di chuyển nhé. Đây, với lớp đây nó có hai nút, là đây nó có hai nút này nhé. Với đây là giáo viên này, giáo viên đây, giáo viên Thu Hà đây nhé, giáo viên Thu Hà đây, Thanh Hà nhé, Thanh Hà đây, thì là Thanh Hà đây. À không phải, tôi xin nhầm, xin lỗi. Ở trên đây là lớp, đây là trước, đây là sau, bên trái là trước và sau khi thực hiện. Trước đây, trước khi thực hiện là đây là, đây là sửa, đây là sinh vật đúng không? Đúng không? Thì sau khi sửa đây sẽ làm mà đâu rồi? Lớp nhìn rõ nhỉ? Đây sẽ là sửa, đây sẽ là sinh. Để sửa đây là sinh, đúng không? Còn đây giáo viên Hà đây. Trước khi thực hiện lệnh thì giáo viên Hà là thứ bảy đây. Thứ bảy là vào thứ sáu đây. Sau khi thực hiện đây thì là thứ bảy được nghỉ hoàn toàn đây, và thứ sáu sẽ có thêm một tiết, thứ bảy C sẽ chuyển đây. Nhưng giáo viên Hà đây là tốt lên này, đúng không nào? Giáo viên Quỳnh đây. Trước là cái bảy C ở đây, thứ bảy C vào đây. Vậy giáo viên Quỳnh sẽ là gì? Sẽ bị thêm một tiết rỗng vào đây, đúng không nào? Của ngày thứ sáu, nhưng mà cũng không sao cả, vì ngày thứ sáu đây giáo viên này dạy 5 tiết liền cũng như nhau cả. Đằng nào cũng thế cả, nhưng mà giáo viên này là bị lỗi một chút, không sao, bấm nút đồng ý đi, kết thúc. Xong, vậy là giáo viên Hà tốt lên, chuyển sang đây. Bạn đã hiểu chưa nào? Hiểu chưa là cái lệnh tinh chỉnh chưa? Lấy gì là hay dùng nhất, chúng ta quan sát và cho tinh chỉnh. Thật từ giáo viên một, đây. Ông giáo viên Tùng kêu nhá, đây Tùng kêu. Đây, tôi có thể chuyển này xuống dưới này, bấm và chuyển nhé, kéo tả xuống này. Vậy hôm nay sẽ nhiều ông hơn, nhưng một ông, hai ông, ba ông, bốn ông này, bốn giáo viên bị ảnh hưởng nhé. Ta xem xét này, đồng ý đi. Kết thúc. Xong. Được chưa? Như vậy khi chúng ta đã làm xong rồi, thì chúng ta sẽ tỉnh xong rồi. Thì chúng ta có thể ghi lại cho mình nhé. Chúng ta ghi lại cho nó yên tâm, ghi lại này. Lệnh ghi lại nhé. Cho nên khỏi mất dữ liệu. Và cần chúng ta có thể lưu ra cái phương án để chúng ta yên tâm, chúng ta dùng lệnh vào công cụ mà chúng ta lưu ra cái phương án, lưu ra phương án 1, lưu ra phương án 1, lưu lại, cất đi nhé. Rồi, như vậy là xong cái bước số 6 này, tôi đang nhanh, không sâu bước số 6. Rồi chúng ta sang bước số 7. Bước số 7 là gì? Bước số 7 là in ấn báo cáo, xuất bản dữ liệu, rất cụ thể, cũng rất phức tạp, tôi chỉ nói một lệnh thôi. Là chúng ta hiểu sau là cái lệnh xuất ra hệ thống và xuất ra Excel là, theo tôi, lệnh này lệnh hay nhất, vì nó xuất ra cùng lúc tất cả các cái bảng biểu có thể của từng cái biểu. Sau đó chúng ta sẽ ở đó, chúng ta sẽ tha hồ, chúng ta sẽ gửi thông tin, là chúng ta sẽ làm in ấn ra với bất kỳ mà chúng ta mong muốn. Tôi bảo lệnh này nhé, chúng ta bấm lệnh này và chúng ta sẽ ghi ra đây. Để nó có rất nhiều thông tin cho có thể ghi ra, như cả các phương án nữa, đấy, cả báo cáo tải dạy nữa nếu có. Kết thúc, phần mềm sẽ ghi ra Excel và ghi xong thì sẽ tự động hiển thị để chúng ta xem. Đấy, để chúng ta xem cái bản đó. Đây này, bản này bản rất là phức tạp và nó rất nhiều thứ nhá. Đây chúng ta đây nhé. Đây là phần ông sách các thông tin chính này. Thì cái biểu lớp buổi sáng, đây toàn trường theo buổi sáng đây, toàn trường theo buổi chiều, nhá. Các lớp đây là các lớp cả sáng cả chiều đúng không? Giáo viên buổi sáng, giáo viên buổi chiều, thứ biểu phòng nếu có, phòng sáng, thứ biểu giáo viên cả sáng cả chiều đó, sáng cả chiều, rồi thầy khóa biểu của từng lớp một, thứ biểu của, rồi thầy khóa biểu các loại đúng không? Có thể biểu của từng giáo viên đây, từng giáo viên một đây, sáng chiều đây, đây.
về phương giảng dạy đây, bảng môn chuyên môn của toàn trường nó rất nhiều mẫu, mẫu 1 này, mẫu 2 rất nhiều mẫu khác nhau nhá. Chúng ta có thể đây ta xem rất nhiều mẫu khác nhau, mẫu 2, mẫu có 3 4 mẫu liền cơ. Chúng ta có thể xem ở đây nhá. Mẫu 3, mẫu 4 này, mẫu 3 này, mẫu 4 này, vân vân. Thì có biểu lớp mà sáng này, đây là thực biểu mà đây là phương án 1, đúng không? Phương án 1. Thì có biểu 1, phương án 1. Đấy. Cực kỳ nhiều, từ phương án 1 cũng y hệt như vậy nhé, từ phương án 1. Đó, thì đây là cái lệnh mà theo tôi là chúng ta nên dùng, mà sau chúng ta sẽ chỉnh sửa trên Excel và sẽ in ra nhé. Còn nếu các bạn nào muốn in riêng rẽ thì chúng ta có thể vào những lệnh như lệnh là lệnh đây, lệnh đây, lệnh in TKB theo lớp. Đây, chúng ta có thể chọn in toàn trường. Sau đó là tùy chọn in ra từ ô 1 in ra cái gì ở đây nhé. Và chúng ta chọn cái pay setup ở đây. Chọn ở đây chúng ta có một cái lệnh là nếu mà chọn số bảng TKB trên một trang sẽ để là 0, in ra toàn bộ luôn. Nằm ngang đây, chọn ký hiệu đây và ta chọn tất cả các lớp buổi sáng đây, in toàn trường, nút in nó sẽ in ra. Đấy, in ra như thế này. Đó. Bây giờ bấm nút in ra giấy thôi, in thẳng thôi. Nhưng mà cái này là nó không được đẹp lắm như là chúng ta mong muốn, thì chúng ta muốn thay đổi chúng ta không sửa được, chúng ta chỉ in ra thôi. Còn muốn sửa chúng ta phải vào cái lệnh Excel in ra, được chưa? Đấy. Như vậy tôi vừa mới nói trình bày xong toàn bộ cái phần chính của hôm nay. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa về cái tính năng này. Cái tính này là tính năng mới nhưng mà hiện nay nó gây ra một số cái hơi phiền toái là phần mềm của chúng tôi, là cái bản mới này là của chúng tôi, là nó đã hỗ trợ cho cả chủ nhật nữa. Nhưng mà mặc định phần mềm sẽ không hiển thị chủ nhật trên màn hình. Nhưng mà do một số những cái lỗi mà không hiểu là do khi một convert từ cái cũ lên hay do như nào đó mà tự nhiên các bạn xếp 100% ấy, nó sẽ xếp một số tiết vào chủ nhật mà chúng ta không nhìn thấy. Thì bây giờ làm thế nào để nhìn thấy cả chủ nhật thì là như thế này. Đây. Bình thường nhất chúng ta chỉ nhìn thấy là ngày thứ bảy thôi. Đây, thứ bảy là hết này. Mà trong máy tính nó vẫn lưu cả chủ nhật nữa thì làm nào nhìn chủ nhật, chúng ta làm như sau nhé. Thì phần mềm nó có một cái lệnh ở trong này, chúng ta vào lệnh chính, chúng ta vào các lựa chọn, các tùy chọn ở đây. Sau đó chúng ta ở đây nó có, chúng ta vào khung nhìn. Đây là rất nhiều tab nhé, rất nhiều tab phức tạp. Trong đó nó có những tab để chúng ta là nhập đánh giá buổi học của giáo viên như thế nào, nhập đánh giá cái tối ưu tinh chỉnh sẽ làm sao, thì ta cái này làm ta làm sao nhé. Cái này thì hiểu thêm rất phức tạp, bỏ qua. Chúng ta vào thẳng cái phần khung nhìn. Đây, thì phần mềm sẽ cho chọn hai lựa chọn là 6 và 7, mặc định là 6. Chúng ta muốn nhìn cả thứ bảy, chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta bấm nút kết thúc. Đó. Thì bây giờ chúng ta có thể quan sát được rồi. Chúng ta vào khung nhìn và chúng ta xem toàn trường. Ở đây. Đây. Thì mặc định phần mềm khi mà khởi tạo ra hoặc khi convert từ cái bản cũ lên thì phần mềm tự động đặt tất cả chủ nhật là không học đây này. Đấy, cho nên không xếp vào đây. Nhưng mà chẳng may ai mà xóa nó cái này đi mất ấy, thì phần mềm sẽ xếp vào chủ nhật. Thế như vậy nó bị lỗ chỗ là vì như thế chúng ta sẽ phải làm lại cái này. Chúng ta sẽ làm lại ở đây, ta xóa bớt đi và chúng ta đặt không học vào đây nhé. Đây, bây giờ ta vào cái khung và khung nhìn trong toàn trường đi. Đấy, toàn trường đấy nhá. Toàn trường. Cái ống dưới này, đây. Chuột đây. Chúng ta có thể xóa được. Đây, bấm nút pick này. Pick. Xóa. Đấy, thì nó sẽ vào đây được nhé. Đấy, thì nếu mà chúng ta mà chẳng may mà bị xếp lỗ chỗ vào chủ nhật nhé, chúng ta không cần phải xóa đi. Chúng ta có thể làm lại như sau. Bây giờ các bạn giả sử chúng ta đây, chúng ta xếp lỗ chỗ vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại cái hệ thống, chúng ta lại lệnh chính vào tùy chọn, vào lại khung nhìn và chọn lại 6 ngày, thì phần mềm sẽ tự động xóa tất cả các tiết của chủ nhật đi và chèn vào đó là không học nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt kết thúc. Phần mềm sẽ báo là bạn đã chọn theo biểu 6 ngày, phần mềm sẽ xóa tất cả các ô của chủ nhật đi và phần mềm sẽ đồng ý, phần mềm sẽ xóa đi và chèn vào đó là không học. Ok, xong. Và bây giờ chúng ta sẽ vô tư, chúng ta sẽ xem lại 6 ngày và yên tâm là nó sẽ đầy đủ tất cả toàn bộ cái phần không học thứ bảy chuẩn không được, chúng ta xếp lại.
chúng ta có thể xếp xếp tự động 100% lại cho thời khóa biểu này. Lệnh xếp 100% có thể xếp bất cứ lúc nào, chứ không phải xếp đầu. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào ta vào lệnh xếp 100% này và xếp tiếp cho đến hết. Xong rồi thôi, không xếp vào nữa. Còn ta có thể xếp tiếp bất cứ lúc nào. Ở đây, thấy chưa? Nhé, các bạn chú ý nhé. Đó, thì đó là cái lệnh này. Một số người vừa rồi là có bị lỗi như thế, nên báo cho tôi nói như vậy nhé. Nhưng mà phần tối nay tôi xong rồi đấy, bây giờ bạn nào có hỏi gì thì hỏi tôi sẽ trả lời nào. Ai muốn hỏi gì nào? Thầy cho xin cái Facebook để em vào, với em là người mới. À thì em join vào đây đi, em join vào cái này đi. Em join vào cái nhóm này này. Em join vào cái nhóm đó rồi. Em join vào cái này đi, tôi sẽ mà nay nhóm này là có bạn Hường là đang là ôi, bây giờ nó thay đổi cái room, thay đổi cái này có nhỉ? Nhóm ở đâu ấy nhỉ? Ôi. Cảm hỏi cả thế ơi. Đây. TKB đây, nhóm này nhá, đây là cái nhóm này này. Đây nhóm này này. Đây chúng ta vào cái nhóm này nhá, nhóm này này. Đây là cái nhóm mà đây nhóm có tên là STKB phần mềm chúng ta có biểu nhá. Thì các bạn nói FD tôi sẽ đấy. Tôi sẽ có người request này, để có người vào đây này, tôi sẽ approve vào đây thôi. Vâng nhá. Cái nhóm này là nhóm open public. Bất cứ ai vào đây thì tất cả câu hỏi nào của các bạn về thứ biểu các bạn vào đây nhé, vào đây và hỏi tôi sẽ trả lời vào đây. Ở đây trong này có bạn đang hỏi cả thế ơi. Ừ. Sao? Đang hỏi hai câu hỏi ạ. Ừ. À, thứ nhất là trường app có sử dụng bản TKB nâng cấp lên bản TKB của thầy thì thứ nhất là giá trị tiền là bao nhiêu? Thứ hai là hình thức nâng cấp như thế nào? Rồi là thủ tục tài chính và cái số điện thoại liên lạc của Hương là cho anh xin lại ạ. Đây nhá, nó luôn này. Cái thứ hai nữa là câu hỏi thứ hai là nhớ thầy là gửi file ngay đi, file PowerPoint ngay cái chỗ để dùng luôn để chú em có thể tải ngay ạ, thì em không dùng Facebook nữa. Câu hỏi hai là gì? Cảm ơn thầy. Câu hỏi hai là gì? Nhớ thầy gửi cái file hướng dẫn PowerPoint ngay trên dùng. Cái file dùng luôn cũng được ạ. Cái file PowerPoint nó gửi rồi, tôi sẽ gửi lại. Dạ, cảm ơn thầy. Các bạn vào cái nhóm đó là tôi đã share cái file PowerPoint rồi đấy, nhưng tôi sẽ gửi lại nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn nhé là gì? Các bạn đang dùng bản TKB cũ nhé, thì các bạn sẽ dễ dàng nâng cấp lên cái bản mới. Bản mới thì các bạn làm như sau: các bạn hãy liên hệ với cô Hường này này, cô Hường như đây này, cô Hường nhé, cô Hường sẽ hỗ trợ các bạn là nâng cấp lên như nào. Nâng cấp lên rất đơn giản thôi, các bạn sẽ trả một ít tiền, tôi không nhiều, thì bao nhiêu thì các bạn hỏi cô Hường nhé, tôi không nói ra ở đây vì tôi không phải là người cho cô Hường toàn quyền ở đây. Khi mà các bạn nâng cấp như sau nhé, các bạn sẽ phải làm hợp đồng với công ty này, các bạn sẽ phải nộp một ít tiền để công ty sẽ cấp kỳ. Các bạn sẽ lên mạng các bạn tải về cái bản chính thức, được chưa? Xong các bạn cài đặt cái bản chính thức. Khi cài đặt bản chính thức khi chạy thì máy sẽ yêu cầu bạn nhập một cái key. Trên máy có một cái key ở ban đầu, bạn gửi key đó cho cô Hường. Cô Hường sẽ gửi lại các bạn một key thứ hai, các bạn nhập key thứ hai vào là xong. Nhập một lần thôi và dùng vĩnh viễn cái bản đó. Một trường sẽ được cấp 1 hoặc 2 hoặc 3 key tùy vào cái các bạn sẽ thuận với cô Hường là bạn dùng bao nhiêu máy tính nhé. Thì khi các bạn mà có phần mềm rồi, có key rồi, các bạn được dùng vĩnh viễn. Và khi đó các bạn sẽ mở cái file cũ TKB cũ ra, nó rơi đây. Mở cái tệp TKB cũ ra và phần mềm sẽ tự nâng cấp sang cái phần mềm mới. Để cho các bạn xem cái lệnh như vậy nhé. Đây này nhá, giờ tôi đóng cái phần mềm này lại, tôi vào hệ thống, tôi đóng này, đóng. Bây giờ tôi sẽ tìm trên máy tính của tôi một cái phần mềm, một cái dữ liệu TKB cũ và tôi nâng cấp này, tôi cứ mở thôi nhé. Này tôi mở máy, tôi còn rất nhiều máy của tôi còn rất nhiều cái file TKB cũ nhé. Đây tôi vào đây, tôi vào hàng TKB của tôi vào đây xem đây nhá. Đây TKB đây rồi. Đây, tôi vào cái TKB mình mở cũ này nhá. Data này. Đây này. Đây là cái file TKB cũ nhá. Ví dụ như là cái file này nhá. Khi tôi mở cái file này ra thì phần mềm sẽ thông báo là dữ liệu của bạn đang làm bản 10.11.x gì, bạn có muốn nâng cấp lên bản mới không? Mọi người đã hiểu chưa? Nâng cấp lên cái bản là STKB 1.x không? Bấm đồng ý. Đấy, thì máy sẽ lập tức là mở ra mà
đặt cái file mới có tên là STGB, có đuôi là STGB, cái file cũng phải vào đây nhé. Phần mềm tự động mở ra nâng lên nhé, và chúng ta hoàn toàn là việc bình thường. Chúng ta làm việc bình thường với cái cần dữ liệu này như bình thường. Chúng ta vào nhập lớp, nhưng mà nhập tên nhé, mọi thứ như bình thường. Là cái tiệm này nhé, đó. Người đã hiểu chưa? Hiểu rồi đấy ạ. Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi, thầy nói lại một chút cái chỗ chuyển sang phần mềm 1.5 đi ạ, STKB đi ạ. Em vừa nghe không rõ ạ, em vừa bị mạng lỗi. Nói lại. Vâng ạ. Giả sử trường em đang dùng phần mềm cũ đúng không nào? Vâng ạ. Đang dùng phần mềm STKB 11.0 cũ đúng không nào? Vâng ạ. Mà hiện nay chúng ta, vì hiện nay là cái bên kia đang khóa lại, chúng ta không dùng được, chúng ta sẽ phải nâng cấp sang bên này. Thì như sau, em sẽ alo cho cô Hường này. Thì là cô Hường là cái người phụ trách ở bên tôi, là phụ trách cái chuyện là cấp trường. Cô Hường em biết rồi, cô Hường ở gần nhà em ạ. Vâng. Đấy thì em nâng cấp nhé, em alo cho cô Hường nhé. Khi em làm vâng. xong, cô Hường xong rồi nhé. Vâng. Thì em sẽ lên mạng, em tải về, em lên cái trang của công ty, em tải về cái phần mềm STKB chính thức. Đây, tải về ở đây nhá. Đó là cái STKB đấy thì ạ. Đúng thế, em tải về ở link chính thức này. Đúng không ạ? Đấy nhá. Vâng, em tải rồi ạ. Tải rồi, em cài phần mềm nhá. Cài rồi ạ. Cài xong rồi thì nó sẽ hiện ra trên màn hình, hiện ra cái nút như này này. Đây là cái icon mới. Tức là yêu cầu cấp mã, cấp key đúng không ạ? Cấp đúng key thế. Thì bọn em phải liên lạc với cô Hường để mua cái key mới đúng không ạ? Đúng thế. Em thật ra bọn em phải làm thủ tục trước, tức là phải nạp tiền cho cô Hường trước đã. Em biết rồi. Vào em mua từ bản 9 chấm rồi 10 chấm đến 11 chấm và đến 11 chấm nó bị ách lại. Vâng. Đúng thế. Thì mới chạy cái này. Cái đây cái bản này là bản là có key rồi, chúng chạy được như thế này, còn không nên báo ngay, khi bật lên nó báo ngay là bạn phải nhập key. Đúng không nào? Có key rồi thì vào đây được. Vào đây được là xong rồi. Vào cái bình này là coi như xong rồi, ta đọc xong rồi. Thế bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ phải mở chúng ta dùng lệnh open file, chúng ta dùng lệnh hệ thống này, lệnh mở tệp này, mở ra mở ra cái tệp TKB mà cũ của em ấy, TKB cũ và cũ của em là TKB 11, cái tệp mà có đuôi TKB đúng không nào? Vâng ạ. Đấy, mở ra nó TKB. Vâng. Mở ra như này nhé, dùng lệnh ta tìm cái file này, nhắc lại này, lệnh này này. Lệnh mở tệp nhé. Vâng ạ. Mở tệp và tìm tệp TKB cũ cái này này. Đúng không nào? Yến ơi, Yến chụp lại đi, Yến chụp màn hình của thầy đi. Bạn. Mở tệp nhé. Thấy lại cho em chụp màn hình này. Mở tệp nhé. Vâng ạ. Mở tệp sau tìm cái thư mục mà chứa cái file TKB cũ. Cái file cũ, vâng ạ, cái TKB cũ ạ. Vâng. Ví dụ là file này. Nhá. Dạ vâng. Bấm nút open. Được chưa? Vâng ạ. Rồi ạ. Nhanh vào đấy thôi, vâng. Nhấp vào đấy. Máy sẽ ra cái hình màn hình này. Vâng, xong đồng ý đúng không ạ? Đồng ý. Là xong luôn. Máy sẽ luôn mở luôn ra và đổi tên và đặt tên mới là STKB luôn. Cái file này là một file nằm bên cạnh cái file cũ. Hai file khác nhau nhé. File cũ là đuôi là TKB. Vâng. Cái này có đuôi là STKB. Vâng. Và thêm chữ S đúng không ạ? Vâng. Chữ S gì thôi nhé. Và mọi thứ đều là lấy từ cũ lên, và tất cả mọi thứ đều giống như cũ này, nó có hết tất cả thông tin đầy đủ mọi thông tin vâng. Thế thôi mà chúng ta có thể xóa file cũ đi, ta dùng làm việc với file mới. Dạ vâng. Được chưa? Thầy cho em hỏi. Vâng. Sao? Em muốn hỏi được không ạ? Hả, hỏi đi. Dạ vâng ạ, em muốn hỏi thầy một chút ạ. Chẳng hạn như là bây giờ trường em thì học 2 buổi. Thì theo như thầy nói, giả dụ như là cô, chẳng hạn như bọn em những cái môn tăng cường thì bọn em sẽ muốn học vào buổi chiều, thì bọn em sẽ nạp vào cái phân công chuyên môn giảng dạy vào buổi chiều đúng không hả thầy? Đúng thế. Vâng ạ, buổi sáng thế, nhưng có những môn thì bọn em lại muốn học cả sáng cả chiều, thì em sẽ nhập vào chỗ nào ạ? Vẫn nhập vào, các em vẫn là nhập vào cái bảng phân công chuyên môn này và nhập sáng riêng chiều riêng. Sáng vẫn có là với là môn toán, sáng cũng học, chiều cũng học, thì nó là thành cả ngày, thì có gì đâu. Không ạ, chẳng hạn như em cũng là cái môn, em muốn nói là chẳng hạn như là môn địa lý chẳng hạn, bọn em nó không phải là môn học ở trong phòng bộ môn, thì có thể là buổi sáng thì
cô ấy dạy một lớp buổi chiều, cô ấy dạy cũng cái lớp đấy nhưng mà lại dạy một tiết buổi sáng, một tiết buổi chiều, em là ví dụ như thế. Bởi vì bọn em phải cài vào, vì nếu như chỉ học mỗi các tiết tăng cường không thì nó chưa đủ cái cơ số của buổi chiều, cơ số giờ của buổi chiều. Tại vì bọn em cho phân mỗi một buổi là 20 tiết ạ. Sáng 20 tiết, chiều 20 tiết, học từ thứ 2 đến thứ 6. Tất cả những không chuyên môn đó là em là người làm. Chứ phần mềm vâng là em là người chủ động, em là có lệnh từ trên hiệu trưởng xuống là em phải làm như này. Em sẽ là người phân bổ các chiều là em làm. Thì, thế tức là máy không hỗ trợ phần này mà bọn em sẽ là tại vì em thấy vào cái mà phân bổ phân công giảng dạy hai buổi thì họ nó hỏi mình hoặc là tự máy tự động hay là mình. Thế thì khi mà máy tự động thì cứ buổi sáng họ máy xếp 25 tiết còn lại đẩy sang buổi chiều, nhưng bọn em chỉ muốn buổi sáng 20 tiết thì bọn em lại phải tự điều chỉnh tay, đúng không ạ? Đúng thế. Đây là cái bảng tôi đang xem trên mình, đây là chính cái bảng cái nhập phân công giảng dạy cho cả hai buổi. Thực chất là nó ghép hai cái bảng kia vào nhé. Thì ở đây là chúng ta làm bình thường cũng nhập bình thường, nhưng mà nó có những cái chức năng là nó có chức năng là phân bổ sang là sáng chiều. Ví dụ đây tôi cho được biểu toán nhé, toán đây là cô toán đây là toán là 4 tiết này, thì chúng ta sẽ phân bổ sang sáng chiều là bao nhiêu. Trên này chúng ta phân bổ sang cái lớp này là ta sang đến là phân đang dạy rồi, nhưng không phân được, chứ còn bình thường là phân bổ là sáng 2 chiều 2, ví dụ như thế. Vâng, em hiểu không đấy? Vâng. Thì vâng. Đến xếp rồi mà nó không phân bổ được nữa. Vâng. Không vâng. Có này phần mềm tự động phân bổ, nhưng mà tốt nhất là chúng ta là chủ động phân bổ. Vâng, thế còn những cái nào là chủ động phân bổ thì chúng ta cứ nhập vâng. riêng hay nhất. Chúng ta có mệnh nữa lên này, chúng ta có thể nhập riêng phân công vâng dạy cho từng lớp một. Đây là cái chỗ nào chỗ vâng. công cụ nhé. Chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn riêng. Đây là chỗ nào? Đây là tôi trong là chỗ lệnh chính này. Đây này. Đây tinh chỉnh phân công chuyên môn cho từng buổi và cho cả hai buổi. Chúng ta có thể tinh chỉnh sáng chiều này, cho từng lớp một này, sáng chiều đấy nhé. Cái này là cái mà chúng ta làm nhiều quen thôi, không có gì cả. Phân công sáng và chiều, tinh chỉnh cho cả sáng và chiều, hiểu chưa? Đấy, đây là lệnh vâng ạ. Thầy ơi cho em hỏi thêm ạ. Rồi em khi em làm em thấy cái phân công phòng bộ môn ấy rất là khó. Rồi. Không cố định được phòng bộ môn đấy ạ. Ừ, không cái chỗ không phải không khó mà chỗ là cái chỗ khó nhất, một chỗ mà khó nhất về mặt khái niệm thôi. Khi em hiểu thì sẽ rất là dễ dàng. Phòng mà có lẽ cái riêng bộ môn ấy, phòng bộ môn đúng không nào, có một buổi riêng. Vâng. Mà Norma này là phần mềm sẽ được phép tạo ra các phòng bộ môn, mà mỗi phòng như vậy chỉ được gán cho từng môn học riêng, như là phòng thí nghiệm vật lý riêng, phòng thí nghiệm hóa riêng. Thì mỗi phòng như vậy là phòng riêng cho môn lý, môn hóa, cho môn tin, được không nào? Vâng. Nhá. Một phòng có thể cho hai môn, phòng thí nghiệm nó có thể cho hai môn là môn lý và môn hóa. Đây, khi em làm nó vẫn cứ không nhận lệnh của nó cứ nhập phòng nhé. Khi nhập phòng chúng ta phải làm vâng đầu tiên là nhập phòng, thì phòng nó có hai loại phòng là phòng chuyên môn và phòng đa năng nhé. Nhưng mà đa số là phòng vâng. em là phòng chuyên môn, là phòng đó chính là phòng thí nghiệm vật lý. Một phòng mà muốn dùng nó là phải gán cho các môn học nhé. Đây nhập phòng nhập học. Ra phần nhập đây chúng ta nhập cái này là tính chất phòng bộ môn nhé, là cái phòng này vâng. là gán cho môn nào, phòng này gán cho môn nào và gán cho khối nào đấy nhé. Đây là vâng. học một môn này, sau đó chúng ta còn phân công phòng học lớp môn nữa, là cái môn này, cái lớp này là cái môn nào, học phân công học trong phòng nào, thậm chí là gán trước được môn lớp 6A1 này, môn vật lý nhé, phân công phòng môn học có phân công và phân công ở phòng vâng. là phòng nào đấy nhé. Thì khi phân công chuẩn rồi thì cái xếp phòng vâng. tự động cho toàn bộ tự động. Chứ là phòng học chúng tức ta phải gán từng lớp chứ không phải từng khối được, đúng không thầy? Từng lớp một thì càng tốt. Từng lớp một phải phù hợp. À, phải từng lớp một. Vâng. Phải từng lớp một. Vâng. Vì nó không gán thì phần và chúng ta phần mềm sẽ tự động hiểu là học trong phòng truyền thống. Cô hôm nay cô đang bận việc, chú lại đang đau bụng. Vâng, học đấy khó đấy. Tức là chúng ta là nhập phòng này, nhập phòng và gán phòng cho từng môn học và từng khối lớp, sau đó là gán phòng học cho từng lớp một,
vì nếu không gán thì máy sẽ hiểu là phần mềm sẽ hiểu cái môn này là học trong phòng truyền thống. Em hiểu không? Vì có thể là trong phòng chúng ta là chỉ một số lớp là học trong phòng phòng môn học thôi, còn lại vẫn học trong phòng truyền thống. Đấy, như vậy ta phải gán chuẩn thôi nhé, hơi phức tạp một chút nhé. Ai hỏi gì nữa không? Mình đã mệt chưa? Em ạ. Hỏi tiếp đi, không thầy mệt lắm rồi này. Rồi. Em muốn hỏi tiếp một chút ạ. Giả dụ ở lớp chẳng hạn như là em có một cái khối 6 thì tất cả các cái tiết không học, nhưng riêng cái khối 6 của một trong đó có một lớp thì em muốn là cái ngày thứ 2 và thứ 4 buổi chiều thì của cái lớp đấy sẽ là các tiết không học. Thì bây giờ làm nào ạ thầy? Chỉ riêng hai, chỉ riêng một lớp đấy thôi ạ. Ừ thì lại dùng trước ấy, mình nói rồi gì nữa. Tức là thầy cái đấy là cố định tiết không học ở đây chị. Đúng thế. Tiết cố định tiết không học nhưng nó theo khối. Xóa nha. Rõ nó ra. Xóa này. Tách cái. Ví dụ đây nhá. Đúng không thầy? Vâng ạ. Đây nhá. Vào đấy pick đi không? Rồi hai lớp thầy ta dùng để pick thôi, pick nó vào đây gì nữa. Vâng, thì các cái tiết kia nó tự động nó bố trí khác ở đây, nó bố trí vào chỗ khác đúng không ạ? Đã pick, đã không học rồi thì không xếp tiếp đây được nữa. Máy sẽ tự động mà không xếp vào nữa. Đây là cái khu học này là cái ràng buộc cứng, phần mềm không thể xóa đi và xếp vào đây được nữa. Có hai ràng buộc cứng là ràng buộc họp, ràng buộc không học là cứng. Được chưa? Dạ vâng. Dạ em hiểu rồi ạ. Vâng. Em cảm ơn thầy, em chào thầy. Alo. Không. Dạ vâng ạ. Thôi nhá. Các bạn đói đấy, các bạn đói đấy. Dạ vâng ạ. Ừ, thế chào nhé. Đói chứ bọn em cũng đói đó. Em chào thầy ạ. Thầy cho chúng em xin cái bài PowerPoint lên với ạ. Ok. Sẽ được ra ngay nhá. Ok. Vâng, em cảm ơn. Em chào thầy ạ. Vâng ạ. Thầy ơi, thầy. Hello. Nói đi. Dạ, thầy cái video hướng dẫn sắp này thầy có thể gửi lên cho mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cái video, mình sẽ khóa video lại đây, mình sẽ đưa lên YouTube nhá, mình sẽ share cho các bạn. Dạ, cảm ơn thầy. Ok. Thôi chào nhá.